Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 54. Ta biết bọn hắn bình tĩnh nguyên nhân. Chu Thiệu Nguyên đối mọi người nói, mọi người ngẫm lại xem, chỉ có toàn học viện thứ nhất khả năng cầm tới thần khí, ngay trong bọn họ có người có thể làm được sao? Không có khả năng, không ai có thể làm được, bọn hắn sẽ chỉ xếp tại đếm ngược. Cái này không phải, thần khí cùng bọn hắn triệt để vô duyên. Tiếp theo đoàn đội thành tích, các ngươi cảm thấy bọn hắn đội ngũ có thể tại tất cả trong đội ngũ sắp xếp bao nhiêu? Chu Thiệu Nguyên tiếp tục hỏi thăm. Không cần nghĩ, khẳng định hạng chót, tương lai tất cả thời gian bên trong, bọn hắn tuyệt đối một mực là thứ nhất đếm ngược. Mọi người tranh thứ hai đếm ngược là được. Khẳng định, bọn hắn tuyệt đối thứ nhất đếm ngược, đây là không cần so liền biết. Trực tiếp cho thứ nhất đếm ngược cho bọn hắn, mọi người tuyển hạng bên trong không có thứ nhất đếm ngược. Chấm. Tất cả mọi người rối rít nói. Cứ như vậy, đoàn đội thành tích ban thưởng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tương đương hôm nay nói ra ban thưởng chế độ cùng bọn hắn không có một phân tiền quan hệ. Cho nên bọn hắn tại sao phải giống như chúng ta kích động đâu? Đối với một cái cùng mình hoàn toàn không quan hệ sự tình, ta làm gì đi kích động đâu? Bọn hắn hiện tại bộ dáng này mới là bình thường nhất. Nghe xong mọi người nói như vậy về sau, mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Ngược lại Diệp Quân Lâm đội ngũ bộ dáng như hiện tại, mới là bình thường nhất. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Ta ngược lại là có chút thương hại bọn hắn a. Học viện tốt như vậy ban thưởng, kết quả là vậy mà cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Giống chúng ta tối thiểu có thể tranh thủ một chút, người không được, còn có đoàn đội có thể tranh thủ. Thế nhưng là bọn hắn cái gì đều không được. Chấm. Lúc này có người đề nghị, đã có ban thưởng chế độ, vậy liền hẳn là có trừng phạt chế độ a. Đoàn đội thành tích hạng chót 3 vị. Người thành tích lạc hậu sau 10 vị phải làm một chút trừng phạt. Dạng này cũng có thể đảo ngược khích lệ. Không phải hạng chót người liền yên tâm thoải mái, vẫn không có lòng cầu tiến. An Vu hiện trạng. Đúng, có trừng phạt phải có khích lệ chế độ. Chấm. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Ta lại tuyên bố một cái học viện quyết định bởi vì nhất tự tỉnh Kiên Vương môn hạ tính chất đặc thù, vì vậy bọn hắn không tham dự mỗi tháng kiểm tra. Bọn hắn trực tiếp tham gia một năm sau thi đấu. Thiên sách thần soái còn nói thêm. Cái này quyết định mới ra, toàn trường xôn xao. Đám người khiếp sợ không thôi. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Bọn hắn chính là dự định thứ nhất đếm ngược, tham gia không tham gia khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhiều lắm là gặp càng nhiều vũ nhục cùng trào phúng. Dứt khoát không tham dự thôi. Cái này quyết định cũng là Diệp Quân Lâm ý tứ. So với những người khác, môn công pháp này hoàn toàn chính xác thấy hiệu quả chậm. Nhất là một tháng kiểm tra, rất ảnh hưởng bọn hắn tiết tấu. Bởi vậy dứt khoát không tham gia cho thỏa đáng. Dù sao Diệp Quân Lâm học viên cũng không dùng đến những cái kia ban thưởng. Diệp Quân Lâm chú ý tới một cái chi tiết. Tốt như vậy trào phúng cơ hội, ân chính mình bọn hắn cũng không trào phúng. Lực chú ý tất cả thần khí phía trên. Diệp Quân Lâm nơi nào không rõ bọn hắn ý nghĩ. Muốn biết Hắc Ám Thượng Đế càng nhiều tin tức hơn. Giờ phút này đến nói, thần khí là điểm vào. Bọn hắn thế tất sẽ đối thần khí động thủ. Ví dụ như trộm đi đi nghiên cứu. Một năm sau các ngươi thành thành thật thật làm thứ nhất đếm ngược đi. Đám người kêu gào về sau, toàn trường tản ra. Tại mọi người bảo vệ dưới, thần khí cũng bị lấy đi. Cuối cùng để vào học viện bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Đạo sư, thần khí an nguy không cần lo lắng sao? Khủng bố như vậy thần khí. Chúng ta sợ có người đến trộm a. Ân chính mình ra mặt nói. Diệp Quân Lâm vui. Tiểu tử này là không đánh đã khai sao. Còn chủ động hỏi thăm, đây là nghĩ bài trừ tự thân hiểm nghi sao. Sẽ không, cất giữ thần khí phòng thí nghiệm là Côn Luân học viện chỗ an toàn nhất. Nói như vậy, trừ chính chúng ta người, không người có thể mở ra. Yên tâm đi, vô cùng an toàn. Thiên sách thần soái nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều yên tâm. Sau đó, thiên sách thần soái mấy người cùng Diệp Quân Lâm tụ tập cùng một chỗ. Viện trưởng, ngài nói bọn hắn sẽ động thủ sao? Đúng a, làm như vậy có thể hay không quá rõ ràng? Thiên sách thần soái mấy người hỏi. Bọn hắn hiện tại nóng lòng tìm kiếm manh mối, vật trọng yếu như vậy xuất hiện, làm sao có thể sẽ không động thủ đâu? Dù là bại lộ, cũng phải động thủ. Diệp Quân Lâm cười cười. Chẳng qua chúng ta đối với thần khí trông giữ có phải là quá nghiêm ngặt rồi.
Trừ người vì trông coi bên ngoài, phòng thí nghiệm còn có trọn vẹn 8 đạo khóa. Ta cũng hoài nghi bọn hắn phải chăng có thể mở ra được. Thiên sách thần soái lo lắng điểm không vô đạo lý. Bọn hắn là động thủ không sai, thế nhưng là mở không ra phòng thí nghiệm. Lấy không được thần khí a. Diệp Quân Lâm cười cười, vậy chúng ta không quản được, chỉ có thể nói bọn hắn là phế vật. Liền thần khí đều lấy không được, chúng ta chẳng những không thể thư giãn, ngược lại phải tăng cường trông giữ. Cũng đúng, một khi thư giãn, bọn hắn có thể sẽ tưởng rằng chúng ta cố ý thiết cái bẫy. Càng là gian nan càng tốt. Những người khác nói, đêm nay chúng ta 8 cái đến trông coi. Diệp Quân Lâm chọn 8 cái đạo sư tự mình trông coi. Chấm. Kinh thành. Chư thần phòng thí nghiệm trong căn cứ. Tiên sinh đã được đến hoàn chỉnh tình báo. Thần khí này lợi hại như vậy, hẳn là rất có thể nói rõ hắc ám thượng đế thân phận. Nhất định phải cầm về. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào hành động. Cho dù là toàn bộ bại lộ, cũng phải đem thần khí cầm tới tay. Đi, đem trang bị cho hết bọn hắn đưa qua. Tiên sinh trực tiếp hạ chính là tử mệnh lệnh. Côn Luân học viện đám thám tử tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao xuất động. Chẳng qua vì bảo an lý do. Bọn hắn vẫn là lưu lại mười mấy người. Không thể hoàn toàn cũng bại lộ. Còn lại mấy chục người đồng loạt hành động. Diệp Quân Lâm tại phòng thí nghiệm mặt phía bắc bế quan. Thật sớm hắn liền phát giác được 7-80 đạo khí tức phân biệt từ phương hướng khác nhau chạy đến. Hắn cấp tốc khóa chặt tất cả mọi người. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, có canh chừng, có phụ trách cảnh giới, có phụ trách tiếp ứng. Mà lại bọn hắn sử dụng trước nay chưa từng có trang bị. Là cái này thời đại mới không có được. Như vậy chỉ có một cái khả năng chư thần phòng thí nghiệm trang bị. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên phát giác được. Thân thể bọn họ trong suốt, còn giống như U Linh. Giống như mình trước đó tại số 76 cấm địa đuổi bắt đến thuần năng lượng thể. Bọn hắn chẳng những chế tạo thuần năng lượng thể, còn chế tạo ra U Linh trong suốt một loại trang bị tới. Gần như không lộ ra bất luận là sóng năng lượng nào. Đừng nói người bình thường, chính là thiên sách thần soái bọn hắn cũng đừng nghĩ quan sát được. 20-30 đạo U Linh thể tiếp cận phòng thí nghiệm. Lướt qua 8 vị đạo sư cùng với thủ vệ, tiến vào ở ngoài phòng thí nghiệm vây. Đương nhiên cái khác 7 vị đạo sư cùng thủ vệ là thật bị lướt qua, bọn hắn căn bản không có phát hiện. Nhưng Diệp Quân Lâm đem hết thảy thu hết vào mắt. Dù là hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nhắm mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được có người lướt qua hắn về sau, đang hướng phía hắn giơ ngón tay giữa lên. Dường như tại khinh bỉ trọng yếu như vậy thần khí, vậy mà phái ra Diệp Quân Lâm đến trông giữ. Đột phá phòng tuyến chẳng khó khăn gì. Diệp Quân Lâm cố ý ghi lại người này, gọi phiền chí thắng. Mấy chục đạo như U Linh thân ảnh chui vào phòng thí nghiệm. Bọn hắn dùng chư thần phòng thí nghiệm trang bị tuần tự đem phòng thí nghiệm 8 đạo khóa mở ra, thành công tìm được thần khí chỗ. Đem thần khí chỗ thay thế đi. Cầm tới thần khí về sau, đám người lập tức rời đi. Lần này tất cả mọi người từ Diệp Quân Lâm cái phương hướng này thoát đi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm cái phương hướng này đột phá là thoải mái nhất. Tại trải qua Diệp Quân Lâm bên người thời điểm, mọi người ý tứ sâu xa cười cười. Tại Diệp Quân Lâm xem ra, đám gia hỏa này là tại khinh bỉ chính mình. Chẳng qua cái này cùng hắn nghĩ khác biệt. Bọn hắn dạng này cười, là có ý khác. Đám người này sau khi ra ngoài, tiếp ứng tổ lập tức tiếp ứng. Cuối cùng canh chừng tổ cùng cảnh giới tổ từng cái rời đi. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chẳng qua bọn hắn nơi nào muốn lấy được. Diệp Quân Lâm vậy mà trên người bọn hắn từng cái lưu lại vết tích. Đây là Thánh Kinh tổ chức mạnh nhất đoàn đội nghiên cứu chế tạo truy tung chip. Kỳ thật chính là một giọt chất lỏng. Tiến vào thân thể về sau, liền sẽ tiêu tán. Sau đó truy tung là đủ. Bây giờ Diệp Quân Lâm thủ hạ đã khóa chặt bọn hắn mấy chục người, tiến hành thời thời khắc khắc truy tung. Bao quát bọn hắn đi địa phương. Đều có thể phát giác được. Diệp Quân Lâm cười. Lúc này, những người khác không có phát hiện thần khí đã bị đánh cắp. Nếu như không có Diệp Quân Lâm sớm thông báo lời nói. Sợ là thời gian rất lâu bọn hắn đều phát hiện không được thần khí bị đánh cắp. Không hổ là chư thần phòng thí nghiệm A, một bộ này trang bị vẫn là tiên tiến A, vậy mà thần không biết quỷ không hay đánh cắp. Diệp Quân Lâm cười cười. Nghe được Diệp Quân Lâm thông báo về sau. Mọi người mới biết được thần khí đã bị đánh cắp.
Thật là khủng khiếp. Liền Thiên Sách thần soái đều lau mồ hôi lạnh. Nếu như không phải có Diệp Quân Lâm ở đây, chư thần phòng thí nghiệm rời núi, Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc sợ là ứng phó không được. Trừ phi là đại hạ kia hai loại tồn tại rời núi. Viện trưởng, hiện tại thế nào? Nên làm cái gì? Đám người hỏi. Chờ. Diệp Quân Lâm cười cười, chờ bọn hắn đem thần khí trả lại. À, bọn hắn sẽ còn trả lại. Không thể nào, trộm đi thần khí, làm sao lại trả lại? Đám người không hiểu. Diệp Chiến Thiên nói, bọn hắn chỉ là xem xét một chút, tìm một chút manh mối, khẳng định sẽ trả lại. Diệp Quân Lâm cười, đi liên hệ Thánh Kinh tổ chức, đi xem truy tung tình huống. Chấm. Mọi người biết trả lại. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn căn bản liền không có đem thần khí vận ra Côn Luân học viện đi. Cầm tới thần khí sau. Ân Chính Bình chờ thám tử lấy tốc độ nhanh nhất đem thần khí tiến hành toàn phương vị quét hình. Đây là tiên sinh chuyên môn cho phân phối dụng cụ. Trực tiếp quét hình thần khí, đem số liệu hình ảnh vật liệu phân tích truyền tống đi qua là được. Đều không cần tự mình đem đồ vật đưa qua. Thần khí số liệu truyền tới về sau. Chư thần phòng thí nghiệm bắt đầu phân tích. Mấy phút đồng hồ sau kết quả liền ra tới. Cái này thần khí cấu tạo thành phần uy lực chờ một chút cùng trước đó chư thần phòng thí nghiệm tại số 76 cấm địa gặp qua thần sử dụng thần khí là đại khái suất giống nhau. Chí ít tại 90% trở lên. Duy chỉ có khác biệt có thể là rèn đúc thủ pháp. Chẳng qua bọn hắn trước đó thu nhận sử dụng số 76 cấm địa tư liệu tin tức cũng không nhiều. Có thể trên cơ bản xác định thần khí này chính là số 76 cấm địa thần sử dụng. Chẳng qua cái này cũng không thể nói rõ cái gì a. Nhiều lắm là nói rõ bọn hắn nhặt được số 76 trong cấm địa sử dụng thần khí thôi. Dù sao Hắc Ám Thượng Đế hiện tại chiếm lấy nơi này. Đúng, cái này thần khí nói rõ không là cái gì, mà lại nghe nói Hắc Ám Thượng Đế còn có rất nhiều loại thần khí này, nói rõ chính là nhặt được thôi. Các ngươi nói Hắc Ám Thượng Đế có phải là chính là từ số 76 trong cấm địa đi ra thần? Lucifer sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tiên sinh phụ họa nói, hơn phân nửa là. Chúng ta trước đó đoán sai, đều hướng đại hạ trên thân đoán, lại xem nhẹ số 76 cấm địa, vì cái gì số 76 cấm địa không có thần rồi. Đó là bởi vì bọn hắn đều rời đi. Nếu là như vậy, vậy liền thật đáng sợ, so với chúng ta tưởng tượng bất kỳ kết quả gì đều nghiêm trọng. Số 76 cấm địa thần tướng trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Diệp Quân Lâm cũng không có nghĩ đến, đám người kia phân tích nửa ngày vậy mà kéo tới số 76 cấm địa trên thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một bên khác, Diệp Quân Lâm ngay tại truy tung những thám tử này hành tung. Kết quả phát hiện bọn hắn không nhúc nhích. Ngay tại Côn Luân học viện bên trong. Căn bản liền không có rời đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm một mặt kinh ngạc. Vậy liền đại biểu cho thần khí tuyệt không rời đi Côn Luân học viện. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà lại chậm chạp không gặp bọn hắn đưa thần khí tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn còn muốn truy tung những người này, tìm tới chư thần phòng thí nghiệm ở nơi nào? Kết quả lại là như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm người từ đầu đến cuối tại Côn Luân học viện. Căn bản không có rời đi. Cái khác không có đánh dấu qua người cũng không có động tác gì. Thật giống như thần khí chưa hề rời đi đồng dạng. Chẳng qua từ đầu đến cuối cũng không gặp thần khí trả lại. Cái này cùng Diệp Quân Lâm trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn làm sao biết chư thần phòng thí nghiệm có quét hình thần khí dụng cụ? Làm sao bây giờ? Những người khác bắt đầu bối rối. Không khỏi hướng Diệp Quân Lâm hỏi thăm. Chờ, không có cái khác biện pháp tốt. Diệp Quân Lâm nói. Hắn ngay tại suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên khác tiên sinh bọn hắn vẫn còn tiếp tục phân tích. Nếu như nói Hắc Ám Thượng Đế là số 76 cấm địa ra tới, nhưng làm sao cùng đại hạ dính líu quan hệ? Vì sao còn muốn thiết lập Côn Luân học viện, hắn đến cùng vì cái gì? Dựa theo chủng tộc đến nói, số 76 cấm địa ra tới thần càng khuynh hướng chúng ta phương Tây. Muốn hợp tác, phải cùng chiến ưng quốc chi loại quốc gia hợp tác. Thế nào lại là đại hạ đâu? Chấm. Đám người không nghĩ ra. Tiên sinh một mặt nghiêm túc. Đây chính là chúng ta tiếp xuống hẳn là muốn tra. Hắc Ám Thượng Đế nơi này đã có trọng đại đột phá. Để Thiên Thuẫn cục bọn hắn tăng thêm tốc độ, mau đem Diệp thị cổ tộc chủ nhân tra rõ ràng. Chấm.
Suốt cả đêm thời gian trôi qua, thần khí từ đầu đến cuối không có trả lại. Mà Diệp Quân Lâm đánh dấu mấy chục người chưa hề rời đi Côn Luân học viện. Cái này rất kỳ quái, để Diệp Quân Lâm rất là nghi hoặc. Bọn hắn chẳng lẽ nhìn thần khí lợi hại chiếm lấy rồi? Hoặc là có những phương thức khác rời đi nơi này? Chờ một đêm không có kết quả sau, Diệp Quân Lâm quyết định trở về. Lần này đi săn hành động xem như thất bại. Mình chuẩn bị còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Muốn từ phương diện khác đến tiếp tục. Ngay tại Diệp Quân Lâm rời đi sau đó không lâu. Đột nhiên có người hô to, thần khí ném. Các học viên dừng chân địa phương nghe tới thanh âm như vậy, từng cái xoay người lên. Toàn bộ hướng mặt ngoài tụ tập. Đồng thời một cái tiếp một cái truyền đạt thần khí ném tin tức. Một truyền 10. 10 truyền 100. Chấm. Rất nhanh toàn bộ học viện đều biết. Mấy ngàn học viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chiến trận này đem đám đạo sư giật nảy mình. Bọn hắn cũng nhanh chóng tụ tập. Các học viên cùng đám đạo sư nhao nhao hướng cất giữ thần khí địa phương hội tụ. Liền thiên sách thần soái bọn hắn đều mộng. Bọn hắn còn không có tuyên bố thần khí ném tin tức, là ai truyền tới. Ở trong đó có vấn đề A. Chẳng qua nhiều như vậy học viên đến. Tối thiểu cho bọn hắn một câu trả lời. Đạo sư các người mau nhìn xem thần khí có hay không tại. Mọi người tranh thủ thời gian thúc giục. Đối mặt nhiều như vậy người thúc giục, thiên sách thần soái chỉ có thể mang theo mọi người đi vào trong phòng thí nghiệm. Trưng bày thần khí địa phương, hộp mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là một cái vũ khí khác, căn bản không phải thần khí. Rõ ràng bị đánh cháo. Đến nơi này, thiên sách thần soái dường như minh bạch cái gì. Bọn hắn bị tính kế. Thần khí quả nhiên ném. Nhanh đi tìm, thần khí bị người đánh cháo. Chấm. Lần này trong đám người đều nổ tung. Tại mọi người trong lòng, thần khí này liền cùng mình đồng dạng. Mất đi, tuyệt đối không có thể chịu được. Chúng ta nhất định phải tìm ra trộm đi thần khí người, tuyệt đối phải nghiêm trị. Mọi người nhao nhao hô. Không đúng, hôm qua đạo sư ngài nói, thần khí tuyệt đối ném không xong. Trừ phi mình người. Ta nhìn tối hôm qua trông coi thần khí đạo sư có nhất tự tịnh kiên vương A. Đúng, ta có thể khẳng định, ta nhìn thấy nhất tự tịnh kiên vương trông coi thần khí. Hiện tại hết lần này tới lần khác hắn lại không tại, điều này nói rõ hắn có hiểm nghi A. Có người bỗng nhiên nói. Đem dây dẫn nổ dẫn tại Diệp Quân Lâm trên thân. Kia đã như vậy, chúng ta liền đi lá đạo sư nơi nào nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tốt, mọi người nhất hô bách ứng. Mấy ngàn người đồng loạt chạy tới Diệp Quân Lâm nơi này. Lúc này, Diệp Quân Lâm vừa tới trụ sở. Lá đạo sư, thần khí lúc nào tại chúng ta nơi này? Tiêu Thiên Vũ liền ôm lấy thần khí, kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi. Những người khác cũng rối rít nói, đúng a, không biết chuyện gì xảy ra, sáng sớm lên, thần khí ngay ở chỗ này. Rất kỳ quái. Chúng ta thế nhưng là căn bản không động tới. Còn nữa nói thần khí giấu ở phòng thí nghiệm. Chúng ta cũng không có cái năng lực kia lấy ra a. Chấm. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Diệp Quân Lâm tiếp nhận thần khí. Cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên. Hắn có một tia dự cảm không tốt. Không được. Thần khí kỳ thật cũng coi là trả lại. Chỉ là không có đưa về phòng thí nghiệm. Mà là đưa đến mình nơi này. Diệp Quân Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra tối hôm qua đám người kia lúc rời đi đợi. Ý tứ sâu xa nhìn xem chính mình. Lúc ấy Diệp Quân Lâm cho là bọn họ là đang cười nhạo mình phát hiện không được bọn hắn. Hiện tại xem ra, là có khác ý nghĩ. Bọn hắn là đang nghĩ đem thần khí đưa đến mình nơi này đến, sau đó giá họa là mình đánh cháo thần khí. Đây hết thảy sớm trong tính toán. Trách không được thần khí chậm chạp vẫn chưa trở lại. Nguyên nhân ở đây. Không được. Oanh. Diệp Quân Lâm thân thể đột nhiên run lên. Đúng lúc này đợi, một số đông người một mạch tràn vào. Diệp Quân Lâm trong tay còn cầm thần khí. Mọi người liếc mắt liền thấy. Ha 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 ha, ta nói không sai chứ. Chính là Diệp Quân Lâm đánh cắp thần khí, còn đánh cháo một cái giả. Nhân tang đều lấy được, nhìn hắn còn có cái gì có thể phản bác. Không thể không nói Diệp Quân Lâm xuẩn a, trộm được thần khí liền ẩn nấp thôi, còn lấy ra cho mọi người quan sát. Cái này không mình đưa tới cửa sao? Chấm. Mấy ngàn người tận mắt thấy. Hết đường chối cãi. Liền Diệp Quân Lâm chính mình cũng cười. Nguyên lai đám này thám tử vụng trộm, nghĩ đến pháp âm mình đâu. Chẳng qua có chút quá ngây thơ, trò trẻ con đồ chơi.
chẳng qua nghe đến đó. Tiêu Thiên Vũ bọn người lập tức bắt đầu giải thích, mọi người hiểu lầm. Thần khí chúng ta sáng sớm dậy liền thấy ở đây, không biết là ai để ở chỗ này. Lá đạo sư cũng là vừa mới trở về, không phải hắn ăn cắp. Đúng a, còn nữa nói hắn không hề động cơ đến trộm a, cái đồ chơi này hắn chướng mắt. Chấm. Ha ha, các ngươi đánh rắm a, còn không có động cơ. Thần khí uy lực như thế nào, mọi người hôm qua đều nhìn thấy. Ai thấy không thèm, dù là các đại đạo sư đều miễn không được dụ hoặc. Về phần các ngươi là khó nhất đạt được thần khí một tổ. Nhà các ngươi đạo sư trông mà thèm thần khí, cho nên đánh cháo. Mà lại hắn là tối hôm qua trông coi đạo sư, hắn rất dễ dàng làm được. Thiên sách thần soái nói qua, thần khí người ngoài căn bản cướp không đi. Trừ phi mình người, cái này vừa vặn nói rõ chính là Diệp Quân Lâm làm. Còn nữa nói, đây hết thảy đều là chúng ta tận mắt thấy. Các ngươi còn muốn rảo biện sao? Chấm. Mọi người vừa nói như vậy, Tiêu Thiên Vũ bọn hắn lại thế nào tranh luận, cũng là phí công. Dù sao vứt bỏ thần khí ở đây tìm tới, vẫn là Diệp Quân Lâm tự tay cầm. Nói cái gì cũng không có dùng. Trước đó vài ngày Diệp Quân Lâm ngay tại học trộm công pháp của chúng ta, hiện tại trộm thần khí cũng không phải rất kỳ quái. Hắn thực lực yếu như vậy, muốn mạnh lên có thể hiểu được. Chấm. Mọi người nhao nhao nói. Lý Tử Nhiễm bọn hắn sắc mặt khó coi. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ hắn thật vì mạnh lên đi trộm thần khí rồi? Không phải bọn hắn không tin Diệp Quân Lâm, mà là chứng cứ vô cùng xác thực. Còn có học trộm công pháp cũng là bị người tại chỗ bắt bao. Hết thảy đều là bằng chứng như núi. Chấm. Lập tức, có người chuyển đề tài nói, chẳng qua Diệp Quân Lâm chính là trộm cắp thần khí, vẫn là đạo sư thân phận. Học viện cho cái thuyết pháp, không phải khó mà phục chúng a. Đúng. Cho cái thuyết pháp, trộm cắp thần khí nên xử lý trừng phạt xử lý. Diệp Quân Lâm vẫn là đạo sư, lẽ ra tội thêm một bậc. Chấm. Đám người nhao nhao hô. Rất có bức thoái vị ý tứ. Thiên sách thần soái bọn hắn sửng sốt. Không biết xử lý như thế nào. Bọn hắn hậu chi hậu giác, cũng là đến đằng sau mới hiểu được đây hết thảy. Nhưng hết thảy đều muộn. Nhân tang đều lấy được, bị tất cả mọi người tận mắt thấy. Diệp Quân Lâm chính là trộm cắp. Ân Chính Bình bọn người hô. Đây chính là trực tiếp đem Diệp Quân Lâm định chết rồi. Nhân chứng vật chứng tất cả, động cơ cũng có. Tối hôm qua kia mấy chục tên thám tử lộ ra nụ cười như ý, nhìn xem Diệp Quân Lâm cái này dê thế tội. Diệp Quân Lâm lần này ngươi có lời gì muốn nói? Chúng ta nghe ngươi rảo biện. Mấy ngàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Tựa như muốn đem hắn hòa tan đồng dạng. Ta không lời nào để nói. Chính như các ngươi thấy, đồ vật trong tay ta đâu. Diệp Quân Lâm cười cười. Thế nhưng là dù là chính là hắn thu hồi lại, cũng gọi là cầm A. Bởi vì đây vốn chính là hắn đồ vật. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn muốn tranh biện, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hết đường chối cãi A. Đã lá đạo sư chính mình cũng thừa nhận, kia học viện liền phải tương ứng làm ra trừng phạt A. Đúng, lá đạo sư thân phận đặc thù, lẽ ra tội thêm một bậc. Trừng phạt, trừng phạt. Chấm. Mấy ngàn người cùng nhau hô to. Lý Tử Nhiễm, Thanh Long bọn hắn nhao nhao cúi đầu. Cảm giác phi thường mất mặt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn đều không muốn thừa nhận cùng Diệp Quân Lâm quan hệ. Thật sự là quá mất mặt. Một cái kích thước thấp, cũng không muốn nói nhận biết Diệp Quân Lâm. Hắn vậy mà làm ra dạng này sự tình đến. Cái này. Thiên sách thần soái mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Trừng phạt Diệp Quân Lâm, bọn hắn nào dám a? Nhưng vì lắng lại chúng nộ, cũng nhất định phải làm ra một loạt cử động tới. Chuyện này quan hệ trọng đại, chờ chúng ta sau khi thương nghị, thông báo viện trưởng cùng phó viện trưởng mới quyết định đi. Thiên sách thần soái nói. Hắn muốn cầm viện trưởng cùng phó viện trưởng mánh lới tới dọa ở đám người này. Kết quả đám người không đáp ứng. Không được, chứng cứ này vô cùng xác thực. Nhất định phải xử trí. Không phải khó mà phục chúng a. Kết quả này không đều rõ ràng sao? Còn cần thảo luận cái gì? Chấm. Tại Ân Chính Bình những thám tử này dẫn đầu dưới, tại chỗ muốn cho Diệp Quân Lâm một cái xử phạt. Tại chỗ xử trí, ta cảm thấy kẻ trộm chính là ba cái tay hành vi. Như vậy đi, chặt đứt hai tay của hắn, để hắn quỳ gối học viện trước cổng chính sám hối một ngày một đêm, cái này sự tình coi như giải quyết. Có người hô.
Người này Diệp Quân Lâm nhận ra, là đêm qua Phiền Chí Thắng. Tốt, cứ làm như vậy đi. Chấm. Nhất hô bách ứng. Cả đám đều muốn như vậy trừng phạt Diệp Quân Lâm. Phiền Chí Thắng cười lạnh. Một bộ được như ý bộ dáng. Là ngươi nói muốn chặt đứt hai tay của ta, để ta quỳ. Diệp Quân Lâm ánh mắt để mắt tới hắn. Đúng, không sai, đây chính là ngươi trộm đồ đại giới. Phiền Chí Thắng cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm không nói gì. Chỉ là từng bước một đi lên trước, đi vào Phiền Chí Thắng trước người. Phiền Chí Thắng còn một mặt vui cười. Khinh thường nhìn xem hắn. Ba. Ầm. Oanh. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm ra tay. Đầu tiên là một bàn tay mạnh mẽ quất vào trên mặt hắn, ngay sau đó một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, lại là một chân đem Phiền Chí Thắng đá bay xa mười mấy mét. Kinh ngạc đến ngây người. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm sẽ bỗng nhiên động thủ. Phiền Chí Thắng càng là kinh ngạc đến ngây người. Theo lý mà nói, hắn nhưng là chuẩn thần bảng hàng đầu tồn tại, so Diệp Quân Lâm không biết muốn mạnh đến mức nào. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Phốc phốc, ngã xuống đất sau Phiền Chí Thắng cốt cốt bốc lên máu tươi. Bị đánh gần chết, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tối hôm qua Diệp Quân Lâm đã sớm để mắt tới hắn. Từ dựng thẳng ngón giữa bắt đầu, Diệp Quân Lâm đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận. Hiện tại là chính hắn nhảy đi lên đuổi. Diệp Quân Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, mọi người lúc này mới liên tiếp kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm sao đánh người đâu? Chấm. Cùng Phiền Chí Thắng cùng nhau mấy cái thám tử vô ý thức hô. Ba. Ba. Chấm. Diệp Quân Lâm có bao nhiêu cái tát quất vào trên mặt bọn họ? Mộng. Lại có người nói. Diệp Quân Lâm lại là một trận bà tai hầu hạ. Rất nhanh. Giữa sân trầm mặc xuống. Không ai dám nói chuyện. Nói chuyện nhất định bị rút. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không phải người người đều rút. Đánh đều là tối hôm qua thần khí trộm cướp người tham dự. Ngươi muốn chết đúng hay không? Cho là chúng ta đánh không lại ngươi. Rất nhiều người liền phải đánh trả. Lúc này Phiền Chí Thắng giơ tay lên hô, đừng, chậm đã, đừng trúng kế. Hắn dạng này đánh chúng ta, đơn giản là ép chúng ta ra tay. Chúng ta một khi động thủ, tính chất liền biến. Hắn vô luận như thế nào đều là Côn Luân Học Viện đạo sư, chúng ta đánh đạo sư, chính là chúng ta có tội, đến lúc đó hắn liền có thể cầm cái này đến triệt tiêu. Nghe xong Phiền Chí Thắng nói, tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Nhao nhao sợ hãi thán phục Diệp Quân Lâm mưu kế chi sâu. Vậy mà dùng loại này phép khích tướng. Diệp Quân Lâm vui, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chính là đơn thuần muốn đánh ngươi thôi. Phanh phanh phanh. Nói, Diệp Quân Lâm tiến lên mấy cước đá vào Phiền Chí Thắng trên thân. Phiền Chí Thắng cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cứ việc chịu đựng đau khổ, nhưng hắn thể sống chết không hoàn thủ. Diệp Quân Lâm cũng không nuông chiều hắn, một trận đấm đá. Nếu không phải Thiên Sách Thần Soái đem hắn ngăn lại, không phải Phiền Chí Thắng sẽ bị đánh chết tươi. Tỉnh táo, đều tỉnh táo một chút. Thiên Sách Thần Soái khoát tay nói. Đạo sư, Diệp Quân Lâm phạm phải trộm cắp tội, lại đánh người, còn nghiêm trọng hơn xử phạt hắn a. Đám người nhao nhao hô. Tất cả im miệng cho ta, lúc nào Côn Luân Học Viện các ngươi đến quyết định rồi. Chuyện này từ viện trưởng bọn hắn thảo luận quyết định, ai cũng không còn có thể xách. Người tới, đem thần khí mang đi. Chấm. Thiên Sách Thần Soái cứng rắn như thế thái độ dưới, đám người đều không dám nói chuyện. Rất nhanh đám người tản ra. Cái này sự tình cứ như vậy xong rồi. Không có đoạn dưới rồi. Rời đi chúng học viên tức giận không thôi. Vẫn là đang thảo luận chuyện này. Để viện trưởng bọn hắn suy xét mới quyết định, cái này còn không rõ ràng sao. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Có người nói. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm trộm đồ vật, bị chúng ta đụng vừa vặn. Cái này đều vô sự. Ta không phục. Ta cũng không phục. Chấm. Không đơn thuần là chư thần phòng thí nghiệm thám tử, còn có cái khác rất nhiều người cảm thấy không công bằng. Các ngươi không phục, cùng Thiên Sách Thần Soái bọn hắn đi nói. Ngươi a chẳng lẽ còn không nhìn ra, Côn Luân Học Viện là ra sức bảo vệ Diệp Quân Lâm. Huống hồ thần khí cũng tìm được, chuyện này liền không giải quyết được gì. Ân Chính Bình nói. Bị thương Phiền Chí Thắng cũng phụ họa nói, đúng. Không sai, chúng ta đánh giá thấp Diệp Quân Lâm địa vị.
hắn tại Côn Luân Học Viện thậm chí đại hạ địa vị đều rất nặng. Không nói những cái khác, chính là nhất tự Tỉnh Kiên Vương cái thân phận này liền lớn hơn trời. Chỉ cần hắn không làm ra tổn hại đại hạ hoặc là đem trời trọt rách sự tình, bọn hắn đều có thể bảo đảm. Dù sao đi qua nhất tự Tỉnh Kiên Vương là đại hạ chúa cứu thế. Trong lòng bọn họ địa vị hoàn toàn không giống. Không phải chúng ta quan niệm bên trong liền một cái chuẩn thần bảng đều lên không được người. Lần này, mọi người biết một sự kiện Diệp Quân Lâm địa vị quá cao quá cao. Đoán chừng dùng Diệp Quân Lâm đến đổi đại hạ bảo vật, đều có thể đổi. Sau đó, những thám tử này đem chuyện này nói cho chư thần phòng thí nghiệm. Sau đó không lâu, Thiên Sách thần soái mấy người tìm tới Diệp Quân Lâm. Bây giờ xem ra, bọn hắn sớm trước kia liền thiết kế tốt, đem thần khí thả tại ta chỗ này, hãm hại là ta trộm. Vậy đã nói rõ thần khí tối hôm qua căn bản không có rời đi, một mực đang Côn Luân Học Viện bên trong. Diệp Quân Lâm phân tích nói. Thế nhưng là thần khí không mang ra đi, người sau lưng bọn họ làm thế nào biết? Thiên Sách thần soái hỏi. Quét hình, có tiên tiến dụng cụ tiến hành quét hình, đem số liệu truyền tống đi qua là được, không cần vật thật. Diệp Quân Lâm đã đại khái minh bạch hết thảy. Diệp Quân Lâm cười cười, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại trang bị của bọn họ còn tại Côn Luân Học Viện bên trong. Tiếp xuống bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa tiến. Đúng, nếu như bọn hắn có dạng này quét xem dụng cụ. Đặt ở Côn Luân Học Viện từ đầu đến cuối không an toàn. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, vì thế, bọn hắn khẳng định sẽ đưa tiến. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm. Xem bọn hắn đến lúc đó đem những dụng cụ này đưa cho ai, nhìn nhìn lại cuối cùng trang bị tới chỗ nào, khẳng định sẽ có đầu mối. Ta lập tức sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chấm. Có một tia hy vọng, Diệp Quân Lâm tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Chẳng qua hắn muốn lần nữa cảm thán chư thần phòng thí nghiệm làm việc cẩn thận. Lúc đầu đây là cái cơ hội thật tốt, không nghĩ tới lại phát hiểm một điểm đều không có. Diệp Quân Lâm cùng bọn hắn giao phó xong về sau. Vừa trở lại trụ sở. Lý Tử Nhiễm một đoàn người tìm tới hắn. Có chuyện gì sao, không đi thật tốt luyện, tới đây làm gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Kỳ thật những ngày gần đây, không cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn cùng một chỗ, Diệp Quân Lâm ngược lại rất thoải mái. Chúng ta tới thương lượng với ngươi một sự kiện. Lý Tử Nhiễm ánh mắt phức tạp nói. Kỳ thật vừa mới chúng ta đều thương thảo một trận, cuối cùng giơ tay biểu quyết, tất cả mọi người nhất trí nhận định quyết định này. Diệp Quân Lâm cười, đến cùng chuyện gì, các ngươi nói thẳng đi. Ta, Lý Tử Nhiễm do dự dự, vẫn là nói không nên lời. Sư nương ta đến nói đi. Cảm thụ qua thần khí tiêu phong, cả người tự tin vô cùng. Muốn trước đó, hắn cũng không dám cùng Diệp Quân Lâm nói như vậy. Cảm giác tuyệt thế lực lượng về sau, mang đến lòng tự tin bạo dạp. Hắn đứng dậy nói, sư phụ. Vừa mới chúng ta thảo luận làm ra một cái quyết định mọi người chúng ta nhất trí đề nghị ngươi từ chức đạo sư thân phận. Rời đi Côn Luân Học Viện, nơi này không thích hợp ngươi. Sư phụ, chúng ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi không thích khuôn sáo ước thúc, ngươi thích tự do tự tại. Côn Luân Học Viện vô luận là đạo sư vẫn là học viên đều không thích hợp ngươi. Ngươi tiếp tục lưu lại Côn Luân Học Viện, sẽ còn ra rất nhiều chuyện. Mà lại ngươi cũng tại dạy hư học sinh, ngươi không thể ỷ vào đối đại hạ có công. Thân phận địa vị cao, liền có thể tại Côn Luân Học Viện làm sằng làm bậy. Chuyện lần này chỉ là cái cảnh báo, nếu như ngươi không rời đi, có thể sẽ phát sinh càng nhiều càng chuyện đại sự. Đến lúc đó thu không được trận liền phiền phức. Diệp Quân Lâm sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm một chút, đây là các ngươi tất cả mọi người ý kiến. Lý Tử Nhiễm bọn người lập tức gật đầu, đúng, không sai. Là chúng ta nhất trí thương thảo qua. Hiện tại mời ngươi chủ động rời đi Côn Luân Học Viện. Từ đi đạo sư chức vị. Không phải, đến lúc đó khả năng chính là bị đuổi đi ra, hoặc là nghiêm trọng hơn. Chấm. Tất cả mọi người nói. Bọn hắn đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Diệp Quân Lâm lưu tại nơi này, đối với hắn mình không tốt, đối bọn hắn cũng không tốt. Một mực đang ảnh hưởng bọn hắn. Tạ ơn đề nghị của các ngươi, nhưng ta không tiếp thụ. Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Ngươi. Lý Tử Nhiễm bọn hắn vô cùng tức giận. Lại không biện pháp gì. Hắn còn muốn đi bận bịu chính sự, nơi nào có công phu cùng bọn hắn nói chuyện tào lao. Quả nhiên Diệp Quân Lâm vừa trở lại trụ sở. Liên tiếp vào Minh Tà Thần gửi tới tin tức. Chủ nhân, đại hạ Diệp tộc chung quanh phát hiện chiến ưng quốc thiên thuẫn cục đặc công. Hết thảy 17 người, ta đã phái người bắt.
Thiên Thuẫn Cục đều tới rồi sao? Quả nhiên bọn hắn nhịn không được. Diệp Quân Lâm vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy a, phải biết Thiên Thuẫn Cục 4 năm đều không có đặt chân qua Đại Hạ, lần này đột nhiên phái tới 17 người, quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên ta lập tức để người bắt. Chấm. Một bên khác, Thiên Thuẫn Cục ngay lập tức biết 17 tên đặc công bị bắt sự tình. Hắc Ưng đặc công sốt ruột. Lập tức liên hệ tiên sinh. Chuyện quá khẩn cấp, nhưng ngàn vạn không thể để cho người thẩm vấn a. Không phải xảy ra đại sự. Phải lập tức cứu ra, càng nhanh càng tốt. Bằng vào ta hiện tại năng lực nghĩ cách cứu viện tương đối khó khăn, tiên sinh ngươi bên kia có thể hay không phái người. Hắc Ưng đặc công hỏi thăm. Ta ngược lại là nghĩ đến một biện pháp tốt. Tiên sinh nói. Không chỉ có Hắc Ưng đặc công hiếu kỳ, tiên sinh người bên cạnh cũng rất tò mò. Đến cùng là biện pháp gì? Bọn hắn bắt người, các ngươi cũng bắt người. Tiên sinh lộ ra một nụ cười. Hắc Ưng đặc công mộng, không thể tin mà hỏi, bắt người. Chúng ta bắt ai vậy? Lucifer càng mê hoặc, tiên sinh ngụ ý là bắt người đến đổi a. Thế nhưng là bắt ai cũng vô dụng a, chân chính có giá trị hữu dụng người bắt không được a. Ta nếu có thể bắt đến thiên sách thần soái, tuyệt đối có thể đem ta người đổi lại. Nhưng loại này cấp bậc, ta làm sao có thể tóm đến đến? Hắc Ưng đặc công một mặt buồn khổ. Bắt một người liền đầy đủ. Tiên sinh cười lạnh. Ai? Diệp Quân Lâm. A. Diệp Quân Lâm. Hắc Ưng đặc công cùng Lucifer bọn người không thể tin. Hắc Ưng đặc công biểu thị hoài nghi, có thể làm sao? Một cái Diệp Quân Lâm có thể có giá trị gì? Có thể đổi về thủ hạ ta 17 tên đặc công. Nếu như tại trước đó ta cũng có thể là cho rằng như vậy, nhưng trước đó không lâu thám tử tin tức truyền đến. Diệp Quân Lâm tại Đại Hạ, tại Côn Luân Học Viện có địa vị cực cao. Chúng ta từ đầu đến cuối đánh giá thấp Diệp Quân Lâm địa vị. Chỉ bằng nhất tự Tịnh Kiên Vương cái danh này, liền có vô số người bảo vệ hắn. Dù là hắn thực lực hiện tại không được, theo không kịp thời đại, nhưng hắn đối Đại Hạ đến nói, chính là một loại tinh thần biểu tượng. Đại Hạ người rất mê tín cái này, bởi vậy địa vị của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn ra quá nhiều. Chỉ cần đem hắn bắt lấy, đừng nói đổi thủ hạ của ngươi, chính là đổi cái khác đều có thể. Tiên sinh nói, cũng thế. Lần này trộm cắp thần khí sự tình như thế lớn, vậy mà liền như thế qua. Đủ thấy địa vị của hắn. Hắc Ưng đặc công sau khi nghe xong, lập tức gật gật đầu, tốt, ta lập tức phái người đi bắt Diệp Quân Lâm. Chiến Ưng quốc Thiên Thuẫn Cục một khắc đều không có nhàn rỗi. Hắc Ưng đặc công lập tức triệu tập đến 8 vị đỉnh cấp tồn tại. Gấu Bắc Cực đặc công, Lưỡi Đao đặc công các ngươi mang đội, phải tất yếu đem Diệp Quân Lâm mang về. 8 vị đặc công cưỡi nhanh nhất phi hành thuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất đến Côn Luân Học Viện lân cận. Chấm. Côn Luân Học Viện trụ sở bên trong. Diệp Quân Lâm đang chờ đợi Diệp Tộc đem bắt được đặc công đưa tới. Hắn muốn đích thân thẩm vấn. Chờ đợi quá trình dài dằng dặc, hắn rất vô vị. Cùng gió tà thần hỏi thăm Côn Luân Học Viện đám thám tử phải chăng đem trang bị của bọn họ chuyển di. Gió tà thần bị hắn thu xếp tại Côn Luân Học Viện chung quanh. Dù sao đây là rất trọng yếu một khối địa phương. Nhất định phải có người tọa chấn. Chủ nhân, chuyển di trang bị người ngược lại là không thấy được. Chẳng qua ta nhìn thấy những người khác, trước chờ ta quét hình thẩm tra một chút. Côn Luân Học Viện chung quanh lắp đặt các loại thiết bị, Thiên Thuẫn Cục phái tới đặc công vừa vặn xâm nhập giám thị phạm vi. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Vừa đến Côn Luân Học Viện liền bị phát hiện. Dù sao lại không biết đây hết thảy. Tra được, cái này 8 vị là Thiên Thuẫn Cục đỉnh cấp đặc công. Cầm đầu là Gấu Bắc Cực cùng Lưỡi Đao đặc công. Gió tà thần đem 8 người tư liệu truyền cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn xem tư liệu, sửng sốt một chút. Bọn hắn xuất hiện ở đây làm gì? Bọn hắn đến Đại Hạ tuyệt đối là đến nghĩ cách cứu viện kia 17 tên đặc công. Chẳng qua chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ sớm dự phán người sẽ bị đưa đến nơi này? Cho nên mới nơi này. Không có khả năng a. Người còn tại vận chuyển trên đường đâu? Không có khả năng có người biết. Bọn hắn đến khẳng định là có chuyện khác. Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng bắt mình phương diện nghĩ. Dưới gầm trời này không người nào dám tới bắt mình. Mật thiết chú ý, xem bọn hắn muốn làm gì. Diệp Quân Lâm tuyệt không để rút dây động rừng. Minh bạch. Rất nhanh. Gấu Bắc Cực chờ 8 tên đặc công tiến vào Côn Luân Học Viện. Gió tà thần tin tức truyền đến. Chủ nhân.
giống như có điểm gì là lạ, bọn hắn xông phương hướng của ngươi đi. Có thể là xông ngươi đi. A, à, hướng ta đến. Diệp Quân Lâm mộng. Không biết tám người này muốn làm gì. Chẳng qua hắn cũng rất tò mò bọn hắn tới làm gì. Gió tà thần truyền đến tin tức, chẳng qua mấy chục giây. Diệp Quân Lâm liền phát giác được tám người tiếp cận. Tốc độ bọn họ rất nhanh, ẩn tàng thân hình biện pháp cũng rất lợi hại. Chí ít Côn Luân học viện những người khác không có phát hiện. Gấu Bắc Cực tám người tự cho là không chê vào đâu được, không lưu bất luận cái gì manh mối, không phát ra cái gì động tĩnh. Thần bí tiếp cận Diệp Quân Lâm nơi ở. Tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Tiến vào Diệp Quân Lâm nơi ở, Gấu Bắc Cực đặc công còn lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Thậm chí cảm thấy phải Hắc Ưng phái bọn hắn tám người liên thủ bắt Diệp Quân Lâm, quả thực chính là pháo cao xạ đánh con muỗi. Bắt Diệp Quân Lâm một người liền đầy đủ. Diệp Quân Lâm vờ ngủ, xem bọn hắn muốn làm gì. Tỉnh dậy đi, ta biết ngươi đang giả vờ. Gấu Bắc Cực hừ lạnh một tiếng. Diệp Quân Lâm cười cười, mở to mắt, ngồi dậy. Các ngươi là ai, chạy tới làm sao? Diệp Quân Lâm lập tức hỏi. Lưỡi đao đặc công cười lạnh, dẫn ngươi đi một chỗ. Liền ngươi chút thực lực ấy, từ bỏ chống lại đi. Không phải chính là da thịt nỗi khổ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm thực sự là quá yếu. Căn bản không có lực đánh một trận. Mang đi. Gấu Bắc Cực ra lệnh một tiếng. Hai tên đặc công tiến lên, đầu tiên là dùng còng tay loại hình tiên tiến trang bị, đem Diệp Quân Lâm tay chân đều khống chế lại. Ngay sau đó, nâng lên hắn liền phi tốc rời đi. Diệp Quân Lâm không có phản kháng, mặc cho bọn hắn mang đi. Hắn ngược lại là nhìn xem đám người này đến cùng muốn thế nào. Tám người mang theo Diệp Quân Lâm cấp tốc rời đi Côn Luân học viện. Gió tà thần giám thị đây hết thảy, nhìn thấy tám người đem Diệp Quân Lâm vác đi. Hắn đều vui. Phảng phất nhìn thấy trên đời này buồn cười lớn nhất, cười đến bụng đều tại đau. Đám người này hoàn toàn không biết mình gánh cái gì trở về. Đây là tổ tông A. Nghĩ đến Chiến Ưng Quốc phim bom tấn, nhiều khi đều là đào được ác ma loại hình trở về, cùng tình huống hiện tại không có gì khác biệt. Triệt để thoát ly khỏi Côn Luân học viện khu vực về sau, một khung phi hành thuyền tiếp ứng. Đem Diệp Quân Lâm mang lên đi về sau, liền lập tức cất cánh, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Diệp Quân Lâm ngủ một giấc. Mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện. Diệp Quân Lâm mở to mắt, đã đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Vừa mắt là hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phòng thí nghiệm. Trừ mang mình trở về 8 người kia bên ngoài, còn có rất nhiều người. Trong đó một cái trên cổ khắc lấy Hắc Ưng đồ án người, nhìn thấy Diệp Quân Lâm tỉnh lại. Các ngươi như thế sợ hãi hắn, đối phó hắn còn dùng tới khóa, các ngươi còn sợ hắn chạy sao? Hắc Ưng đặc công khinh thường nói. Gấu Bắc Cực vỗ đầu một cái, cũng thế, hắn chút thực lực ấy, chúng ta còn có thể sợ hắn chạy rồi. Nói ra mất mặt a, chúng ta còn cần chính là Thiên Thuẫn Cục mạnh nhất khóa còng tay. Nếu như bị cái này khóa còng tay vây khốn, trừ phi mượn nhờ thần khí, không phải bất luận kẻ nào đừng nghĩ mở ra. Dù là thần bảng trước 10, đây là dùng để khóa lại cấp bậc cao nhất địch nhân. Lưỡi đao đặc công nói. Đối với trên người khóa còng tay, Diệp Quân Lâm rất xem trọng. Cái này khóa còng tay chất liệu vẫn là thiết kế đều là siêu cấp tiên tiến. Hoàn toàn chính xác rất khó mở ra. Dù là Thiên Sách Thần Soái Chi Lưu, bị cái này khóa còng tay vây khốn, cũng vô pháp chạy trốn. Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm, còn nhớ rõ đã từng sao. Ngươi một người giết vào Chiến Ưng Quốc, giết đến hôn thiên ám địa. Để chúng ta căn bản là không có cách chống đỡ, cuối cùng nhìn xem ngươi rời đi. Ngươi là Chiến Ưng Quốc ác mộng, là chúng ta hận thấu xương ác ma. Là ngươi mang cho chúng ta sỉ nhục lớn nhất. Ngươi cắm ở đại địa cây đao kia chúng ta thường xuyên sẽ còn nhớ tới. Là trong lòng chúng ta vĩnh viễn đau. Hắc Ưng đặc công nói. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Đôi mắt bên trong tràn đầy căm giận ngút trời. Hắn thực sự nói thật. Chiến Ưng Quốc mỗi người đều hận không thể đem Diệp Quân Lâm thiên đao vạn quả. Nhìn thấy hắn chính là hận. Hận không thể dùng tàn khốc nhất thủ đoạn tra tấn hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi tùy tiện bị chúng ta bắt trở về. Không có chút nào năng lực chống cự. Dựa theo các ngươi đại hạ nói sông có khúc người có lúc. Đã từng ngươi là Chiến Ưng Quốc vì đó nhức đầu tồn tại, nhưng hôm nay, chúng ta tùy ý đùa bỡn ngươi tại bàn tay ở giữa. Ngẫm lại thật sự là thổn thức a, nhìn ngươi yếu như vậy,
ta ngược lại là không hận nổi. Hắc ưng đặc công giễu cợt nói. Đúng a, người phải mạnh lên a, người mạnh lên, chúng ta khả năng hận ngươi. Ngươi bây giờ yếu cùng sâu kiến đồng dạng, chúng ta tra tấn ngươi, giết ngươi cũng không chiếm được một điểm khoái cảm a. Chấm. Mọi người trong lòng nghĩ pháp đều không khác mấy. Hiện tại Diệp Quân Lâm quá yếu. Căn bản không có một chút xíu cảm giác thành tựu. Diệp Quân Lâm vui. Vậy các ngươi có thể thử xem. Diệp Quân Lâm cười nói. Yên tâm đi, đã từng ngươi mang cho chúng ta, tuyệt đối sẽ trả lại. Nhất là ngươi một người tại chiến ưng quốc giết tiến giết chuyện xảy ra, chúng ta phải trả nguyên trở về. Chờ xem, sau đó không lâu, sẽ có một vị chiến ưng quốc diệt thế cường giả đột nhiên giáng lâm đại hạ, đem năm đó ngươi tại chiến ưng quốc làm chuyện làm một lần. Hắc ưng đặc công vừa nói như vậy. Để Diệp Quân Lâm chấn động trong lòng. Mấy năm này chiến ưng quốc quá vô danh, hắn đều có chút xem nhẹ. Bọn hắn cũng khẳng định tại bố cục A. Bọn hắn cho tới nay, danh xưng trên cái tinh cầu này cường đại nhất vũ lực. Bọn hắn bá chủ mộng khẳng định một mực đang. Nói không chừng tên địch nhân này so chư thần phòng thí nghiệm còn cường đại hơn. Trước đó chiến ưng quốc kỳ thật cùng chư thần phòng thí nghiệm không phải lên thuộc hạ quan hệ, bọn hắn là quan hệ hợp tác. Nói trắng ra, đối với Diệp Quân Lâm mà nói. Chính là hai cái địch nhân cường đại. Không được. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Bọn hắn muốn tái diễn mình tại chiến ưng quốc làm. Như vậy người này phải siêu cấp mạnh. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm quan sát qua thần bảng. Thần trên bảng chiến ưng quốc tuyệt không có nhân vật như vậy xuất hiện a. Đoán chừng là chiến ưng quốc ám chiêu át chủ bài. Đây mới là đáng sợ nhất một điểm. Ám võng danh xưng vơ vét trên đời này tất cả cường giả. Hiện tại xem ra vẫn là có để lọt thiếu. Hả? Không đúng. Chẳng lẽ bia đá đằng sau? Phía trên khắc lấy rất nhiều danh tự. Có Diệp Quân Lâm biết đến. Nhưng phần lớn không biết. Hắn vẫn cho là chư thần phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ nghĩ lại khả năng không phải. Là siêu thoát xuất thần bảng một đám dị loại tồn tại. Ở trong đó sợ là có chiến ưng quốc siêu nhiên tồn tại. Xem ra trở về được đem những này người điều tra một chút, dù sao danh sách đều tại Diệp Quân Lâm trong đầu. Lúc này, Diệp Quân Lâm cảm giác nguy cơ tứ phía. Chẳng qua còn tốt một điểm là đối chiến ưng cái này cường đại tai họa ngầm sớm biết được. Có thể sớm ứng phó. Không đến mức người ta đột nhiên nổi lên, người bên này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Yên tâm đi, sẽ rất hùng vĩ rất khốc liệt. Hắc ưng đặc công bọn hắn cười cười. Bọn hắn đã đang mong đợi một màn kia đến. Các ngươi đừng nói nhảm, nói đi, bắt ta tới là làm gì? Nhìn bộ dáng của các ngươi, không giống như là giết ta đối phó ta. Diệp Quân Lâm hỏi. Đương nhiên, giết ngươi quá không có ý nghĩa. Ta còn muốn cho ngươi thấy đại hạ bị giết bị điên một màn. Hắc ưng đặc công cười lạnh, bắt ngươi đến, là vì đổi về ta tại đại hạ bị bắt 17 tên thủ hạ. Nghe nói ngươi như bây giờ, tại đại hạ địa vị cũng đặc biệt cao. Dùng ngươi thay người không thể tốt hơn. Lúc này, Diệp Quân Lâm cuối cùng đã rõ bắt mình tới là vì chuyện gì xảy ra. Là thay người a. Còn biết địa vị của mình đặc biệt cao. Khẳng định là bởi vì Côn Luân học viện bên trong trộm thần khí không giải quyết được gì, khiến người khác cảm thấy địa vị của mình rất cao. Nhưng truyền ra tin tức này, khẳng định chính là chư thần phòng thí nghiệm thám tử. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Tuấn cục cùng chư thần phòng thí nghiệm khẳng định tại hợp tác. Trước đó là hoài nghi, hiện tại là thực truy. Cái này tương đương với Thiên Thuẫn cục đưa hàng tới cửa. Đều không cần Diệp Quân Lâm mình đi tìm. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm nhìn không được cười ha ha. Cái này tất cả mọi người nhìn mộng. Hắn còn có thể cười được. Hắn đang cười cái gì? Mọi người nhao nhao nghi hoặc không hiểu nhìn xem Diệp Quân Lâm. Làm sao, ngươi là tại buồn cười mình còn có thể thay người chuyện này? Hắc ưng hỏi. Diệp Quân Lâm tiếp tục còn tại cười. Thiên Thuẫn cục mình đưa tới cửa, cái này còn cần kia 17 người làm gì? Kia 17 người chính là Hắc ưng thủ hạ. Thẩm vấn bọn hắn nửa ngày, nhiều lắm là chính là khai ra Hắc ưng thôi. Hiện tại Hắc ưng thậm chí Thiên Thuẫn cục đều ở trước mắt. 17 người có hay không đều như thế. Cho nên Diệp Quân Lâm đang cười chuyện này. Cho ta lập tức liên hệ Côn Luân học viện, nói cho bọn hắn trao đổi sự tình. Hắc ưng lập tức thu xếp. Rất nhanh, bọn hắn liền liên hệ đến Thiên Sách Thần Soái. Yêu cầu thả 17 người, đến trao đổi Diệp Quân Lâm.
Về phần vì sao bắt Diệp Quân Lâm, cho ra lý do cũng rất hoang đường, Diệp Quân Lâm có nguy hại hòa bình thế giới khả năng. Thiên Sách Thần Soái cũng đều cười. Hắn còn nói Diệp Quân Lâm làm sao không gặp. Hóa ra là bị đám người này cho bắt đi. Tối thiểu phải làm cho ta biết Nhất Tự Tịnh Kiên Vương còn sống không có a. Máy truyền tin đầu kia, Thiên Sách Thần Soái nói. Nghe nói như thế, Hắc Ưng bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi. Cũng khẳng định tiên sinh không có lừa bọn họ. Diệp Quân Lâm địa vị quả nhiên rất nặng. Thay người bắt buộc phải làm. Đến, người nói với hắn. Hắc Ưng đem máy truyền tin đưa cho Diệp Quân Lâm. Thiên Sách Thần Soái hỏi, đổi vẫn là không đổi a? Đương nhiên đổi a, chẳng lẽ người muốn nhìn ta chết ở trong tay bọn họ? Tranh thủ thời gian, nhanh, đem người trả lại. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Tại Hắc Ưng bọn hắn xem ra, chính là một bộ sợ chết dáng vẻ. Tốt, biết, đến, ta cùng Thiên Thuẫn Cục trò chuyện. Thiên Sách Thần Soái minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ. Câu nói này vừa ra tới. Là hắn biết, cái này 17 người hoàn toàn vô dụng. Thiên Sách Thần Soái, các ngươi trước tiên đem 17 người trả lại, xác nhận không sai về sau, chúng ta lại thả Diệp Quân Lâm. Hắc Ưng nói. Thiên Sách Thần Soái cố ý nói, a, vậy các ngươi sẽ không đổi ý a? Ta đem người đưa đi, kết quả cuối cùng ta đại hạ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương không có trả lại. Yên tâm đi, hắn đối với chúng ta đến nói quá yếu, thời thời khắc khắc đều có thể bắt trở lại. Ta sẽ không tuân thủ lời hứa. Hắc Ưng khinh thường nhìn xem Diệp Quân Lâm. Trong mắt bọn hắn, quả thật là như thế. Dù sao Diệp Quân Lâm quá yếu, nghĩ lúc nào bắt trở lại, liền lúc nào bắt trở lại. Căn bản không cần thiết làm ra mất mặt sự tình. Huống chi hắn còn muốn Diệp Quân Lâm còn sống nhìn thấy chuyện kế tiếp. Một mực giam giữ Diệp Quân Lâm chưa hết giận, lại không có ý nghĩa. Thiên Thuẫn Cục kế hoạch là tiếp xuống thả đi Diệp Quân Lâm, lại bắt hắn trở lại. Sau đó lại thả đi, lại bắt trở lại. Lần lượt khiêu khích xem thường Diệp Quân Lâm cùng đại hạ. Cái này nhưng so sánh một mực giam giữ thú vị nhiều. Đàm phán kết thúc sau. Thiên Sách Thần Soái lập tức tìm được bị bắt 17 tên đặc công. Phái người đem bọn hắn trục xuất về Chiến Ưng Quốc. Ước chừng sau 7, 8 tiếng. 17 tên đặc công thành công đạt tới Chiến Ưng Quốc, bị Thiên Thuẫn Cục tiếp về địa điểm chỉ định. Xác nhận bọn hắn không có bị thẩm vấn, cũng không có lộ ra bất cứ tin tức gì. Thiên Thuẫn Cục trên dưới, nhất là Hắc Ưng đặc công thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất thiết phải không thể bại lộ chư thần phòng thí nghiệm bất kỳ tin tức gì. Tuyệt không thể để thế nhân biết chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại. Tiếp xuống, nên chúng ta thả người. Hắc Ưng đặc công trở lại giam giữ Diệp Quân Lâm căn cứ. Hắn hướng về phía tay ra lệnh, mở ra trên người hắn khóa còng tay. Đem hắn đưa về đại hạ. Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên hướng về phía bọn hắn cười thần bí. Không cần làm phiền, ta tự đánh mình mở đi. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm một dùng sức. Oanh! Răng rác! Răng rắc, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem Thiên Thuẫn Cục cho rằng vô luận như thế nào cũng không thể mở ra khóa còng tay đánh rách tả tơi. Tại tất cả mọi người trước mắt chấn vỡ. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc Ưng đặc công sửng sốt. Lưỡi đao đặc công sửng sốt. Gấu Bắc Cực đặc công sửng sốt. Chấm. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Mỗi người muốn rách cả mí mắt, da đầu nổ tung. Cả người đều muốn điên. Trời ạ! Thượng đế a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn chứng kiến cái gì? Đây hết thảy đều là thật sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Ba ba ba! Còn có người mạnh mẽ rút mình mấy bàn tay. Xác nhận mình không có đang ngủ nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Thật a, oh my god, đây hết thảy vậy mà đều là thật. Không thể tin. Không cách nào tưởng tượng. Không có người so với bọn hắn cũng biết cái này khóa còng tay chỗ kinh khủng. Cái này khóa còng tay là Thiên Thuẫn Cục vương bài chi tác. Hắn kỳ thật bên trên cùng chư thần phòng thí nghiệm hoàn toàn không quan hệ. Là Thiên Thuẫn Cục mình đồ vật. Về phần kỹ thuật những cái này không biết Thiên Thuẫn Cục từ nơi nào được. Cũng có thể là mình nghiên cứu chế tạo. Chất liệu càng khó hơn. Trước mắt trên thế giới căn bản tìm không thấy. Không biết Thiên Thuẫn Cục từ chỗ nào tìm đến. Nhưng bọn hắn làm qua rất nhiều kiểm tra. Một khi khóa lại phía sau một người, không nhờ vào ngoại lực, là căn bản là không có cách mở ra. Trước đó Trần Không bừa bãi tàn phá thời điểm,
bọn hắn y theo Trần Không lực lượng tới làm qua kiểm tra. Đều không thể mở ra. Bởi vậy chỉ cần bị cái này khóa còng tay vây khốn, dù là đương kim thần bảng trước ba cường giả đều không thể tránh thoát. Bởi vậy cái này khóa còng tay là bọn hắn trấn cục chi bảo. Chẳng qua độ khó ở chỗ, nếu như đem khóa còng tay trang bị lắp đặt tại người khác trên thân. Đây là khó khăn nhất điểm rồi. Mấy năm qua này, chiến ưng quốc thiên thuẫn cục đều vô cùng khiêm tốn. Loại này vương bài tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Bởi vậy cái này khóa còng tay bị bọn hắn đặt tên là khốn thần số 1. Nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Quân Lâm thủ đoạn cổ chân hơi hơi dùng lực một chút, liền trực tiếp đem khốn thần số 1 chấn vỡ. Cái này cần là cái gì lực lượng cường đại? Không cách nào tưởng tượng. Thiên thần giáng lâm. Hắn vậy mà chấn vỡ rồi. Loại này chất liệu có người có thể chấn vỡ? Chưa từng nghe thấy. Loại trang bị này còn có thể bị đánh vỡ. Không thể tin. Không đúng. Đây không phải Diệp Quân Lâm sao? Hắn bây giờ không phải là liền chuẩn thần bảng đều lên không được sao? Thực lực này. Xác định chuẩn thần bảng đều lên không được. Thực lực này mẹ hắn thần bảng đều dung không được hắn A. Hắn là áp đảo thần trên bảng A. Đến cùng ai cho giả tin tức? Ai nói Diệp Quân Lâm không được? Người người đều có thể khi dễ. Còn muốn để người ta một lần lại một lần bắt trở lại. Dựa vào cái gì bắt trở lại? Có tư cách này sao? Oanh! Mọi người đều muốn nổ tung. Một ít chuyện đều nghĩ rõ ràng. Nhất là đi bắt qua Diệp Quân Lâm 8 tên đặc công. Cuối cùng đã rõ, Diệp Quân Lâm lúc ấy vì sao không phản kháng. Đi theo đám bọn hắn ngoan ngoãn đến. Đó là bởi vì hắn cố ý. Cố ý bị bọn hắn bắt, đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên trên làm, Hắc Ưng đặc công càng là nghĩ đến dưới tay hắn 17 người kỳ thật chính là Diệp Quân Lâm bắt. Hắn càng nhớ tới hơn Thiên Sách Thần Soái cùng Diệp Quân Lâm đối thoại. Thiên Sách Thần Soái kỳ thật không phải vì nhìn Diệp Quân Lâm còn sống, mà là tại hỏi thăm ý kiến của hắn thả hay là không thả người. Hắn càng là minh bạch tiên sinh nói Diệp Quân Lâm vì sao còn có được cao thượng địa vị, đó là bởi vì chân thực lực A. Chấm. Hết thảy đều nghĩ thông suốt. Đều hiểu. Nhìn như không có thẩm vấn 17 người, nhưng trên thực tế phía bên mình ngược lại toàn bộ bại lộ. Thẩm vấn 17 người đều thẩm vấn không ra cái hiệu quả này tới. Diệp Quân Lâm mở ra khóa còng tay về sau, tại vị đưa bên trên ngồi xuống. Mỉm cười nhìn xem đám người. Lưỡi đao đặc công vừa muốn đè xuống nút báo động. Hắc Ưng đặc công lại ngăn lại. Không, đừng. Dù là toàn bộ thiên thuẫn cục đều biết, cũng ngăn không được hắn. Mà lại kết quả rất càng hỏng bét, thiên thuẫn cục sẽ từ trên thế giới này biến mất, chúng ta cũng toàn bộ sẽ chết. Theo một chút tác dụng đều không dậy nổi. Hắc Ưng đặc công giải thích nói. Đã Diệp Quân Lâm có được chấn vỡ khốn thần số một bản lĩnh. Diệt đi thiên thuẫn cục không đáng kể. Diệp Quân Lâm cười, là người thông minh, hiểu được xem xét thời thế. Đã người cố ý bị ta người bắt tới, người khẳng định có cái khác mục đích. Người muốn giết chúng ta rất dễ dàng. Hắc Ưng đặc công nói ra, kỳ thật thủ hạ ta 17 người là ngươi bắt a. Không sai, là ta bắt, thật sự là không nghĩ tới các ngươi sẽ bắt ta đến đổi bọn hắn. Đây cũng là chư thần phòng thí nghiệm nói cho ngươi đi, địa vị của ta rất cao, có thể thay người. Nghe đến đó, Hắc Ưng đặc công minh bạch. Diệp Quân Lâm quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ nói Hắc Ám Thượng Đế? Hắc Ưng đặc công mới mở miệng, nhìn thấy Diệp Quân Lâm thần sắc. Hắn đột nhiên giác ngộ. Nào có cái gì người thần bí? Không đều là Diệp Quân Lâm sao? Trước kia Diệp Quân Lâm rời sông lấp biển. Là chiến ưng quốc cùng chư thần phòng thí nghiệm địch nhân lớn nhất. Hiện tại cũng là. Ha 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 ha. Hắc Ưng đặc công bỗng nhiên cười. Chư thần phòng thí nghiệm, tiên sinh vô luận như thế nào các ngươi đều sẽ không nghĩ tới. Các ngươi coi nhẹ Diệp Quân Lâm đã sớm biết sự hiện hữu của các ngươi đi. Các ngươi đau khổ tìm ba người. Kỳ thật đều là Diệp Quân Lâm một người a. Nghĩ nghĩ, thật sự là có chút buồn cười a. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quân Lâm đã biết. Hắc Ưng đặc công không còn che giấu, chủ động nói ra, đúng, không sai. Chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại, gần đây bọn hắn liên hệ đến ta, để ta tra Diệp thị cổ tộc tộc chủ đám người tin tức. Cùng ta chắp đầu người ngươi hẳn là quen thuộc, năm đó Lucifer cùng tiên sinh. Bọn hắn Hắc Ưng đặc công đem tin tức của bọn hắn nội dung toàn bộ nói cho Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm cười cười, tốt, tất cả đều là lão bằng hữu a. Bọn hắn ở chỗ nào? Điểm này không thể không nói chư thần phòng thí nghiệm thật sự có trí tuệ. Bọn hắn ngay tại Đại Hạ Kinh Thành, ngay tại các ngươi ngay dưới mắt. Hắc ưng đặc công lời này mới ra. Diệp Quân Lâm chấn kinh đến kém chút nhảy dựng lên. Ngay tại Đại Hạ. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Minh bạch. Diệp Quân Lâm nghĩ đến trước đó hắn từ số 76 cấm địa truy tìm mấy cái kia thuần năng lượng thể. Một đường đuổi tới Đại Hạ. Hắn lúc ấy tưởng rằng những người kia phát hiện hắn, cố ý đem hắn dẫn tới Đại Hạ. Đến Đại Hạ về sau, lại phân thành mấy cái phương hướng rời đi. Cuối cùng mình truy tìm một cái đến người kinh thành biến mất. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy căn bản không có người phát hiện hắn, bọn hắn cũng không phải đang cố ý dẫn ra hắn. Bọn hắn về Đại Hạ thuần túy là bọn hắn muốn đi đâu. Về phần vì sao đến Đại Hạ về sau muốn tách ra. Đó là bởi vì căn cứ không chỉ một, tản mát tại các nơi. Kinh thành là một cái trong số đó. Nghĩ thông suốt. Thật tuyệt a. Biến mất sau chư thần phòng thí nghiệm vậy mà tại Đại Hạ. Cái này ai có thể nghĩ tới. Diệp Quân Lâm không khỏi tán thưởng liên tục. Tiếp xuống cần ta làm sao bây giờ. Đem bọn hắn dẫn ra. Một mẻ hốt gọn. Hắc ưng đặc công hỏi. Diệp Quân Lâm lắc đầu, tạm thời không cần. Người trước giả vờ như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tiếp tục cùng chư thần phòng thí nghiệm bên kia giữ liên lạc. Cần ngươi thời điểm ta sẽ nói. Không biết chư thần phòng thí nghiệm thực lực bây giờ như thế nào. Nếu như tùy tiện hành động, khả năng nguy cơ trùng trùng. Trên tay hắn bài, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Cái khác đều không thể xác định là không có thể cùng chư thần phòng thí nghiệm đối kháng. Tự mình một người có thể diệt đi chư thần phòng thí nghiệm tốt nhất. Nếu như diệt không xong, vậy làm sao bây giờ? Diệp Quân Lâm phải bảo đảm phòng ngừa sai sót. Sau đó còn cần tiếp tục bồi dưỡng, tiếp tục tăng cường mình lực lượng cùng át chủ bài. Khả năng đối kháng chư thần phòng thí nghiệm. Một phương diện cũng phải chậm rãi hiểu rõ chư thần phòng thí nghiệm, biết bọn hắn hiện tại là cấp bậc gì. Bọn hắn tại bầy âm mưu quỷ kế gì vân vân. Biết người biết ta, khả năng trăm trận trăm thắng. Đối phó yếu địch nhân một quyền phá đi, nhưng thực lực không xác định địch nhân, Diệp Quân Lâm tuyệt không đánh không chuẩn bị chi cầm. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Hắc ưng, đương nhiên người cũng có thể đem ta sự tình nói cho chư thần phòng thí nghiệm. Hắc ưng đặc công lắc đầu, ta không ngốc, ta chỉ muốn còn sống. Nói cho bọn hắn, vậy ta liền thật muốn chết rồi, phải bị các ngươi hai phương truy sát. Chúng ta nhất định một con đường chết. Hắc ưng đặc công là người thông minh. Cân nhắc lợi hại phía dưới, đương nhiên phải lựa chọn thỏa hiệp tại Diệp Quân Lâm. Sợ chết liền tốt, liền sợ ngươi không sợ chết, vậy chuyện của ta liền khó làm. Diệp Quân Lâm cười cười. Đương nhiên ta sẽ không đối ngươi 100% yên tâm. Ta người sẽ giống như U Linh, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi cùng người nhà của ngươi. Còn có các ngươi cũng đều đồng dạng. Diệp Quân Lâm quét đám người liếc mắt. Cái này Đại Hạ dọa cho phát sợ. Sợ nhất loại kia biết có người nhìn chằm chằm ngươi, nhưng lại không biết ở nơi nào, cảm giác tùy thời đều ở cảm giác. Mà lại bọn hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm có thể làm đến. Nhưng kỳ thật bọn hắn nơi nào minh bạch, Diệp Quân Lâm chính là kiểu nói này. Căn bản không sẽ phái người ở bên cạnh họ. Coi như một câu nói như vậy, gắt gao nắm giữ tốt tâm lý của bọn hắn. Một câu trấn trụ bọn hắn. Trang bị trên người của ngươi là chư thần phòng thí nghiệm a. Diệp Quân Lâm nhìn xem Hắc ưng đặc công hỏi. Đúng là. Trang bị của ngươi rõ ràng cùng những người khác không giống. Đem trang bị cho ta đi, ta nghiên cứu một chút. Diệp Quân Lâm nói. Hắc ưng rất nghe lời đem trang bị cho Diệp Quân Lâm. Cuối cùng, lấy thiên thuẫn cục danh nghĩa đem Diệp Quân Lâm đưa về Đại Hạ. Hắc ưng đặc công về sau, lập tức liên hệ chư thần phòng thí nghiệm. Nói cho tiên sinh biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Tiên sinh, Diệp Quân Lâm cùng đi qua hoàn toàn không giống a. Hắc ưng đặc công cố ý nói. Đúng vậy a, ngày xưa hắn nhưng là chúng ta địch nhân lớn nhất, hiện tại khẳng định không giống, ta liên động tay giết hứng thú của hắn đều không có. Tiên sinh hiển nhiên nghe không hiểu Hắc ưng đặc công ám chỉ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, làm sao lại hướng phương diện khác nghĩ đâu. Tiếp xuống các ngươi muốn tra lời nói. Muốn càng thêm cẩn thận một chút. Lần này Diệp thị cổ tộc hẳn là chú ý tới các ngươi. Tiên sinh vẫn là rất thất vọng. Tương đương thiên thuẫn cục bên này không đạt được gì. Chỉ có thể dựa vào Hắc ám thượng đế đại đồ đệ.
Một bên khác, Diệp Quân Lâm bị đưa sau khi trở về, Lý Tử Nhiễm bọn hắn vẫn là xúm lại đi lên. Nhìn xem Diệp Quân Lâm có hay không xảy ra chuyện, có bị thương hay không. Rất nhiều người đều là đến xem Diệp Quân Lâm trò cười. Chẳng qua chỉ có Diệp Quân Lâm các học viên một mặt bình tĩnh. Ai dám bắt vị này? Thật sẽ không có người cảm thấy có thể bắt đi vị này à? Bọn hắn mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dám khẳng định tuyệt đối là hắn cố ý bị bắt. Diệp Quân Lâm đem đội ngũ của mình mang về trụ sở. Luyện, cho ta tiếp tục luyện, tiếp xuống toàn bộ các người bế quan, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quấy rầy các ngươi. Biết chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ về sau, Diệp Quân Lâm biết rõ thời gian không nhiều. Nhất định phải nắm chặt. Sau đó để bọn hắn toàn lực tu luyện, tuyệt đối không thể bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Hắn lại tìm đến Thiên Sách Thần Soái bọn người. Đúng, tiểu tử kia Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện thế nào rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Nếu như Thiên Sách thiếu soái Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện đến đại thành, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thiên Sách Thần Soái lắc đầu, ta cũng không biết. Đi thôi, đi với ta nhìn xem. Diệp Quân Lâm hai người tới Thiên Sách Thần Soái chỗ tu luyện. Xa xa liền nghe được ong 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 run giọng. Này khí tức, nhanh đến tầng thứ 8. Nhìn ra được, Thiên Sách thiếu soái rất khắc khổ. Khi lấy được Diệp Quân Lâm chỉ đạo về sau, vậy mà thời gian ngắn như vậy về sau, cũng bắt đầu xung kích tầng thứ 8. Cái này trước kia, là không cách nào tưởng tượng. Thiên Sách thần soái lộ ra nụ cười. Vì con của mình rất tự hào. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cau mày. Cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Nếu như bây giờ xung kích tầng thứ 9 còn tạm được. Thế nhưng là vẻn vẹn tầng thứ 8 thôi. Tại Thiên Sách thiếu soái xung kích trước mắt, Diệp Quân Lâm lấy sư phụ hắn danh nghĩa xuất hiện, tự mình chỉ đạo rất nhiều. Đây đối với Thiên Sách thiếu soái đến nói được ích lợi vô cùng. Dù sao Diệp Quân Lâm thế nhưng là đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công đánh thông quan người. Chỉ đạo Thiên Sách thiếu soái không đi đường quanh co, một bước đúng chỗ. Hắn rất dễ dàng liền xung kích đến tầng thứ 8. Chẳng qua tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 mới là khó khăn nhất. Trong thời gian ngắn vẫn là không đạt được Diệp Quân Lâm yêu cầu. Không kịp, ta trước đó còn muốn lại bồi dưỡng một đoạn thời gian lại chọn hạt giống chỉ đạo. Hiện tại nhất định phải kế hoạch sớm tiến hành. Truyền xuống, 7 ngày sau cử hành tranh tài, ta sẽ lấy Hắc Ám Thượng Đế ba người thân phận tiến hành hạt giống chọn lựa. Ta muốn đích thân chỉ đạo. Diệp Quân Lâm nói. Minh bạch. Thiên Sách thần soái gật gật đầu. Cái này sau khi tin tức truyền ra, Côn Luân học viện đều muốn nổ. Bọn hắn đến cũng một tháng. Chờ chính là viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng chọn người tự mình chỉ đạo. Giờ khắc này rốt cục muốn tới. Từng cái kích động ngao ngao hô to. Cái này khiến chư thần phòng thí nghiệm đám thám tử cũng rất là chờ mong. Rốt cục có thể tiếp xúc đến Hắc Ám Thượng Đế ba người. Giờ khắc này bọn hắn chờ thật lâu. Diệp Quân Lâm xem hết Thiên Sách thiếu soái về sau, lại đi xem Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên. Không thể không nói hai cá nhân thiên phú rất cao. Tại trải qua Diệp Quân Lâm chỉ đạo về sau, hai người tăng lên rất nhanh. Hai người này là có hy vọng trở thành Diệp Quân Lâm cần siêu cấp cường giả. Chẳng qua vẫn là cần thời gian nhất định. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cảm giác nguy cơ rất đủ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra siêu cấp cường giả đến. Trước mắt Minh Tà Thần bọn hắn coi như chịu đựng, những người này thế nhưng là phục dụng số 76 cấm địa thần huyết dịch những thứ này. Chẳng qua chỗ khó là bọn hắn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận hấp thu những lực lượng này. Không đủ a. Siêu cấp cường giả số lượng còn thiếu rất nhiều a. Đừng nhìn hiện tại hắn trưởng khống nhân số đông đảo. Nhưng chân chính khai chiến về sau, đều là pháo hôi. Nhất định phải có siêu cấp cường giả giữ thể diện. Vì chế tạo cường giả. Diệp Quân Lâm quyết định đem số 76 cấm địa tài nguyên toàn bộ dùng tới. Đúng, còn có một người. Vì thế, hắn chuyên môn chạy tới Giang Bắc. Nhìn Hỏa Vân Tà Thần, Chu Nam Yên cùng Văn Lôi tình huống. Hỏa Vân Tà Thần hiện tại khí tức rất yếu, còn tại một chút xíu rụt về lại. Như là chập chờn thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến, sắp dập tắt đồng dạng. Điều này nói rõ Hỏa Vân Tà Thần thật luyện đi vào. Hắn sắp lột xác. Trở thành siêu cấp cường giả. Là Diệp Quân Lâm muốn cường đại trợ lực. Thời gian dài như vậy, hắn thật luyện đi vào. Cứ việc thiên phú của hắn cùng Diệp Quân Lâm so là có hạn. Chẳng qua nhìn ra,
hắn đem tiềm lực của mình cùng thiên phú kích phát ra đến. Tại lĩnh vực của hắn làm được mạnh nhất. Hắn một khi bế quan thành công, khả năng không đạt được Diệp Quân Lâm trình độ này. Nhưng quét ngang thần bảng là dễ dàng. Cái này là duy nhất để cho Diệp Quân Lâm vui mừng điểm. Chu Nam Yên hiện tại khí tức trên thân càng yêu càng yếu, cho nên nàng cũng là sợ đến môn đạo. Chân chính lĩnh ngộ được cái này cửa công pháp cơ bản tinh túy. Chẳng qua khoảng cách hỏa vân tà thần vẫn là có khoảng cách nhất định. Còn cần tiếp tục. Theo tốc độ này đến nói, đến giúp Diệp Quân Lâm khả năng ít càng thêm ít. So sánh hai người, Văn Lôi mới tính vừa mới cái chân dẫm vào tới. Nàng đoạn thời gian trước bởi vì cho mọi người hộ pháp, chậm trễ rất nhiều thời gian. Một vị siêu cấp cường giả, hỏa vân tà thần có. Diệp Quân Lâm hơi có thể buông lỏng một hơi. Chẳng qua còn thiếu rất nhiều. Trên thân không có hơn 10 cái này cấp bậc cường giả, nào dám cùng chư thần phòng thí nghiệm tách ra vật tay. Tốc thành biện pháp. Khả năng đạt tới cấp bậc này tốc thành công pháp, Diệp Quân Lâm chỉ nghe qua hút công đại pháp. Hút công đại pháp có thể trong thời gian ngắn, hấp thụ rất nhiều công lực có thể đạt tới cường giả tình trạng. Chẳng qua trên tay hắn lại không có hút công đại pháp. Điểm này dám chắc được không thông. Bằng không, không cần hút khác. Trực tiếp đem tinh thể bên trong năng lượng toàn bộ hút đi, tạo ra 3-4 cái cường giả tuyệt đối không thành vấn đề. Hả? Tinh thể năng lượng. Diệp Quân Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Trước đó Diệp Quân Lâm một mực xoắn suýt tại như thế nào đem người chế tạo thành cường giả tuyệt thế. Nhưng từng cái đều không được. Bọn hắn không có hút công đại pháp đến hấp thụ công lực. Diệp Quân Lâm cũng càng không thể đem tinh thể năng lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Có thể tiếp nhận còn tốt, tiếp nhận không được, liền sẽ từng cái nổ tung. Hắn không thể bắt người đi làm thí nghiệm. Một cái cũng không thể. Dù là thiên sách thần soái loại hình, hắn cũng không dám đi. Nhưng vừa vặn Diệp Quân Lâm nghĩ lại, không nhất định siêu cấp cường giả không phải là người A. Có thể tại phương diện khác xuống tay. Ví dụ như máy móc, thậm chí còn có thể tại mã nhã công nghiệp biến chủng sống trên thân người chết tiến hành. Bọn hắn số lượng rất nhiều, có thể đem ra làm thí nghiệm. Mà lại một khi chế tạo thành siêu cấp cường giả, còn có thể khống chế. Không giống như là người phức tạp như vậy. Lại có mình các loại ý nghĩ. Nghĩ đến cái này sau. Diệp Quân Lâm lập tức đi vào mã nhã công nghiệp thần bí căn cứ. Đem tất cả biến chủng người chết sống lại đều triệu tập đến, ta có cần dùng gấp. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng. Tất cả biến chủng người chết sống lại đều thu xếp đến. Trọn vẹn 30 vạn biến chủng người chết sống lại. Số lượng đều đem Diệp Quân Lâm hù đến. Có thể thấy được trước đó mã nhã công nghiệp cỡ nào phát rồ. Tại mã nhã công nghiệp đặc huấn dưới, bọn này người chết sống lại đã trưởng khống tiến công kỹ xảo, sức chiến đấu siêu cường. Đây là một chi không thể coi thường lực lượng đáng sợ. Chẳng qua đối với Diệp Quân Lâm đến nói không có tác dụng gì. Chư thần phòng thí nghiệm đã sớm biết cái này tồn tại, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Huống hồ lúc đầu chế tạo người chết sống lại thí nghiệm kế hoạch chính là chư thần phòng thí nghiệm. Kế hoạch của bọn hắn là dùng tại hình thể siêu cấp lớn sinh vật trên thân, chỉ là bị mã nhã công nghiệp dùng tại người trên thân. Chẳng qua bây giờ đối Diệp Quân Lâm đến nói, hết thảy đều không trọng yếu. Hắn chuyện cần làm chư thần phòng thí nghiệm cũng không nghĩ ra. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Quân Lâm tự mình kiểm tra qua mỗi một vị biến chủng người chết sống lại thể chất các loại tình trạng. Cuối cùng lựa đi ra 365 cái phù hợp điều kiện. Sau đó, Diệp Quân Lâm trực tiếp bắt đầu kế hoạch. Đem tinh thể năng lượng cùng số 76 cấm địa các loại năng lượng, bao quát những cái kia thần kim sắc huyết dịch vân vân. Một chút xíu rót vào những cái này biến chủng hoạt tử trong cơ thể con người, xem bọn hắn tiếp nhận tình huống. Lại từng bước đào thải, chọn lựa ra ưu tú nhất tới. Thời gian một cái nháy mắt, 7 ngày trôi qua. 365 cái người chết sống lại đã đào thải đến không đủ 50 cái. Chẳng qua còn muốn tiếp tục đào thải. Một bên khác, Diệp Quân Lâm để Thánh Kinh tổ chức dùng số 76 cấm địa kim loại các loại tư nguyên, chế tạo ra mấy khoản máy móc chiến đấu ra tới. Rót vào đáng sợ năng lượng, thậm chí phân phối Diệp Quân Lâm luyện chế ra đến thần khí. Mặc kệ chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Diệp Quân Lâm lý luận là Thánh Kinh tổ chức nghiên cứu chế tạo người máy có thể không cần công nghệ cao. Nhưng duy nhất một điểm, sức chiến đấu muốn siêu cấp mạnh.
có thể tụ tập năng lượng bàng bạc cùng sử dụng thần khí là được. Cho nên cái này mấy khoản máy móc chính là cuồng bạo máy móc chiến đấu. Không hổ là số 76 tài nguyên, thật có thể đạt tới Diệp Quân Lâm siêu cấp cường giả yêu cầu. Người không phát huy ra được uy lực. Nhưng những cái này máy móc có thể. Nhất là phối hợp một chút Diệp Quân Lâm luyện chế thần khí, uy lực kinh khủng hơn. Tổng cộng có 4 đài chiến đấu như vậy máy móc. Diệp Quân Lâm cho bọn hắn đặt tên là Tứ Đại Kim Cương. Về phần biến chủng người chết sống lại bên này. Diệp Quân Lâm dự tính cuối cùng sẽ có đào thải còn lại 13 cái. Tiến vào hắn chân chính siêu cấp cường giả trong kế hoạch. Cái này 13 cái sẽ dùng quang còn lại tinh thể năng lượng. Diệp Quân Lâm đã đại khái đoán được là cái kia 13 cái. Thật sớm vì bọn họ biên tốt dãy số. Số 1 đến số 13. Lần này thật là không tiếc bất cứ giá nào đến chế tạo siêu cấp cường giả. May mắn có số 76 cấm địa khổng lồ tài nguyên chèo chống. Không phải Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Có những cái này siêu cấp cường giả, Diệp Quân Lâm trong lòng mới an ổn không ít. 7 ngày thời gian đến. Diệp Quân Lâm muốn Côn Luân Học Viện chọn lựa hạt giống. Chọn lựa quy tắc là trước lẫn nhau so tài, hiện ra thiên phú. Thật sớm tất cả học viên ngay tại trên bãi tập đứng vững, chờ đợi lấy bắt đầu. Đối tất cả mọi người đến nói, đây đều là một cái cơ hội. Vô luận là nghĩ tăng thực lực lên, vẫn là chư thần phòng thí nghiệm thám tử. Đều chờ mong. Rất nhanh, tất cả đạo sư đều đi vào giữa sân. Diệp Quân Lâm cũng ở trong đó. Diệp Quân Lâm học viên đâu? Làm sao chỉ có hắn một người tới? Những người khác đâu? Bọn hắn không tham dự sao? Đúng à, đây đối với những người kia đến nói đây là cơ hội tốt nhất. Chúng ta tới nơi này không phải liền là muốn trở thành viện trưởng cùng phó viện trưởng đệ tử sao? Hiện tại mọi người mới đến một tháng, chúng ta dù là có cao nhân chỉ điểm, nhưng kỳ thật cùng bọn hắn chênh lệch cũng không lớn. Đây là chúng ta chênh lệch nhỏ nhất một lần, cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, bỏ lỡ lần này. Lần sau cũng không có. Về sau giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn không có chút nào cơ hội. Chấm. Đám người nhao nhao nói. Ân Chính Bình bọn hắn cười lạnh một tiếng, đừng nghĩ. Bọn hắn sẽ không đến. Đây chính là một đám thanh niên sức châu. Toàn bộ toàn cơ bắp. Thật vì Diệp Quân Lâm từ bỏ như thế cơ hội cực tốt. Đồ đần, thật sự là đồ đần. Chấm. Nghe mọi người nghị luận. Lý Tử Nhiễm trong lòng bọn họ rất khó chịu. Quả nhiên Diệp Quân Lâm đem bọn hắn toàn bộ chậm trễ. Loại cơ hội này cũng không tới. Bọn hắn rất muốn tìm Diệp Quân Lâm nói một chút, để đám người kia đều tới tham gia. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng người không đến, thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây chính là viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng tự mình chọn người cơ hội a. Bọn hắn liền từ bỏ như vậy rồi. Cái này vừa để xuống vứt bỏ. Liền đại biểu bọn hắn tại Côn Luân Học Viện kiếp sống triệt để phế. Sẽ không còn có bất kỳ kỳ ngộ. Cả một đời chỉ có thể đưa tại Diệp Quân Lâm trong tay. Đều là một đám người đáng thương. Áy náy. Lý Tử Nhiễm mấy người dự định tại phương diện khác đền bù bọn hắn một điểm, không thể bạch bạch để bọn hắn chậm trễ. Lúc đầu mọi người còn muốn cho Tiêu Thiên Vũ bọn hắn bênh vực kẻ yếu một cái. Chẳng qua hiện vào giờ phút như thế này. Tất cả mọi người nghĩ đến mình như thế nào phát huy. Bất chấp những thứ khác. Trừ nhất tự tỉnh Kiên Vương môn hạ không tham dự bên ngoài, cái khác đều muốn tham dự. Lần này chủ yếu cá nhân chiến, hiện ra thiên phú của mình. Lập tức hai người bắt đầu giao đấu. Thiên sách thần soái tuyên bố bắt đầu. Lớn như vậy quảng trường bên trên mấy ngàn người bắt đầu giao đấu. Đám đạo sư nhao nhao tại sớm an bài trên chỗ ngồi ngồi xuống. Các học viên đều khẩn trương nhìn xem đạo sư chỗ ngồi. Chờ mong viện trưởng cùng phó viện trưởng xuất hiện. Dù sao hôm nay là bọn hắn đến chọn người A. Không biết bọn hắn sẽ trực tiếp xuất hiện. Vẫn là từ một nơi bí mật gần đó chọn lựa. Chẳng qua nhìn một hồi, mọi người liền thất vọng. Đạo sư chỗ ngồi chỉ có một cái chỗ ngồi trống không. Mà cái này chỗ ngồi là Diệp Quân Lâm. Chỉ có điều Diệp Quân Lâm đứng dậy, nóng nảy đi đến phía trước, quan sát. Thỉnh thoảng hắn sẽ còn xen vào chiến đấu bên trong, khoảng cách gần quan sát, không sai lầm bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau đó chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người đang ra sức hiện ra chính mình. Nhưng bận rộn nhất vẫn là Diệp Quân Lâm. Gần như mỗi một đội chiến đấu hắn đều muốn khoảng cách gần quan sát. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hắn bận rộn thân phận.
Thiên Sách Thần Soái bọn hắn biết Diệp Quân Lâm muốn làm gì, tự nhiên là một mặt bình tĩnh. Nhưng những người khác nhìn thấy Diệp Quân Lâm hành động quỷ dị như vậy. Nhớ tới trước đó có người nói Diệp Quân Lâm đang trộm học, hiện tại xem ra quả là thế. Hắn đây là mượn đạo sư thân phận tại hiện trường, quang minh chính đại học trộm. Đáng tiếc đối với hắn lại không có biện pháp gì. Lần trước thần khí sự tình đều không giải quyết được gì. Cái này lại có thể đáng là gì? Lý Tử Nhiễm bọn hắn chiến đấu đồng thời, còn quan sát đến Diệp Quân Lâm. Biết Diệp Quân Lâm là sĩ diện người. Dùng phương thức như vậy để cho mình đề cao. Có ít người có thể khoan nhượng. Thật có chút người tha thứ không được. Nhất là không biết viện trưởng bọn hắn ở nơi nào quan sát. Phiền Chí Thắng cầu thắng sốt ruột, quát lớn Diệp Quân Lâm nói, người có thể hay không cút xa một chút. Ảnh hưởng ta phát huy. Giống Phiền Chí Thắng, ân chính mình những thám tử này đến nói nhất định phải hiện ra mình, nhất định phải phát huy ra, để hắc ám thượng đế bọn hắn lựa chọn. Lúc này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đi tới đi lui, để bọn hắn phân tâm. Phiền Chí Thắng bọn hắn nhịn không được. Sau đó càng nhiều người dừng lại, chỉ trích Diệp Quân Lâm ảnh hưởng đến bọn hắn. Từng cái mặt đỏ tới mang tai hô Diệp Quân Lâm lăn ra ngoài. Diệp Quân Lâm nhìn Phiền Chí Thắng một cái nói, yên tâm đi, dù sao không sẽ chọn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng không phải ngươi chọn. Ngươi nói ta chọn không lên liền chọn không lên. Phiền Chí Thắng đều muốn tức điên. Lăn ra ngoài, ngươi quá quấy nhiễu chúng ta. Những người khác nhao nhao hô. Nếu như các ngươi liền điểm ấy quấy nhiễu đều chịu không được, làm sao chọn các ngươi? Các ngươi dám cam đoan tương lai gặp được địch nhân thời điểm không có một chút quấy nhiễu sao? Liền để các ngươi một đối một quyết đấu. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể để cho địch nhân không muốn quấy nhiễu các ngươi? Đám thám tử nói như vậy không quan trọng. Thế nhưng là có ít người nói như vậy, Diệp Quân Lâm rất tức giận. Liền điểm ấy quấy nhiễu đều nhịn chịu không được. Làm sao có thể gánh trách nhiệm nặng nề? Dù là thiên phú lại cao, cũng chỉ là cái pha lê người. Không thể thành dụng cụ. Diệp Quân Lâm sẽ không lựa chọn bọn hắn. Một phương diện Diệp Quân Lâm tại quan sát bọn hắn, một phương diện Diệp Quân Lâm cũng tại quan sát những người khác. Những cái kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng người. Diệp Quân Lâm không phải ta nói ngươi, người ta đạo sư từng cái đều ngồi ở nơi nào, liền ngươi một cái không phải chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngươi dù là học trộm cũng chọn cái thời gian A. Thứ nhất, ngươi tại nhiễu loạn các học viên phát huy, thứ hai, viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng đang chọn người, người đây cũng là tại ảnh hưởng bọn hắn A. Tu La Chiến Thần cũng nói. Hắn càng là nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói, chớ cùng ta nói trên chiến trường chịu không được quấy nhiễu kia một bộ. Nếu như trên chiến trường gặp được ngươi làm như vậy nhiễu, ta tuyệt đối sẽ trước hết giết ngươi. Lại giết địch người, nhưng bây giờ ngươi lại giết không được. Nghe xong Tu La Chiến Thần lời này, tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy có đạo lý. Từng cái đến phản bác Diệp Quân Lâm. Không cần bắt ngươi một bộ lý luận cùng chúng ta kéo. Cũng không phải ngươi đang tuyển người, là viện trưởng cùng phó viện trưởng bọn hắn đang tuyển người A. Diệp Quân Lâm cười cười. Xảo. Đúng là hắn đang tuyển người A. Hắn sở dĩ xen kẽ trong chúng nhân ở giữa, trên thực tế là vì chọn người A. Hắn càng sâu nhập, cũng chính là càng cẩn thận. Tốt, mọi người không được ầm ĩ. Không nên quên, viện trưởng cùng phó viện trưởng khả năng đang nhìn. Các ngươi dừng lại, có thể sẽ ảnh hưởng biểu hiện. Thời điểm then chốt, Lý Tử Nhiễm một câu nhắc nhở. Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Từng cái như bị điên tranh thủ thời gian tham dự chiến đấu. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm không trọng yếu. Hắn cũng không ảnh hưởng. Hắn nơi nào có hướng viện trưởng bọn hắn biểu hiện trọng yếu. Khích lệ chiến đấu tiếp tục. Tất cả mọi người ra sức biểu hiện mình. Diệp Quân Lâm cũng rốt cục quan sát được vị. Lần này, toàn diện hiểu rõ mỗi một vị học viên. Cũng tuyển ra trong lòng nhân tuyển thích hợp. Chế tạo ra mình muốn siêu cấp cường giả, là không thể nào. Chẳng qua chuẩn siêu cấp cường giả vẫn là có hy vọng. Một tháng này, riêng phần mình đạo sư đã đem tuyệt học truyền cho bọn hắn. Tương ứng cơ sở đã đánh tốt. Sau đó Diệp Quân Lâm chỉ cần chỉ điểm bọn hắn, chuyên hạng bồi dưỡng. Đem mỗi người bọn họ luyện công pháp luyện đến mạnh nhất hoàn cảnh. Cũng chính là Thiên Sách Thần Soái, Diệp Chiến Thiên bọn hắn cấp bậc này. Giữa sân vẫn còn tiếp tục. Mỗi người muốn biểu hiện nhìn quá mạnh. Có ít người ngay từ đầu là một đối một. Đến đằng sau là một đôi nhiều.
nhất là mấy cái thám tử, cuối cùng trực tiếp một cái đối đầu trăm cái. Nhìn tư thế hận không thể một cái đối phó tất cả. Nhưng bọn hắn làm sao biết, hiện tại làm đều là vô dụng công. Căn bản không có người nhìn. Đường đường chính chính nhìn người đã quay người. Diệp Quân Lâm quay người từ trong đám người đi tới, đứng tại chỗ cao, hô lớn nói, tốt, liền đến nơi này đi. Chẳng qua Diệp Quân Lâm kêu một tiếng này ra tới về sau, tất cả mọi người không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy cái này, Diệp Quân Lâm không khỏi đề cao âm điệu hô, dừng lại. Đều kết thúc. Một tiếng này lực xuyên thấu 10 phần. Đủ để toàn bộ Côn Luân học viện cũng nghe được. Chiến đấu đám người sau khi nghe được, nhao nhao dừng lại. Sửng sốt. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngươi cố ý à? Ta thật muốn giết ngươi. Ngươi cố ý quấy rối. Chấm. Nhìn thấy là Diệp Quân Lâm hô, tất cả mọi người không đáp ứng. Cảm thấy Diệp Quân Lâm là đang cố ý phá hư. Tuyển chọn đã kết thúc, các ngươi tiếp tục đánh xuống, là gọi cho ai nhìn đâu. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đám người vừa muốn lên án. Thiên Sách Thần Soái đứng lên nói, không sai. Xác thực kết thúc. Viện trưởng cùng phó viện trưởng tuyển chọn danh sách đã ra tới. Đợi chút nữa ta sẽ công bố ra. Bị chọn được người, trực tiếp có thể đi viện trưởng cùng phó viện trưởng nơi nào đưa tin. Thiên Sách Thần Soái tiếp tục nói. Lời này vừa ra tới. Không có người lại chú ý Diệp Quân Lâm. Liền hắn lúc nào rời đi cũng không biết. Từng cái chỉ muốn mình có hay không được tuyển chọn. Kích động khẩn trương đến cực hạn. Tiếp xuống, ta, đầu tiên chờ chút đã. Hả, giống như không cần tuyên bố. Thiên Sách Thần Soái muốn tuyên bố thời điểm, lại phát hiện Diệp Quân Lâm căn bản không cho mình danh sách A. Đang lúc hắn phiền muộn lúc, ánh mắt thoáng nhìn. Lại nhìn thấy giữa sân một màn. Hắn cười. Nguyên lai Diệp Quân Lâm đã sớm an bài tốt. A, không cần tuyên bố rồi. Này sao lại thế này? Giữa sân tất cả học viên đều mộng. Bọn hắn sợ hãi. Chẳng lẽ là ra biến cố gì sao? Nhưng tuyệt đối không được a. Từng cái lo lắng thụ sợ nhìn xem Thiên Sách Thần Soái. Đúng không dùng tuyên bố. Thiên Sách Thần Soái gật gật đầu. Sờ sờ các ngươi trên mặt, có vết máu màu đỏ chính là được tuyển chọn. Thiên Sách Thần Soái tiếp tục nói. Hắn vừa mới thoáng nhìn. Phát hiện trong đám người có ít người trên mặt bị bôi vết máu màu đỏ đánh dấu. Chắc hẳn chính là vừa mới Diệp Quân Lâm lưu lại. Có vết máu màu đỏ, chính là được tuyển chọn. Thiên Sách Thần Soái lời này mới ra, trong đám người lập tức vỡ tổ. Qua, trên mặt ta không có a, ngươi trên mặt có. Trên mặt ta có, đây là huyết dịch. Ta nghe được mùi máu tươi, trên mặt ta có. Trên mặt hắn cũng có, ta đâu, ta không có. Chấm. Trong đám người loạn cả lên. Nhưng trên mặt có huyết dịch cuối cùng là số ít. Mỗi một cửa trên cơ bản một hai cái. Có rất ít vượt qua 3 cái. Đoán chừng tổng cộng lại không cao hơn 100 cái. Đây là sơ bộ sàng chọn. Diệp Quân Lâm còn muốn từng bước đào thải. Cuối cùng đoán chừng có thể thừa cái 1/3 cũng không tệ. Đây là siêu cấp cường giả đội dự bị. Trong đám người có huyết dịch đánh dấu, từng cái vui nở hoa. Mọi người chung quanh ao ước nhìn xem. Mà lại đây không phải nhìn ai mạnh ai yếu. Xem ai thích hợp, xem ai tiềm lực. Ta không có. Phiền Chí Thắng xoa xoa mặt, lại cầm tấm gương chiếu vào. Liên tục xác nhận, mình không phải chọn chúng cái kia. Thật để Diệp Quân Lâm nói đúng rồi. Còn có Ân Chính Bình những người này cũng đều không có được tuyển chọn. Chẳng qua Tu La Chiến Thần được tuyển chọn, Diệp Quân Lâm quan sát một vòng, phát hiện hắn rất thích hợp Diệp Chiến Thiên kia một bộ. Có trở thành Diệp Chiến Thiên khả năng. Kỳ Lân cùng Bạch Hổ cũng bị chọn chúng. Bọn hắn thích hợp Diệp Khuynh Thiên bộ kia. Thanh Long, Huyền Võ bọn hắn cũng bị chọn chúng, thích hợp Thiên Sách Phủ một chút cương mãnh khổ luyện công pháp. Chấm. Cũng không phải Diệp Quân Lâm bất công như thế nào, cơ hội này đều là mọi người liều đến. Tiêu Phong cùng Kiếm Tà Thần mấy người cũng bị chọn chúng. Bọn hắn thích hợp Diệp tộc một chút công pháp, luyện tốt cũng có thể trở thành chuẩn siêu cấp cường giả. Lý Tử Nhiễm bọn hắn không có được tuyển chọn. Bởi vì công pháp nguyên nhân. Diệp Quân Lâm có thể dạy không phải rất nhiều, vẫn là giao cho đạo sư. Bỗng nhiên một cái đáng sợ nghi vấn hiện lên tại mỗi người trong đầu. Trên mặt bọn họ vết máu đánh dấu làm sao tới. Nghĩ đến đây, mỗi người thần sắc đại biến. Lộ ra thần sắc kinh khủng.
cùng gặp quỷ đồng dạng. Phải biết viện trưởng cùng phó viện trưởng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua a. Sao có thể lặng yên không một tiếng động tại trên dưới 100 người trên mặt lưu lại huyết dịch đánh dấu. Đây cũng quá thần kỳ. Không cách nào tưởng tượng. Mọi người tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết giống như. Không thể tưởng tượng nổi. Người lặng yên không một tiếng động xuất hiện còn có thể hiểu được một chút. Thế nhưng là ở trên mặt lưu lại huyết dịch đánh dấu, làm sao không ai phát hiện. Cái này thần kỳ. Viện trưởng bọn hắn là lấy trạng thái gì xuất hiện? U linh sao? Vẫn là thần linh. Nói là từ một nơi bí mật gần đó quan sát, kỳ thật như là Diệp Quân Lâm, liền ở bên cạnh họ chỗ gần cẩn thận quan sát. Bởi vậy bọn hắn biết mỗi người đặc thù. Ngẫm lại có người ngay tại bên cạnh ngươi quan sát ngươi, nhưng ngươi toàn vẹn không biết. Dù là hắn tại ngươi trên mặt lưu lại đánh dấu, ngươi đều hoàn toàn không biết. Cái này cỡ nào đáng sợ a? Nếu là giết bọn hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, mỗi người toàn thân dùng mình một cái. Ở sâu trong nội tâm sợ hãi toàn bộ bị câu ra tới. Khủng bố như vậy. Đến tột cùng làm sao làm được. Cái này đã xa xa siêu thoát ra bọn hắn nhận biết. Mấy ngàn cường giả vậy mà toàn vẹn không biết. Thậm chí nhìn đám đạo sư ngây ngốc dáng vẻ, bọn hắn cũng không biết. Đây cũng quá cường đại đi. Bọn hắn mới biết được thần bảng kỳ thật đứt gãy. Thứ ba cùng thứ tư ở giữa giống như lạch trời. Hắc ám thượng đế ba người đến tột cùng mạnh cỡ nào. Thần bảng trần nhà đến cùng cao bao nhiêu. Chư thần phòng thí nghiệm đám thám tử kinh hãi nhất. Ba người này càng mạnh, càng bất lợi tại chư thần phòng thí nghiệm A. Nhưng bọn hắn nơi nào muốn lấy được. Thường thường chuyện khó tin nhất chính là đơn giản nhất mộc mạc phương thức Diệp Quân Lâm khoảng cách gần từng bước quan sát. Liền giống với như là phá hư địch nhân mạng lưới hệ thống. Bình thường đều phải mời cao cấp hacker đi cướp mất mạng lưới. Nhưng đơn giản nhất phương thức hữu hiệu chính là đem địch nhân điện rút. Mua được đối phương quản công tắc nguồn điện bảo an, đem công tắc nguồn điện kéo. Mạng lưới hệ thống tự sụp đổ. Chấm. Chẳng qua hắc ám thượng đế ba người càng mạnh, được tuyển chọn các học viên càng thêm hưng phấn. Mang ý nghĩa bọn hắn hạn mức cao nhất sẽ càng ngày càng cao. Cứ việc ân chính bình phiền chí thắng bọn hắn không có được tuyển chọn. Nhưng như cũng có những thám tử khác được tuyển chọn. Tổng cộng có 7 vị. Đây đương nhiên là Diệp Quân Lâm cố ý chọn chúng. Chỉ có Hắc Ưng đặc công con đường này, cũng không đáng tin cậy. Hắn còn muốn từ những người này trên thân vào tay. Nhiều chọn cũng không được, thiếu chọn cũng không được. 7-8 cái thích hợp nhất. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, đi viện trưởng bọn hắn nơi nào đưa tin. Thiên sách thần soái nói. Mặc dù các ngươi được chọn chúng, đều không muốn kiêu ngạo. Chỉ là sơ bộ sàng chọn. Sẽ còn tiếp tục đào thải. Những người khác cũng vẫn là có cơ hội. Tiến vào Côn Luân học viện chính là nhiều cơ hội. Hắn còn an ủi hạ những người khác. Lý Tử Nhiễm cầm nắm đấm, có chút tức giận. Lần này nàng không có trở thành may mắn. Tâm tình rất là khó chịu. Cái khác không có bị chọn được cũng rất khó chịu. Chúng ta một mực đang trào phúng Tiêu Thiên Vũ bọn hắn. Hiện tại chúng ta chọn không lên, chẳng phải là giống như bọn hắn. Kia còn là không giống nhau a. Chúng ta chỉ là không có bị mạnh nhất chọn chúng, nhưng đạo sư của chúng ta vẫn là trước 10, chúng ta vẫn như cũ mạnh a. Bọn hắn là triệt để phế, cùng chúng ta có cái gì so? Chấm. Tới, bị chọn chúng người toàn bộ liệt tốt đội. Tại Thiên Sách Thần Soái tổ chức dưới, trên mặt có huyết dịch đánh dấu toàn bộ đứng vững đội. Đạo sư, chúng ta bây giờ đi đâu a? Trong đó một người thám tử Dương Diệu Phong hỏi. Các ngươi liền có thể tiến về cái phương hướng này, đi đến cuối cùng liền minh bạch. Thiên sách thần soái chỉ một cái phương hướng. Chỗ nào, nơi đó không phải Diệp Quân Lâm cùng hắn học viên vị trí sao? Chúng ta đi đâu làm gì? Mọi người kinh ngạc phát hiện, thiên sách thần soái chỉ phương hướng là Diệp Quân Lâm chỗ. Chẳng lẽ, mọi người nghĩ đến một loại khả năng tính. Viện trưởng cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ. Vừa mới dù sao chỉ có Diệp Quân Lâm đi vào qua hiện trường, còn cẩn thận quan sát qua bọn hắn. Nếu như là hắn, kia hết thảy nói thông được. Chẳng qua bọn hắn không tin. Chờ nhìn thấy liền minh bạch. Chẳng qua đối với đám thám tử đến nói, vô luận là ai đều được. Bọn hắn chỉ cần hắc ám thượng đế ba người tin tức. Cái khác đều không trọng yếu. Diệp Quân Lâm cũng được,
A Miêu A Cẩu cũng được. Chỉ cần có thể giao nộp liền tốt. Mang tâm tình thấp thỏm, đội ngũ xuất phát, đồng loạt tiến về. Rất nhanh, đám người vượt qua Diệp Quân Lâm môn hạ các học viên tu luyện địa điểm. Xâm nhập trong núi tuyết. Người đều đủ đi. Một thanh âm truyền đến. Cách đó không xa trên đỉnh núi cao, một thân ảnh xuất hiện. Hắc ám thượng đế. Hắn mang theo mang tính tiêu chí mặt nạ, đứng ở nơi đó, một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Ép tới đám người có chút không thở nổi. Sau đó, càng là có hai thân ảnh xuất hiện. Đồng dạng cường đại. Đây chính là thần bảng trước ba sao. Ông trời của ta, lần thứ nhất nhìn thấy. Chúng ta hẳn là toàn đệ nhất thế giới sóng nhìn thấy ba người cùng trận ra mặt đi. Chấm. Đám người vô cùng kích động. Thậm chí đều muốn ngạt thở. Đám thám tử nhao nhao kinh hô lên. Đến một tháng. Rốt cục muốn gặp được ba người này chân thực bộ dáng. Rốt cục có một chút manh mối. Có thể hướng chư thần phòng thí nghiệm giao nộp. Ừm, ba người, thật ba người cùng lúc xuất hiện rồi. Làm thiên sách thần soái mấy người nhìn thấy đồng thời xuất hiện ba đạo thân ảnh thời điểm, đều chấn kinh. Bọn hắn biết ba người này kỳ thật đều là Diệp Quân Lâm A. Còn tưởng rằng vẫn như cũ là Diệp Quân Lâm một người xuất hiện. Không nghĩ tới lại có ba người. Không thể tưởng tượng nổi. Hai người khác là ai đâu. Mặt khác hai cái, bọn hắn khẳng định không biết là ai. Bởi vì trong đó một vị là Diệp Quân Lâm từ biến chủng người chết sống lại bên trong tuyển ra đến. Hắn kế hoạch cuối cùng chế tạo ra 13 cái siêu cấp cường giả, số hiệu 1 đến 13. Hiện tại đứng tại hắn bên trái chính là số 1. Một vị khác mọi người vô luận như thế nào nghĩ không ra, là cái người máy. Là tứ đại kim cương một trong. Bởi vì tiên tiến kỹ thuật, tứ đại kim cương bề ngoài đã không còn là cơ giới biểu tầng, mà là người bộ dáng. Diệp Quân Lâm đã cho người máy cùng người đột biến số 1 quán thâu Diệp thị cổ tộc tộc chủ cùng một chỉ tông sư tư tưởng. Từ giờ trở đi, hai cái này chính là thần bảng thứ 2 thứ 3. Đồng thời Diệp Quân Lâm còn quán thâu Côn Luân học viện các đại đạo sư công pháp tuyệt chiêu những thứ này. Bởi vậy bọn hắn trực tiếp có thể đối những học viên này tiến hành chỉ đạo. Để các học viên đem riêng phần mình công pháp luyện đến cảnh giới tối cao. Hoàn toàn không thua gì hắn tự mình chỉ đạo. Đương nhiên cái này cùng hắn mình không có gì khác biệt. Thuyết phục tục một điểm, hai vị này là từ Diệp Quân Lâm điều khiển. Tăng thêm chiến lực giá trị siêu cấp cao. Hoàn toàn sẽ không bộc lộ ra cái gì tới. Còn có một điểm Diệp Quân Lâm đương nhiên biết có mấy tên thám tử chúng tuyển tiến đến. Hắn khẳng định phải cho bọn gia hỏa này thả một chút manh mối ra tới, dùng cái này đến mê hoặc chư thần phòng thí nghiệm. Về phần biến chủng số 1 cùng kim cương số 1 định vị. Diệp Quân Lâm đem bọn hắn đóng gói thành số 76 cấm địa thần. Thậm chí bề ngoài đều rất tương tự. Lúc đầu trong cơ thể của bọn họ rót vào đều là những cái kia thần còn sót lại năng lượng, tăng thêm sử dụng các loại tài nguyên vật chất toàn bộ đều là số 76 cấm địa. Nhất là tứ đại kim cương chất liệu chính là đám kia thần sử dụng kim loại vật chất chế thành. Bởi vậy đóng gói thành số 76 cấm địa thần là theo lý đương nhiên. Diệp Quân Lâm chính là muốn dùng cái này đến mê hoặc chư thần phòng thí nghiệm, đến chuyển di bọn hắn lực chú ý. Đem hết thảy đều chăm chú vào số 76 cấm địa trên thân. Trùng hợp chính là chư thần thí nghiệm bên kia, vừa vặn cho rằng là số 76 cấm địa thần nguyên nhân. Không phải không cách nào giải thích, vì sao bọn hắn tập thể biến mất. Đây là Diệp Quân Lâm không nghĩ tới. Vừa vặn đối mặt, mọi người nhao nhao nhìn sang. Làm đại khái nhìn thấy hai vị phó viện trưởng khuôn mặt. Tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn rất là nghi hoặc. Ừm, luôn cảm giác có chút không đúng đây. Hai vị phó viện trưởng dung mạo thật là giống cùng chúng ta không giống, nhưng cụ thể nói không ra. Ừm, cùng Đông Tây Phương đều không quá đồng dạng. Chấm. Tất cả mọi người phát ra dạng này nghi hoặc tới. Khẳng định không giống A. Diệp Quân Lâm là dựa theo số 76 cấm địa thần bộ dáng đến chế tạo. Bởi vậy, mọi người thấy sau rất biết nghi hoặc. Dù là nhìn không rõ lắm, chỉ là cái đại khái. Nhưng hình dáng những cái này liền không giống nhau lắm. Tiếp xuống chúng ta đem từng cái tiến hành chỉ đạo, nghe được danh tự tới tìm chúng ta. Diệp Quân Lâm đương nhiên sẽ không thu xếp tất cả mọi người cùng một chỗ chỉ đạo. Muốn dần dần tiến hành chỉ đạo. Đương nhiên là vì nhằm vào thám tử. Diệp Quân Lâm người chọn đầu tiên chọn là Tu La Chiến Thần. Hắn là thích hợp nhất Diệp Chiến Thiên công pháp.
Cái này mặt người đối Diệp Quân Lâm trọng quyền xuất kích. Đối mặt Hắc Ám Thượng Đế, khúm núm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm toàn lực chỉ đạo hắn, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến Diệp Chiến Thiên cảnh giới. Chấm. Sau đó, Diệp Quân Lâm, Kim Cương số 1 cùng biến chủng số 1 riêng phần mình chọn lựa học viên. Một cái tiếp một cái tiến hành chỉ đạo. Tổng cộng 7 tên thám tử. Diệp Quân Lâm chọn được một vị thám tử Khương Tư Sâm. Còn lại 6 tên thám tử, đều bị còn lại 2 người chọn đi. Diệp Quân Lâm thành tâm muốn cho bọn hắn lưu lại một điểm manh mối. Tự nhiên không sẽ chọn quá nhiều đến phía bên mình. Phía bên mình tạm thời vẫn là không thể cho quá nhiều manh mối. Khương Tư Sâm đi vào về sau, nói bóng nói gió, một mực đang tìm càng nhiều manh mối. Diệp Quân Lâm tùy ý hắn tìm. Dù sao hắn mục đích lại không tại hắn nơi này. Để Diệp Quân Lâm tương đối vui mừng là bọn này hạt giống có thể đánh tạo ra một cái chuẩn cường giả đội dự bị tới. Nhất là tiến hành chuyên môn chỉ đạo về sau, càng là vui mừng. Bọn này hạt giống nhóm ngộ tính rất cao. Chấm. Sau đó không lâu lần thứ nhất đặc huấn kết thúc, mọi người trở về riêng phần mình đội ngũ. Một tháng sau lại một lần nữa đặc huấn. Mỗi người đều thu hoạch tràn đầy. Bao quát bọn này đám thám tử cũng thế. Bọn hắn cũng nhận được bọn hắn muốn manh mối tin tức những thứ này. Trở lại riêng phần mình đội ngũ về sau, bọn hắn trở thành ngàn vạn người ao ước đối tượng. Chẳng qua mọi người không kịp khoe khoang, lập tức liền đầu nhập riêng phần mình trong tu luyện. Tương đương với tự mình tiến hành bế quan. Dù sao Diệp Quân Lâm 3 người cho mỗi người bọn họ thu xếp khác biệt nhiệm vụ, một tháng nhất định phải đạt tới. Rất nhanh. Thiên sách thần soái bọn hắn tìm tới Diệp Quân Lâm. Lúc này số 1 cùng Kim Cương đã rời đi. Thiên sách thần soái bọn hắn rất hiếu kỳ mặt khác thân phận của 2 người, chẳng qua Diệp Quân Lâm không có nhiều lời. Chỉ là nói cho mọi người về sau sẽ biết. Dù sao siêu cấp cường giả, mới là hắn chân chính át chủ bài. Tạm thời vẫn là không muốn để người ta biết tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia 7 cái thám tử đêm nay thế tất yếu hướng chư thần phòng thí nghiệm báo cáo tình huống. Bọn hắn hẳn là sẽ rời đi Côn Luân học viện tự mình báo cáo tình huống. Diệp Quân Lâm phân tích. Cái này cùng lần trước thần khí quét hình khác biệt. Cần mấy người tin tức tập hợp bổ sung, mới có thể có hiểu biết hết thảy. Chẳng qua bây giờ mấy cái người đều không tại cùng một chỗ. Mà lại Diệp Quân Lâm tận lực để học viện tăng cường quản lý, một chút thiết bị bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng. Nhất định phải rời đi miệng báo cáo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thêm chút lửa. Diệp Quân Lâm cười cười. Xảy ra chuyện. Có địch nhân xâm lấn. Lúc nửa đêm, Côn Luân học viện đột nhiên bị một tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Ầm ầm. Sau đó chính là nghiêng trời lệch đất động tĩnh. Ngọn núi sụp đổ, phía sau núi tuyết phát sinh tuyết lở, che ngập bầu trời áp xuống tới. Một cỗ lực lượng cuồng bạo quét ngang hết thảy. Toàn bộ học viện đều loạn thành một bầy. Khắp nơi đều loạn. Đám đạo sư cũng nhao nhao chạy ra. Sơ tán tất cả mọi người rời đi. Khương Tư Sâm 7 người thừa dịp loạn rời đi Côn Luân học viện, thẳng đến Đông Phương mà đi. Cách đó không xa Diệp Quân Lâm xuất hiện. Hắn muốn đi theo đám người này. Đi xem liếc mắt chư thần phòng thí nghiệm lão bằng hữu. Sau đó không lâu, đến Kinh Thành. Tiếp ứng Khương Tư Sâm 7 người chính là tiên sinh mấy người. Lucifer, Thăng Hề Đại Đế, Hải Ma, Địa Ngục Ma Nữ cái này 4 cái đối thủ. Diệp Quân Lâm nơi nào không biết. Xem như hắn bị giam tại Hắc Ám Lao Lung trước, giao thủ qua cường đại nhất đối thủ. Hắn còn cùng Lucifer cùng đến chỗ chết. Kết quả người ta sống được thật tốt. Diệp Quân Lâm nhìn thấy bọn hắn cảm xúc liền rất kích động. 4 người này hiện tại không tưởng tượng ra được cường đại. Bọn hắn ngay tại một chút xíu phản tổ, trả về đến bọn hắn ban đầu tổ tông bộ dáng. Cái dạng kia bọn hắn có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn ngay tại phản tổ bên trong. Sẽ còn càng ngày càng cường đại. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm cảm thấy hiếu kỳ vẫn là cái kia mặc âu phục, dáng người nổ tung, như muốn xé rách quần áo, nhưng lại phong độ thân sĩ 10 phần nam tử. Âu phục ác ôn. Diệp Quân Lâm trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này tới. Tại trên thân người này đạt được chú thích chính xác nhất. Yêu nhã, thân sĩ, lại bạo lực huyết tinh. Đây chính là tiên sinh A. Diệp Quân Lâm trong lòng lẩm bẩm, yên lặng đem tiên sinh dáng vẻ nhớ kỹ. Ít khí vị như thế nào? Không xác định nhân tố. Nguy hiểm mà thần bí. Giống như là một quả bom, không biết lúc nào bạo tạc,
cũng có thể là không bạo tạc. Chỉ khi nào bạo tạc chính là hủy diệt tính. Đây chính là tiên sinh. Các ngươi rốt cục có tin tức rồi. Tiên sinh bọn hắn cũng rất kích động. Đạt được trực quan tin tức còn là lần đầu tiên. Khương Tư Sâm đứng dậy, ta tới trước đi. Chỉ đạo ta là Hắc Ám Thượng Đế. Hắn một mực mang theo mặt nạ, ta thấy không rõ. Ta chỗ này gần như không có đầu mối gì, còn phải tiếp tục. Chẳng qua có một chút, trên người hắn có cỗ tử khí hơi thở để ta rất không thoải mái. Nói như thế nào đây? Thật giống như hắn là thần linh đồng dạng. Thần linh cảm giác. Ích tân sinh như có điều suy nghĩ, cùng Lucifer mấy người liếc nhau. Không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi đâu? Chỉ đạo chúng ta là Diệp thị cổ tộc tộc chủ cùng đại hạ một chỉ tông sư. Hai người này liền kỳ quái. Mặc dù bọn hắn tướng mạo mơ mơ hồ hồ, bao phủ một tầng mê vụ, nhưng cho cảm giác của chúng ta, bọn hắn không phải nhân loại, bọn hắn khí chất giống như khuôn mặt đều không giống. Khoa trương một điểm nói, đều không phải một chủng tộc. Chấm. Còn lại 6 người đem dò thăm tin tức toàn bộ nói một lần. Tiên sinh bọn hắn nghe xong về sau, trên mặt mỗi người đều là tan không ra chấn kinh. Bởi vì từ bọn hắn lộ ra mấu chốt trong tin tức, đạt được một cái kết luận Hắc Ám Thượng Đế ba vị này đại khái suất là số 76 cấm địa thần. Cùng bọn hắn trước đó phỏng đoán không mưu mà hợp. Là đồng dạng. Đã như vậy. Vậy nói rõ đại khái suất là đúng. Thật sự là số 76 cấm địa đám kia thần. Ta đã nói rồi, đám kia thần cường đại như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ diệt vong đâu? Đúng a, làm sao lại vô duyên vô cớ để Hắc Ám Thượng Đế cho chiếm, chia cắt tất cả tài nguyên? Hiện tại giải thích hợp lý đến bọn hắn căn bản không có diệt vong, trưởng khống đây hết thảy vẫn là bọn hắn. Chấm. Mấy người hoảng sợ nói. Ta cuối cùng đã rõ. Trước đó Diệp Quân Lâm nữ nhi cùng Thiên Sách Phủ mấy vị lão tổ tông tiến về số 76 cấm địa bình yên vô sự rời đi, tất cả mọi người đang suy đoán cái này đâu. Còn có người nói là Hắc Ám Thượng Đế tự mình cứu bọn họ ra tới. Cứu cái rắm a, Hắc Ám Thượng Đế chính là số 76 cấm địa a. Một nhắc nhở sau, Khương Tư Sâm mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Minh bạch hết thảy, mọi người cũng đều nhao nhao minh bạch. Vì sao Diệp thị cổ tộc như vậy chủng tộc mạnh mẽ đột nhiên đổi tộc chủ? Kia là số 76 cấm địa thần đi a. Tự nhiên đổi chủ. Tiên sinh vuốt cằm nói, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng đại hạ lấy được liên hệ, ta đến nay không nghĩ ra, bọn hắn vì sao cùng đại hạ có quan hệ. Một cái tại Đông Phương, một cái tại Phương Tây, 8 cây tử đều đánh không được a. Vì cái gì đây? Cái nghi vấn này mọi người căn bản không nghĩ ra. Chỗ tối Diệp Quân Lâm lại là muốn cười lên tiếng. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mình cố ý đem hết thảy hướng số 76 cấm địa trên thân dẫn. Vốn nghĩ phải làm rất nhiều làm nền mới có thể để cho chư thần phòng thí nghiệm một chút xíu tin tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chư thần phòng thí nghiệm vốn là nghĩ là số 76 cấm địa thần. Vừa vặn ăn nhịp với nhau. Diệp Quân Lâm đều không cần đi làm nhiều như vậy. Chỉ là hiện tại thấu lộ ra ngoài một chút manh mối. Liền đầy đủ để bọn hắn tin tưởng là số 76 cấm địa thần làm. Dù sao Diệp Quân Lâm thấu lộ ra ngoài manh mối, nói nhiều a, khẳng định không nhiều. Chính là dung mạo khí chất những thứ này. Nhưng vừa vặn quá mức có tính nhắm vào. Dung mạo những cái này đặc chất vừa vặn chính là số 76 cấm địa thần lúc đầu bộ dáng. Trên thế giới này gặp qua số 76 cấm địa thần không có mấy cái. Trừ Diệp Quân Lâm cùng Quân Quân bọn hắn bên ngoài. Chính là chư thần phòng thí nghiệm. Cho nên hiện tại nói cho chư thần phòng thí nghiệm cái này tướng mạo thời điểm, liền tương đương với nói cho bọn hắn đây chính là số 76 cấm địa thần gây nên. Các ngươi đều trở về đi, tiếp tục điều tra tin tức. Lần này, các ngươi làm nhiều tốt, ta trùng điệp có thưởng. Tiên sinh phái đi những người này. Tiên sinh đại khái suất chính là số 76 cấm địa thần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta nên ứng đối ra sao? Hoặc là nói chúng ta có nắm chắc không? Thằng Hề Đại Đế hỏi. Số 76 cấm địa thần thực lực chỉ có tiên sinh loại này cao tầng mới biết được. Có. Tiên sinh rất kiên định nói. Hô. Chỗ tối Diệp Quân Lâm thật dài hô thở ra một hơi. So số 76 cấm địa thần cường đại liền tốt. Bằng không thì cũng quá không thú vị. Nếu như Diệp Quân Lâm nghe được tiên sinh nói đúng giao không được số 76 cấm địa bọn này thần. Vậy hắn sẽ lập tức lao xuống đi. Sức một mình đem chư thần phòng thí nghiệm càn quét bình.
một cái cũng không lưu lại. Như thế Diệp Quân Lâm cũng sẽ tức chết. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả cũng không dùng tới. Nhưng bọn hắn có thể đối phó. Vậy cái này không gian tưởng tượng liền lớn. Có thể là vừa mới có thể ứng phó. Cũng có thể là có thể khắc chế. Còn có thể là hoàn ngược. Hắn rất chờ mong đáp án này. Có thể đối phó liền dễ làm. Tiên sinh sâu kín nói ra, vài thập niên trước từ khi đụng phải số 76 cấm địa thần về sau, chư thần phòng thí nghiệm liền bắt đầu tạo thần kế hoạch. Nhưng mà đây chỉ là trong đó tính nhắm vào số 76 cấm địa kế hoạch một trong. Nhớ kỹ chúng ta kinh khủng nhất bác sĩ sao? Lúc ấy hắn biết cái chủng tộc này về sau, tự mình tiến về số 76 cấm địa bắt mấy cái thần trở về dùng làm thí nghiệm. Đến nghiên cứu thể chất của bọn hắn huyết mạch những thứ này. Bị chúng ta xem như đối tượng nghiên cứu, vẫn là mấy chục năm, đương nhiên không có bất kỳ uy hiếp gì. Có điều, để chúng ta lo lắng chính là số 76 cấm địa thần biến mất là nguyên nhân gì. Vì sao hiện tại biến thành hắc ám thượng đế những cái này, bọn hắn cùng đại hạ lại có quan hệ gì? Đây mới thực sự là uy hiếp được chúng ta. Chấm. Tiên sinh sau khi nói xong, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng à, ở trong đó chuyện chúng ta không biết nhiều nữa đâu, không thể tùy tiện hành động. Còn phải tiếp tục tra, dụng ý của bọn hắn là cái gì? Lucifer mấy người nói. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc đừng nhìn trên giấy thực lực không đáng giá được nhắc tới, nhưng bọn hắn vẫn là uy hiếp, không biết cất giấu bài tẩy gì cùng bí mật. Hiện tại lại cùng số 76 cấm địa Diệp thị cổ tộc những cái này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thật là khiến người ta đau đầu à. Không tra rõ ràng bọn hắn muốn làm gì, chúng ta cũng không dám động thủ. Sớm động thủ bại lộ không nói, vạn nhất là cái bẫy đâu. Tiên sinh thật sự là đau đầu. Diệp Quân Lâm chỗ tối nghe được muốn cười. Không có gì khác. Những cái này toàn bộ đều là lão tử. Số 76 cấm địa những món kia đều bị ta giết. Bỗng nhiên tiên sinh nghĩ đến cái gì? Đúng, đã không biết bọn hắn muốn làm cái gì, vậy chúng ta liền thêm chút sức, sớm áp dụng kế hoạch. Kế hoạch một áp dụng, rất nhiều thứ đều muốn bại lộ. Tiên sinh nói chuyện. Mấy người sắc mặt đều biến. Sớm kế hoạch, xác định sao? Lucifer thằng hề đại đế bọn hắn đều tại hít vào khí lạnh. Có thể thấy được kế hoạch này khủng bố đến mức nào. Địa ngục ma nữ cũng nói, 3 năm trước đều nói là thời đại mới đến. Kia nhưng thật ra là hư giả, là bản thân tiến vào nói cho phát triển lại tăng thêm chúng ta trong bóng tối điều khiển, tạo thành thời đại mới tiến đến giả tượng. Thế nhưng là kế hoạch này vừa khởi động, kia toàn thế giới sẽ tiến vào một cái mới thời kỳ. Chân chính tiến vào một cái hỗn loạn như luyện ngục thời đại hắc ám. Hết thảy đều sẽ thay đổi. Nếu như nắm chắc không tốt, hủy diệt cũng là rất có thể. Diệp Quân Lâm từ một nơi bí mật gần đó nghe được hãi hùng khiếp vía. Đến cùng là dạng gì kế hoạch? Kinh khủng như vậy. Trực tiếp đem thế giới đẩy vào thời đại mới. Còn có Lucifer ba người này sợ đến như vậy. Đến cùng là cái gì? Không có cách nào, địch nhân thân phận không rõ. Nhất định phải tiến hành kế hoạch. Nhờ có mã nhã công nghiệp các loại thí nghiệm số liệu. Lúc này mới có thể kế hoạch có thể sớm, bọn hắn nếu là không thành công. Sao có thể sớm? Đám kia đồ đần thật cho là chúng ta biến mất, còn làm phản đồ tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía sau Diệp Quân Lâm không nghe lọt tai. Chỉ là nghe được mã nhã công nghiệp thí nghiệm số liệu. Như vậy bọn hắn trong miệng để toàn thế giới tiến vào thời đại hắc ám kế hoạch liền cùng mã nhã công nghiệp có quan hệ rồi. Phải đi đem mã nhã công nghiệp tất cả thí nghiệm số liệu qua một lần. Tiếp xuống ta sẽ hướng chủ thần ti xin chỉ thị, để bọn hắn đem kế hoạch sớm, 3 tháng về sau chấp hành. Tiên sinh nói, chủ thần ti, Diệp Quân Lâm yên lặng nhớ kỹ. Chắc hẳn đây cũng là chư thần phòng thí nghiệm chân chính cơ cấu quyền lực. Tiên sinh đều không phải chủ não. Nói trắng ra, cũng là làm công. Đang cùng chư thần phòng thí nghiệm khai chiến trước. Diệp Quân Lâm phải tất yếu biết chủ thần ti tình huống cụ thể, chiến lực những cái này nhất định phải rõ ràng. Lập tức, mấy người bọn họ trở về. Diệp Quân Lâm vẫn như cũ đuổi theo. Hắn muốn tìm tới đám người kia tại kinh thành căn cứ. Chấm. Truy tung, một đường truy tung. CMN. CMN. Diệp Quân Lâm đều muốn chấn kinh. Chư thần phòng thí nghiệm lá gan cũng quá lớn đi. Tại kinh thành căn cứ vậy mà tại chỗ nguy hiểm nhất Viêm Long vệ trụ sở. Nhìn như là Viêm Long vệ ẩn hiện địa phương,
nhưng trên thực tế cất giấu chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn lần nữa thuyết minh chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Không đơn giản tại Đại Hạ, vẫn là tại Viêm Long Vệ ngay dưới mắt. Đại Hạ cơ cấu tối cao nhất A. Chẳng qua ngẫm lại cũng là. Chư thần phòng thí nghiệm nghĩ tại Đại Hạ một mực phát triển tiếp, tất nhiên không thể bại lộ. Tất nhiên cần phải tránh thoát bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên dứt khoát trực tiếp xây ở Viêm Long Vệ ngay dưới mắt. Cái này tương đương với cấp bậc cao nhất giám thị tồn tại. Nếu như ngay cả bọn hắn đều có thể tránh khỏi lời nói, như vậy những người khác càng là không cách nào phát hiện. Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm chỗ lợi hại. Ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Viêm Long Vệ trụ sở phía dưới cất giấu một cái to lớn căn cứ. Mỗi ngày đều đang tiến hành từng mục một thí nghiệm. Khả năng vẫn là hủy thiên diệt địa thí nghiệm. Trên đất Viêm Long Vệ lại không một người phát giác được. Nếu như bọn hắn trốn ở chỗ này, ai có thể phát hiện, ai có thể tìm tới. Căn bản cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này a. Ai gan lớn đến loại trình độ này. Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm. Tìm tới cụ thể căn cứ vị trí về sau, Diệp Quân Lâm tuyệt không xâm nhập. Hiện tại không hiểu rõ chư thần phòng thí nghiệm, quá mức vội vàng sao động, vạn nhất bị phát hiện coi như phí công nhọc sức. Tiên sinh phát hiện không được. Cũng không đại biểu chủ thần ti sẽ không phát hiện. Dù sao đã xác định chư thần phòng thí nghiệm vị trí, về sau có rất nhiều cơ hội. Diệp Quân Lâm vội vàng rời đi. Kế hoạch tiếp theo rất đơn giản. Thứ nhất, tiếp tục nhìn chằm chằm kinh thành căn cứ. Thứ hai, đem nó trụ sở của hắn từng cái khai quật ra. Chấm. Dù sao căn cứ phân tích, chư thần phòng thí nghiệm sẽ không chỉ có một cái căn cứ. Đại Hạ cái khác các nơi đều có. Chẳng qua bây giờ Diệp Quân Lâm lo lắng một điểm. Khả năng chư thần phòng thí nghiệm có nội ứng. Đại Hạ bên này ra phản đồ. Đây nhất định là tất nhiên. Chư thần phòng thí nghiệm là cường đại không sai. Nhưng như vậy lặng yên không một tiếng động tại Đại Hạ hoạt động. Khẳng định là có nội ứng. Đồng thời rất cường đại, thân phận rất cao rất cao. May mắn thân phận cao những người kia, biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật cùng kế hoạch nhiều thiếu. Thiên sách thần soái những cái này vẫn là đáng tin. Không phải coi như phiền phức lớn. Sau đó Diệp Quân Lâm muốn càng phát ra chú ý. Mình ở trong tuyệt đối có phản đồ. Diệp Quân Lâm tuyệt không về Côn Luân học viện, mà là thẳng đến Mã Nhã công nghiệp tổng bộ. Đi vào về sau, lấy hắc ám thượng đế thân phận để tổng bộ lấy ra tất cả thí nghiệm hạng mục số liệu tới. Hiện tại xem ra, Mã Nhã công nghiệp có kỹ thuật vẫn là thí nghiệm hạng mục, đều là chư thần phòng thí nghiệm cố ý gây nên. Mã Nhã công nghiệp đến tiến hành một chút tiểu nhân thí nghiệm, thay chư thần phòng thí nghiệm đạt được số liệu những thứ này. Chấm. Tiêu tốn thời gian rất dài, Diệp Quân Lâm đem Mã Nhã công nghiệp tất cả thí nghiệm đều qua một lần. Sau đó từng cái tiến hành phân tích. Nhìn xem khả năng nhất là loại kia thí nghiệm cùng chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch có quan hệ. Vẫn là biến chủng người chết sống lại thí nghiệm. Phân tích cuối cùng, Diệp Quân Lâm phát hiện vẫn là biến chủng người chết sống lại thí nghiệm có khả năng nhất. Trước đó Diệp Quân Lâm liền nghe chư thần phòng thí nghiệm đám kia phản đồ nói qua, kế hoạch này là dùng tại to lớn sinh vật trên người, đây là chư thần phòng thí nghiệm lúc đầu kế hoạch. Bọn hắn chỉ có điều không cách nào thực hiện, chỉ có thể dùng tại người trên thân. Không trải qua ra rất nhiều số liệu cùng ví dụ thực tế. Đối với thí nghiệm khẳng định có trợ giúp lớn. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm sơ bộ phán đoán chư thần phòng thí nghiệm dùng loại này thí nghiệm tại cự hình sinh vật trên thân, tạo ra từng cái khổng lồ ra tới. Những cái này khổng lồ một khi xuất hiện, đối với thế giới này đến nói chính là tai nạn. Chỉ là hình thể khổng lồ liền đầy đủ hủy diệt một tòa lại một tòa thành thị. Mấu chốt là chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch cùng chuyên hạng kỹ thuật, khiến cái này khổng lồ như biến chủng người chết sống lại đồng dạng. Có bất tử bất diệt đặc chất, còn có cường đại lực công kích. Mã Nhã công nghiệp chế tạo ra biến chủng người chết sống lại liền có như thế uy lực. Có thể nghĩ, chư thần phòng thí nghiệm kỹ thuật thí nghiệm tuyệt đối là càng cường đại. Mã Nhã công nghiệp giải quyết bọn hắn giải quyết không được bọn hắn cũng giải quyết. Ngang nhau tình huống dưới. Chế tạo ra khẳng định so Mã Nhã công nghiệp cường đại mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần. Nhất là dùng tại cự hình sinh vật trên thân. Kia từng cái khổng lồ quả thực là diệt thế cấp tồn tại. Trách không được Lucifer mấy người nói sẽ dẫn đến trực tiếp tiến vào luyện ngục thời đại hắc ám. Vậy khẳng định, hiện tại còn không biết số lượng. Vạn nhất số lượng lại nhiều.
toàn các nơi trên thế giới xuất hiện, đó chính là tai nạn, rất nhanh liền sẽ đem thế giới này khuấy động phải long trời lở đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng luyện ngục đồng dạng. Cái này thật tiến vào thời đại hắc ám. Hiện tại đáng sợ một điểm là đối với mấy cái này khổng lồ căn bản không hiểu rõ, bọn chúng đến cùng có thể khủng bố tới trình độ nào. Diệp Quân Lâm có thể sẽ ứng phó. Nhưng vạn nhất số lượng nhiều, toàn các nơi trên thế giới đều xuất hiện lời nói. Hắn cũng sẽ không để ý tới. Nếu như chư thần phòng thí nghiệm lại xuất động cao thủ chân chính, hắn có thể sẽ bị cuốn lấy. Cho nên đối phó cái này, hy vọng tuyệt đối không thể đặt ở hắn một người chiến lực bên trên. Huống chi Diệp Quân Lâm không đánh không chuẩn bị chi cầm. Hắn luôn luôn đều phòng ngừa chu đáo. Phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Chẳng qua vẫn tồn tại một loại khả năng tính. Dự đoán sai. Chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là dùng biến chủng khổng lồ. Mà là nó phương thức của hắn. Dạng này một khi sai. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Một phương diện Diệp Quân Lâm sẽ bạch chuẩn bị. Một phương diện không kịp ứng đối đột phát tình huống. Cho nên đầu tiên cần cược. Cược có phải là hắn hay không dự đoán loại phương thức này. Tiếp theo, cược về sau, muốn đi ứng đối ra sao, nhất là thuyết phục mọi người cùng nhau ứng đối, càng là khó càng thêm khó. Trong lúc nhất thời, Diệp Quân Lâm tê cả ra đầu. Chuyện này quá khó. Tỷ như nói thành công. Chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch chính là biến chủng khổng lồ. Thế nhưng là lấy loại phương thức nào đi dự phòng? Cứ việc Diệp Quân Lâm có rất nhiều thí nghiệm số liệu, nhưng cụ thể thứ này cái dạng gì? Không có ai biết. Cái này khảo nghiệm phỏng đoán, nếu như suy đoán không sai biệt lắm, chọn đúng phương thức đi dự phòng còn tốt. Nếu như chọn không đối phương thức, dù là thành công, cũng là vô dụng. Rút dây động rừng. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm sẽ cõng lên bêu danh. Quá khó. Nhưng vô luận như thế nào Diệp Quân Lâm cũng muốn đi làm. Đã muốn cược, vậy liền tận lực muốn cược đúng. Thu thập càng nhiều tin tức hơn những thứ này. Sau đó nhiều hơn phân tích, chế định ra nhiều loại dự phòng phương án. Đến lúc đó nhất định hóa giải tràng nguy cơ này. Hết thảy cần thời gian, hắn muốn tiếp tục tra chư thần phòng thí nghiệm. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bất quá thời gian gấp gáp. Dựa theo bọn hắn nói, sau 3 tháng liền phải bắt đầu. Thời gian dù sao rất khẩn trương. Để lại cho Diệp Quân Lâm thời gian không nhiều. Sau đó, dù là không có càng nhiều tin tức hơn, hắn vẫn là muốn đánh cược. Dù là không biết cụ thể là cái gì, cũng phải khư khư cố chấp đến chuẩn bị dự phòng biện pháp. Đem Mã Nhã công nghiệp tất cả thí nghiệm số liệu copy về sau, Diệp Quân Lâm rời đi, tuyệt không trở về Côn Luân học viện. Mà là đi vào Chiến Ưng Quốc. Đã từng danh xưng mạnh nhất vũ lực Chiến Ưng Quốc, vì sao ở thời đại này điệu thấp như vậy? Nhưng lần này Diệp Quân Lâm đi vào sau. Cẩn thận cảm thụ dưới, Chiến Ưng Quốc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng vụng trộm dường như không thích hợp. Đang nổi lên cái gì âm mưu vô cùng lớn. Mấu chốt Thiên Thuấn Cục nhìn như tại cùng chư thần phòng thí nghiệm hợp tác. Có thể từ bóng đen đặc công trong miệng biết được, bọn hắn là gần đây mới cùng chư thần phòng thí nghiệm liên hệ với. Vậy đã nói rõ Chiến Ưng Quốc một hệ liệt cử động cùng khiêm tốn làm việc, căn bản cùng chư thần phòng thí nghiệm không quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Chiến Ưng Quốc cho Diệp Quân Lâm một loại vô cùng cảm giác cường đại, thậm chí ẩn hình uy hiếp so chư thần phòng thí nghiệm còn muốn lớn hơn nhiều. Đây chẳng lẽ là Chiến Ưng Quốc vụng trộm tại bản thân phát triển, bọn hắn giấu rất nhiều át chủ bài, không bị người ta biết. Thậm chí liền chư thần phòng thí nghiệm cũng không biết. Hoặc là, Chiến Ưng Quốc phía sau còn có cường đại trợ lực. Đây đều là có khả năng. Yên tĩnh. Toàn bộ Chiến Ưng Quốc quá an tĩnh. An tĩnh quá phận. Cái này tất nhiên nói rõ là có vấn đề. Thời đại mới đến, trừ người bên ngoài, quốc gia cùng các thế lực lớn đều tại bồng bột phát triển. Chiến tranh những cái này liên miên không ngừng. Nhưng mà đi qua hiếu chiến nhất Chiến Ưng Quốc chưa từng tham dự chiến tranh, thậm chí đến miệng thịt mỡ đều không ăn. Bất cứ chuyện gì đều không tham dự. Nếu như không phải có quốc gia khác thế lực chủ động khiêu khích, Chiến Ưng Quốc bị bất đắc dĩ đánh trả. Tất cả mọi người coi là Chiến Ưng Quốc phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp Quân Lâm bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng là bởi vì Chiến Ưng Quốc quá an tĩnh. Cho nên mới không bình thường. Liền cùng hắn mình đồng dạng, mặt ngoài khiêm tốn, bị người coi nhẹ. Nhưng vụng trộm, người xem một chút. Trừ mình cường đại bên ngoài, còn nuôi dưỡng nhiều như vậy cường giả cùng chế tạo rất nhiều kế hoạch.
chắc hẳn chiến ưng quốc cũng giống vậy, mặt ngoài khiêm tốn muốn chết, kỳ thật trong bóng tối nín hỏng. Dù sao Diệp Quân Lâm đem chiến ưng quốc liệt vào không thua gì chư thần phòng thí nghiệm địch nhân. Phải thời thời khắc khắc phòng bị. Nếu về sau đối phó chư thần phòng thí nghiệm, khả năng chiến ưng quốc hội hành động, đến lúc đó hai mặt thụ địch. Thậm chí Diệp Quân Lâm cảm giác, chiến ưng quốc đồ nghĩ một hơi nuốt mất đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn làm bá chủ mộng nhưng cho tới bây giờ không dừng lại qua. Sau đó, Diệp Quân Lâm sẽ đối chiến ưng quốc cũng chú ý nhiều hơn. Ví dụ như chiến ưng quốc thần bí 51 khu những địa phương này. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm tìm được Hắc Ưng Đặc Công bọn người. Cái này khiến bọn hắn nhao nhao giật mình. Hành tung của bọn hắn tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật. Diệp Quân Lâm dễ dàng như vậy tìm tới, vậy nói rõ hắn tại bên cạnh mình xếp vào người, tại thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyên lai Diệp Quân Lâm lúc trước không phải tùy tiện nói một chút. Là thật xếp vào người tại thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật đáng sợ. Mọi người nhìn không được dùng mình một cái. Cứ như vậy, bọn hắn càng phát không có gì tâm. Hợp tác không tệ à. Diệp Quân Lâm cười cười. Đang nói bóng đen bọn hắn không có đem tin tức để lộ ra đi. Ta còn muốn sống đây này. Bóng đen cười cười, Diệp tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Sảng khoái, ta cần càng nhiều hiểu rõ hiện tại chư thần phòng thí nghiệm. Diệp Quân Lâm nói. Hắc Ưng Đặc Công hiện lên một vòng dị sắc, thế nhưng là Diệp tiên sinh ta không có cách nào cùng bọn hắn chủ động liên hệ a. Ta sợ sẽ bại lộ a. Ngụ ý. Chính là hắn không có đầu mối lời nói. Là rất khó cùng chư thần phòng thí nghiệm đối đầu lời nói. Yên tâm, manh mối ta cho ngươi. Cái này tư liệu cho ngươi, bên trong có ảnh chụp các thứ. Cầm cái này đi tìm chư thần phòng thí nghiệm. Về phần chư thần phòng thí nghiệm cho vũ khí của ngươi, ta người còn tại trong nghiên cứu. Phải qua một thời gian ngắn còn cho ngươi. Diệp Quân Lâm đem sớm chuẩn bị tốt tư liệu giao cho Hắc Ưng Đặc Công. Diệp tiên sinh cần biết cái gì, ta có thể nói bóng nói gió hỏi thăm, hoặc là dùng thủ đoạn khác thử nhìn một chút. Hắc Ưng Đặc Công rất thông minh, đều không cần Diệp Quân Lâm nói, hắn trong lòng mình liền nắm chắc. Diệp Quân Lâm cười cười, ta muốn hỏi đoán chừng ngươi đều biết. Hẳn là hỏi thăm nếu biết thần bảng trước ba là ai, nên như thế nào đối phó đúng không? Còn có chính là tiếp xuống chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch. Hắc Ưng Đặc Công nói. Không sai, giao cho ngươi. Chấm. Sau đó không lâu, Hắc Ưng Đặc Công liên hệ đến chư thần phòng thí nghiệm, nói phía bên mình có trọng đại manh mối. Tiên sinh tự mình chọn chắp đầu địa điểm tới gặp hắn. Đây là thủ hạ ta tại Thánh Kinh tổ chức ở vào phương Tây Châu Thiên Khải đảo căn cứ phát hiện đồ vật. Bọn hắn những chiến giáp này đều hiếu kỳ quái a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Các ngươi kiến thức rộng rãi. Hắc Ưng Đặc Công đem ảnh chụp chờ tư liệu giao cho tiên sinh. Ảnh chụp trong video, tại một cái cùng loại với bí mật nhà kho địa phương. Trưng bày rất nhiều vũ khí, còn có mấy món đặc thù chiến giáp. Cùng mọi người nhận biết dường như khác biệt. Những người khác nhìn đoán không ra. Nhưng tiên sinh nơi đó nhìn đoán không ra. Chiến giáp này chính là số 76 cấm địa đám kia thần. Giống nhau như đúc. Vài thập niên trước, chư thần phòng thí nghiệm lần thứ nhất thăm dò số 76 cấm địa thời điểm, chính là mặc loại chiến giáp này quái nhân, để chư thần phòng thí nghiệm tổn thất nặng nề tới cực điểm. Trong video còn có một số vũ khí cái gì? Cái này không cần nghĩ. Tuyệt đối chính là số 76 cấm địa thần A. Đây chính là Diệp Quân Lâm chỗ thông minh. Nếu là những người khác muốn như vậy cố ý cho ra đầu mối lời nói, có thể sẽ trực tiếp làm bộ mấy cái số 76 cấm địa thần ở bên trong. Nhưng như thế có thể sẽ lưu lại sơ hở. Dạng này tốt nhất. Để lại cho chư thần phòng thí nghiệm vô hạn mơ màng. Để chính bọn hắn phân tích. Không có người sẽ tùy tiện lật đổ mình phân tích ra được đồ vật. Đây chính là chỗ cao minh. Tiên sinh đây là cái gì? Bóng đen Đặc Công hỏi. Hắn còn thật không biết điều này đại biểu cái gì. Số 76 cấm địa biết a. Hắc Ưng Đặc Công gật gật đầu, bị Hắc Ám Thượng Đế chiếm lấy. Sau đó tiên sinh giải thích một đợt số 76 cấm địa thần là chuyện gì xảy ra. Nghe được Hắc Ưng Đặc Công tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên nói, hiện tại thần bảng trước ba cùng Thánh Kinh tổ trước đây đều là số 76 cấm địa thần. Bóng đen Đặc Công cố ý dẫn đạo. 89 phần 10 đi, ta trước đó đạt được manh mối cũng biểu hiện chính là bọn hắn.
Hiện tại xem ngươi những cái này tư liệu, đại khái suất là bọn hắn. Tiên sinh thở dài một hơi. Vậy bọn hắn là cường đại liền chư thần phòng thí nghiệm cũng không có cách nào sao? Bóng đen đặc công hỏi. Đó cũng không phải. Chẳng qua các ngươi đều gọi bọn hắn là thần, như thế nào đối phó bọn hắn đâu? Hắc ưng đặc công hỏi ra Diệp Quân Lâm lời nhắn nhủ vấn đề thứ nhất. Tiên sinh nhìn hắn một cái nói, bóng đen ngươi làm chung thực hợp tác đồng bạn. Ta có thể nói cho ngươi. Số 76 cấm địa thần tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Tại chư thần phòng thí nghiệm có một vị tên là Hắc ám bác sĩ tồn tại. Tại chư thần phòng thí nghiệm không ai không biết không người không hay. Hắn cực kỳ khủng bố, chết trong tay hắn thuật đao hạ người hoặc là những sinh vật khác rất rất nhiều. Gặp được mình cảm thấy hứng thú, hắn liền sẽ bắt tới bắt đầu giải phẫu, tiến hành các loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Hắn chế tạo chư thần phòng thí nghiệm cái này đến cái khác kế hoạch. Đối với nhân thể hoặc là sinh vật nghiên cứu hắn đạt tới cực hạn. Có thể đem một người bình thường thể chất cải tạo đến nghịch thiên cấp bậc. Lucifer năm đó cùng Diệp Quân Lâm cùng đến chỗ chết, rõ ràng đã chết rồi, chính là Hắc ám bác sĩ đem hắn cứu sống, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên đây đều là trò trẻ con, hắn ý nghĩ cùng thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nói đến mọi người khả năng đều không tin, Hắc ám bác sĩ là chủ thần ti duy nhất một người bình thường. Chỉ bằng mượn một con dao giải phẫu liền bị chư thần phòng thí nghiệm tất cả nhận định là thần tồn tại. Tiên sinh nâng lên Hắc ám bác sĩ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng sùng bái. Hắc ưng đặc công nghe được rất là rung động. Khởi tử hồi sinh đều đến rồi. Tiên sinh nhìn xem hắn nói cho ngươi điểm ngươi biết. Mã Nhã công nghiệp trước đó để toàn thế giới bó tay toàn tập vũ khí, phía trên đặc thù vật chất là hắn 40 năm trước tùy ý nghiên cứu ra đến. T. Nghe đến đó. Hắc ưng đặc công hít vào khí lạnh. Đây cũng quá đáng sợ đi. Phải biết hiện tại cũng không ai nói nghiên cứu ra đến hữu hiệu phương án giải quyết. Đây là siêu cấp đáng sợ. Còn có Mã Nhã công nghiệp biến chủng người chết sống lại thí nghiệm, đều là hắn phiên bản đơn giản hóa nghiên cứu. Trò trẻ con đồng dạng. Tiên sinh một mặt kiêu ngạo tự hào. Hắc ưng đặc công đã cảm nhận được khủng bố. Chẳng qua cái này cùng số 76 cấm địa có quan hệ gì? Hắc ưng đặc công hỏi lên. Từ khi chúng ta biết số 76 cấm địa tồn tại về sau, Hắc ám bác sĩ sớm mấy năm hắn một thân một mình chui vào số 76 cấm địa, trọn vẹn bắt 4 tên thần trở về. Cái gì? Cái này đến phiên Hắc ưng đặc công kinh ngạc. Cái này! Quá khủng bố! Bắt định thần lại về sau, hắn tiến hành giải phẫu các loại thí nghiệm. Đem cái chủng tộc này nghiên cứu phải thấu triệt đến không thể lại thấu triệt. Bọn hắn ưu khuyết điểm cùng các loại đặc thù đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy rời khỏi tạo thần kế hoạch. Phải biết đây chính là 30 năm trước, hiện tại càng là không cách nào tưởng tượng. Nếu như bây giờ đối đầu số 76 cấm địa thần, chỉ là Hắc ám bác sĩ một người đoán chừng liền có vài chục loại phương pháp đối phó bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn đều sẽ trở thành Hắc ám bác sĩ vật thí nghiệm. Tiên sinh nói, Hắc ưng đặc công một mực ở vào trong rung động. Đây cũng quá đáng sợ. Một cái Hắc ám bác sĩ liền giải quyết một chủng tộc mạnh mẽ. Vẫn là bị xưng là thần. Nói như vậy, số 76 cấm địa thần chỉ sợ còn không có Hắc ám bác sĩ hiểu rõ mình cấu tạo thân thể các phương diện. Nói trắng ra, Hắc ám bác sĩ chính là cái chủng tộc này khắc tinh. Cho nên, bất kỳ người nào đều không cần chọc tới Hắc ám bác sĩ, chọc tới chư thần phòng thí nghiệm. Nếu như ngươi phản bội lời nói, ta sẽ đem ngươi giao cho hắn, đoán chừng hắn sẽ đem ngươi cải tạo thành một đầu cá sấu, một con dê, bị dã thú tươi sống ăn hết. Tiên sinh sau khi nói xong. Hắc ưng đặc công nhìn không được dùng mình một cái. Nếu như rơi vào Hắc ám bác sĩ trong tay, tuyệt đối so tiên sinh nói còn kinh khủng hơn thảm thiết. Mấu chốt hắn hiện tại liền tương đương với phản đồ. Bởi vậy càng phát sợ hãi. Tiên sinh nhìn ra sợ hãi của hắn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đừng sợ. Chư thần phòng thí nghiệm so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều cường đại. Huống chi hắn chỉ là vừa mới bước vào chủ thần ti mà thôi. Ta không hỏi. Biết đến càng nhiều càng không được. Không biết tiếp xuống có kế hoạch gì cần ta hỗ trợ. Hắc ưng đặc công vội vàng nói sang chuyện khác, tiến hành Diệp Quân Lâm muốn hỏi vấn đề thứ hai. Tiên sinh rất thưởng thức gật đầu, người thông minh. Chẳng qua tiếp xuống thật có kế hoạch, mà lại thời gian cấp bách, đoán chừng không tới 3 tháng. Một nghe đến đó, Hắc ưng đặc công thần sắc khẽ biến. Thật đúng là để Diệp Quân Lâm nói đúng.
bọn hắn quả nhiên có trọng đại kế hoạch. Cái kia cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta không hỏi nhiều. Hắc ưng đặc công một mực nắm chắc phân tắc. Đương nhiên cần, ta cần ngươi mở ra tất cả nguồn năng lượng trạm phát điện cho ta. Tiên sinh lời này mới ra. Hắc ưng đặc công sắc mặt đại biến. Chuyện này hơi cường điệu quá. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ cần mượn dùng nguồn năng lượng điện chỗ đứng là được. Nhìn thấy Hắc ưng đặc công vẫn là cau mày, tiên sinh tiếp tục nói, không làm cái khác dùng, giấu một chút đồ vật là được. Hắc ưng đặc công đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn biết chư thần phòng thí nghiệm có thể tại nguồn năng lượng trạm phát điện giấu cái gì. Tốt, đến lúc đó ngươi nói với ta liền có thể. Điểm ấy đặc quyền ta vẫn phải có. Có thể thần không biết quỷ không hay đưa ngươi muốn giấu đồ vật an bài tốt. Hắc ưng đặc công đáp ứng. Tiên sinh cười cười, ta hy vọng thiên thuẫn cục những người khác không thể biết, dù sao ngươi bây giờ biết quá nhiều. Cái này đều là cơ mật trong cơ mật. Nếu như ngươi dám can đảm tiết lộ ra tới, như vậy tìm tới ngươi người chính là hắc ám bác sĩ. Không cần ta nhiều miêu tả hắn đi. Cái này ta minh bạch, ta sợ chết. Hắc ưng đặc công thản nhiên. Tốt, liền thích cùng người thông minh liên hệ. Tiên sinh rất hài lòng. Chính là bởi vì hắc ưng đặc công thản nhiên, mà lại sợ chết. Bởi vậy bọn hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắc ưng đặc công thuận lợi trở về. Lucifer thằng hề đại đế bọn người, toàn bộ xuất hiện. Hiện tại trên cơ bản xác định chính là số 76 cấm địa đám người kia. Tiên sinh gật gật đầu, không sai. Tiếp xuống chỉ cần xác định số 76 cấm địa tất cả thần danh sách liền có thể. Trước mắt đã biết là thần bảng trước ba. Chỉ cần xác định, liền có thể để hắc ám bác sĩ ra tay, từng cái toàn bộ đánh tan. Nhưng rất nhanh hắn chuyển đề tài nói, đáng tiếc số 76 cấm địa thần cùng đại hạ quan hệ thế nào, chúng ta còn chưa hiểu. Có lẽ có một người có thể. Thằng hề đại đế nhắc nhở. Tiên sinh đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên, người nói là hắc ám thượng đế đại đồ đệ. Đúng, hiện tại chúng ta đều đã biết hắc ám thượng đế ba người là ai, hắn không cần tiếp tục điều tra. Chỉ cần từ thiên sách thần soái nơi đó biết, đại hạ cùng số 76 cấm địa đến cùng là quan hệ như thế nào là được rồi. Thằng hề đại đế nói. Đúng, kia tranh thủ thời gian liên hệ hắn. Chỉ cần giải quyết cái này lo nghĩ, chúng ta liền có thể đối phó số 76 cấm địa đám người kia. Tiên sinh nói. Lucifer tán thán nói, 3 tháng, hẳn là không sai biệt lắm. Cần hắc ám bác sĩ tăng tốc thí nghiệm tốc độ. Nâng lên cái này, tiên sinh cười thần bí. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Hắc ám bác sĩ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kế hoạch có thể muốn sớm tiến hành, rút ngắn đến 2 tháng. Những người khác kinh ngạc xấu, cái gì? Rút ngắn đến 2 tháng rồi. Không sai, nghe xong muốn áp dụng kế hoạch, hắc ám bác sĩ tính tích cực 10 phần, trực tiếp đem thời gian sớm. 2 tháng là xác định thời gian. Khả năng sẽ còn sớm, nửa tháng đều là có khả năng. Tiên sinh cả người lúc nói đều đang hấp khí. Hiển nhiên hắc ám bác sĩ năng lực để chư thần phòng thí nghiệm, thậm chí chủ não cơ cấu chủ thần ti đều cảm thấy sợ hãi. Là chư thần trong phòng thí nghiệm mạnh nhất người bình thường. Còn nhớ rõ lúc trước những cái kia bị móc ra huyết tổ sao? Tiên sinh lời nói xoay chuyển nói. Thằng hề đại đế gật đầu, biết ha, vẫn là ta tự mình móc ra. Làm sao rồi? Huyết tổ xảy ra chuyện gì sao? Mọi người nghi hoặc nhìn tiên sinh. Thằng hề đại đế bọn hắn tò mò nhất. Lúc trước huyết tổ chính là bọn hắn móc ra. Chỉ có điều huyết tổ là mở ra thời đại mới cục diện, để các nơi đều hỗn loạn lên. Trừ cái đó ra, dường như không có tác dụng gì. Tồn tại cảm cũng không lớn. Bọn hắn đều không chút chú ý tới. Hiện tại vì sao tiên sinh bỗng nhiên liền nâng lên huyết tổ? Kỳ thật đào ra huyết tổ là hắc ám bác sĩ chủ ý. Tiên sinh một câu, để đám người hô hấp dồn dập. Hắc ám bác sĩ. Đây chẳng phải là nói rõ hắc ám bác sĩ đang nghiên cứu huyết tộc cái chủng tộc này. Hắc ám bác sĩ phong cách, nhìn thấy kỳ lạ một điểm chủng tộc, liền sẽ bắt đến giải phẫu nghiên cứu. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại xem ra huyết tộc gặp nạn. Gặp được hắc ám bác sĩ chỉ có thể bó tay chịu trói. Đúng. Không sai, kỳ thật những cái này huyết tổ bị móc ra, một mặt là gây ra hỗn loạn, mở ra thời đại mới. Trọng yếu nhất một mặt là hắc ám bác sĩ muốn bắt cái chủng tộc này làm thí nghiệm. Các ngươi không biết còn nhiều đâu, trừ những cái này sau mấy đời huyết tổ bên ngoài,
còn có khá cao mấy đời huyết tổ cũng đều bị hắn bắt đến rồi. Đối cái chủng tộc này huyết mạch chờ bí mật tiến hành thời gian dài nghiên cứu. Nghe tiên sinh nói, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Không sai, huyết tộc cái chủng tộc này bí mật nhiều lắm, nếu như nghiên cứu rõ ràng lời nói, khả năng không thể so số 76 cấm địa đám kia thần kém bao nhiêu. Đúng vậy a, nắm giữ huyết tộc bí mật, cho chúng ta sử dụng, vậy sẽ không cách nào tưởng tượng. Chấm. Nhìn xem mọi người thảo luận, tiên sinh không khỏi cười cười. Đâu chỉ huyết tộc a, còn có mấy cái lợi hại chủng tộc cũng đều cùng một chỗ bị hắn nghiên cứu. Nghe nói hiện tại những cái này chủng tộc đều bị hắn nghiên cứu triệt để. Kinh khủng nhất chính là Hắc Ám bác sĩ đem nghiên cứu ra được thành quả, cũng chính là những cái này chủng tộc bí mật đặc chất, muốn dùng tại kế hoạch của chúng ta thí nghiệm bên trong. Chính là hắn tổng cộng vạch siêu cấp chủng tộc kế hoạch, bao quát chế tạo siêu cấp nhân loại, siêu cấp sinh vật chờ chút. Nghe vậy, mọi người đều đang run rẩy. Tốc độ nhanh như vậy đều nghiên cứu rõ ràng rồi, còn có thể sử dụng tại kế hoạch mới ở trong. Những cái kia khổng lồ chẳng phải là muốn càng thêm cường đại. Ngẫm lại cũng thế, huyết tộc loại này chủng tộc đặc chất dùng tại khổng lồ trên thân, đây còn không phải là quét ngang. Mọi người kinh hãi. Nghe Hắc Ám bác sĩ nói, trước mắt hẳn là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Khả năng hình thể quá lớn, trở thành duy nhất nhược điểm. Chợt nghe xong, có chút khôi hài. Hình thể quá lớn, làm sao lại là nhược điểm? Chẳng qua đúng là nhược điểm. Nếu như có người sớm dự báo, tạo dựng lên cự cao kiến trúc, có thể đem những cái này khổng lồ ngăn tại bên ngoài. Bởi vì hình thể hạn chế, bọn chúng không cách nào vượt qua so tự thân cao quá nhiều. Điểm này Hắc Ám bác sĩ cũng không cách nào tránh. Những cái này khổng lồ hình thể quá lớn, cần năng lượng cũng là khủng bố cấp bậc. Nếu như chống đỡ lấy bọn chúng bay vọt, kia không cách nào tưởng tượng được nhiều tăng thêm bao nhiêu năng lượng. Năng lượng của bọn hắn tài nguyên là không đủ. Dù sao chư thần phòng thí nghiệm hiện tại là trốn trốn tránh tránh, vụng trộm làm thí nghiệm. Cũng không thể nghênh ngang. Bởi vậy chư thần phòng thí nghiệm hiện tại là rất thiếu khuyết tài nguyên. Bằng không thì cũng không thể phái người, từng lần một đi số 76 cấm địa. Kỳ thật chính là trông mà thèm số 76 cấm địa tài nguyên A. Hắc Ám bác sĩ thật khủng bố, cái này đều có thể đi. Mọi người rất là chấn kinh. Nhớ tới Hắc Ám bác sĩ nói qua hắn muốn đem chư thần phòng thí nghiệm mỗi một cái đều chế tạo thành thần đồng dạng tồn tại. Không có người sẽ cho rằng đây là nói đùa. Hắn chính là lợi hại như vậy. Hắc Ám bác sĩ kế hoạch thí nghiệm đều tương đối vượt mức quy định. Bởi vậy chúng ta 3 tháng kế hoạch trực tiếp bị nâng lên 2 tháng. Thậm chí còn có thể hướng phía trước sách. Các ngươi mọi người cũng đều chuẩn bị một chút đi. Cùng Hắc Ưng đánh tốt chào hỏi, sau đó phải lặng lẽ giao tiếp. Đến lúc đó đem hết thảy đều giấu ở nguồn năng lượng nhà máy điện. Tiên sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi chuẩn bị. Một bên khác, Hắc Ưng tìm tới Diệp Quân Lâm. Hắc Ám bác sĩ, khủng bố như vậy. Diệp Quân Lâm sau khi nghe xong, phát ra tán thưởng. Nhìn như hắn tại cùng Lucifer những người này chống lại. Trên thực tế là đang cùng tiên sinh cùng Hắc Ám bác sĩ bọn hắn đối kháng. Lucifer chính là hắn cứu sống. Hết thảy thí nghiệm kế hoạch đều là hắn. Quá khủng bố. Thậm chí liền số 76 cấm địa thần đều nghiên cứu rõ ràng, trực tiếp trở thành thiên địch. Chủ thần ti duy nhất một người bình thường. Diệp Quân Lâm sờ lên cằm. Còn tốt không có đối chư thần phòng thí nghiệm phớt lờ. Đối thủ này rất mạnh rất mạnh. Mạnh tại chính là Diệp Quân Lâm không biết bọn hắn phối trí. Ví dụ như bao nhiêu cường giả, cụ thể mạnh cỡ nào, cùng có bài tẩy gì. Đều không rõ ràng. Chẳng qua dựa vào cái này đối phó số 76 cấm địa thần, có chút không đủ gây sợ. Nếu là nói chư thần phòng thí nghiệm có thể đối số 76 cấm địa thần tiến hành nhẹ nhõm nghiền sát, đôi kia Diệp Quân Lâm uy hiếp lớn đi. Chẳng qua dựa vào Hắc Ám bác sĩ phương thức như vậy, đối phó lời nói, kia xác thực không đủ gây sợ. Chuyện thứ hai bọn họ đích xác muốn tiến hành kế hoạch. Cụ thể ta không biết, hắn cũng không có khả năng nói với ta. Chẳng qua hắn tại hướng ta tìm kiếm một sự kiện cần ta mở ra chiến ưng quốc tất cả nguồn năng lượng nhà máy điện. Mọi người đều biết, chiến ưng quốc nguồn năng lượng nhà máy điện căn cứ đây đều là toàn cầu nhiều nhất. Hắc Ưng đặc công lời này vừa ra tới. Diệp Quân Lâm một mặt chấn kinh, cho nên, hắn muốn những cái này làm gì cùng kế hoạch của hắn có liên quan gì. Hắc Ưng đặc công sờ lên cằm, hắn nói muốn giấu một chút đồ vật. Ta cũng có chút không hiểu,
giấu thứ gì, cần nguồn năng lượng nhà máy điện. Diệp Quân Lâm vui, cần mở ra chiến ưng quốc tất cả nguồn năng lượng nhà máy điện, còn vẻn vẹn giấu một chút đồ vật. Hiện tại xem ra hắn hoặc là giấu rất nhiều thứ, hoặc là giấu thể tích siêu cấp vật lớn. Hắc ưng đặc công đối với cái này đồng ý, mạnh mẽ gật đầu. Như vậy, liền cùng Diệp Quân Lâm suy đoán nhiều giống. Chính là hình thể siêu cấp lớn khổng lồ. Diệp Quân Lâm tiếp tục phân tích, vì sao hết lần này tới lần khác hướng nguồn năng lượng nhà máy điện phía dưới giấu đâu. Nguồn năng lượng nhà máy điện có cái gì đặc thù? Hắc ưng đặc công nói ra, nếu là nguồn năng lượng nhà máy điện, đó chính là năng lượng to lớn, chấn động rất lớn, người sống vụ gần. Sinh ra điện từ dị thường, cùng địa phương khác có rõ ràng khác nhau. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, như vậy, vậy ta đem bản thân năng lượng to lớn, lại điện từ dị thường vật phẩm giấu ở nguồn năng lượng nhà máy điện, có phải là liền trùng hợp, không ai nhìn ra rồi. Đúng vậy a, nhiều lắm là chính là điện từ cùng năng lượng chấn động lợi hại hơn chút, cái khác căn bản không có dị thường a. Điện từ năng lượng chấn động tại nguồn năng lượng nhà máy điện cơ chạm những cái này rất bình thường, mạnh yếu đều là lại hiếm lạ chẳng qua sự tình. Không có người sẽ đi quan tâm kỹ càng, hoặc là phát hiện cái gì, bởi vì nơi này vốn chính là dị thường tồn tại. Rất không nhiều những vật này, đều là giống nhau. Dù là ngươi dùng chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường, tần suất đều sẽ không biến hóa. Mà lại nguồn năng lượng nhà máy điện đều kiến thiết tại người ở hy hữu đến địa phương, thậm chí trên biển dưới biển, hoặc là băng nguyên phía dưới đều là có khả năng. Càng không có người chú ý. Chấm. Nghe xong phân tích về sau, Diệp Quân Lâm kinh hô một tiếng, thật sự là diệu a. Vậy mà nghĩ đến đem những này khổng lồ giấu ở nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới. Dạng này song phương năng lượng cùng điện từ cùng các loại tần suất toàn bộ trùng hợp, liền không ai tìm được, huống chi lúc đầu mọi người cũng không biết. Dạng này liền có thể rất tốt ẩn tàng. Đến lúc đó những cái này khổng lồ liền có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thế giới mỗi một cái góc, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi đó chính là tai nạn. Hắc ưng đặc công cũng minh bạch đây hết thảy. Xuất mồ hôi lạnh cả người. Chư thần phòng thí nghiệm quả nhiên khủng bố. Hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Vậy ta đánh cược chính là đúng. Diệp Quân Lâm hoảng sợ nói. Đã thành công, tiếp xuống liền phải bắt đầu dự phòng biện pháp. Nhẹ nhàng như vậy một điểm. Tối thiểu bước đầu tiên là đối. Mà lại đạt được tin tức nhiều như vậy. Dự phòng biện pháp hiện tại có rất nhiều. Chẳng qua từ Diệp Quân Lâm trực tiếp ra mặt, đối với mấy cái này khổng lồ tiến hành chém giết, dù là hắn có thực lực này. Đầu này cử động là tầm thường nhất, là không thể nhất áp dụng. Hắn tự mình ra tay chém giết, lặng yên không một tiếng động giải quyết những cái này khổng lồ là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần ra tay chém giết, tuyệt đối sẽ bại lộ mình. Bắt đầu Diệp Quân Lâm hắn là muốn dùng tại đối phó chư thần phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm, tiên sinh bọn hắn thậm chí cũng không dùng tới. Hắn muốn tại đối phó chủ thần thi thời điểm, mới phải động thủ. Nếu như lúc này bại lộ, vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như Diệp Quân Lâm suy xét phương án bên trong, không bao gồm chính hắn. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, không phải chính hắn tuyệt sẽ không bộc lộ ra tay. Bởi vậy hắn phải dự phòng đến giải quyết cái này tai nạn. Thứ nhất, chỉ ít biết những cái này khổng lồ muốn giấu ở chỗ nào, đến lúc đó liền nhằm vào những cái này nguồn năng lượng trạm phát điện tiến hành bố trí. Biết bọn chúng ở nơi nào, trước hiểu rõ bọn chúng, lại làm ra cử động. Có thể tiêu diệt liền tận lực toàn bộ tiêu diệt không được, có thể phá hư liền phá hư, đưa chúng nó toàn bộ vây ở tại chỗ. Không cách nào tiến hành phá hư, liền không hình thành nên tai nạn. Cái này một cử động, độ khó rất cao. Phải đề phòng hai phe. Một, đây là chiến ưng quốc địa bàn, lại là cơ mật địa phương. Rất dễ dàng để chiến ưng quốc phát hiện. Hai, chư thần phòng thí nghiệm cường đại như vậy lại cẩn thận. Cùng bọn hắn liên hệ mảy may không qua loa được, rất dễ dàng để phát hiện, đến lúc đó phí công nhọc sức. Thứ hai, sớm cấu trúc công sự phòng ngự, tính nhắm vào đối với mấy cái này khổng lồ bố phòng. Ví dụ như tu kiến cao không thể chạm kiến trúc, đem những cái này khổng lồ ngăn tại bên ngoài. Biện pháp tốt nhất là trên đất bằng tạo dựng loại này thật cao kiến trúc, đem khổng lồ ngăn trở, để bọn chúng phạm vi hoạt động khoảng chừng trên biển. Cái này một cử động độ khó lớn hơn. Rút dây động rừng. Một khi muốn thi triển, cần nhân lực vật lực nhiều lắm. Hao tổn của cải tốn lực đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Không cầm toàn thế giới nói. Liền vẻn vẹn đại hạ.
muốn đại hạ tránh tại nguy nan bên trong, phải tại đại hạ rộng lớn trên biên cảnh cấu trúc lên cao vút trong mây tường thành đến ngăn trở khổng lồ. Là toàn bộ đường biên giới lên. Đại hạ thổ địa diện tích lãnh thổ bao la, quá lớn quá lớn. Đường biên giới một vòng quá dài quá dài. Nếu là chung quanh xây lên từng đạo cao vút trong mây tường thành đến, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng đầu nhập. Chỉ là cấu tạo tường thành vật liệu phải cử quốc chi lực đến hoàn thành. Thậm chí còn không đủ. Dù sao bây giờ tường thành cũng không phải tảng đá, những cái này có thể tùy tiện hoàn thành, là cần cứng rắn đến ngăn trở bàng bạc công kích tường thành. Như vậy cần vật liệu nếu là đỉnh cấp kim loại hoặc là đỉnh cấp tài liệu. Nhất định phải là thưa thớt nhất một loại tài nguyên. Dùng dạng này vật liệu tài nguyên đến cấu tạo tường thành, thật muốn toàn đại hạ trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết. Không sai biệt lắm loại này đỉnh cấp vật liệu phải toàn bộ đào rỗng, thậm chí càng ra ngoại quốc đào móc hoặc là mua, khả năng đạt tới nhu cầu lượng. Cử quốc chi lực đều không nhất định đủ. Vô cùng khó khăn. Tiếp theo cấu tạo phòng ngự tường thành, cần đại lượng người máy lực. Cái này cần cũng siêu cấp lớn. Mỗi một phương diện nhu cầu đều như là động không đáy. Một mực điên cuồng đầu nhập, mới có cơ hội. Còn có một điểm, chính là thời gian. Nếu như mười mấy năm hoặc là thời gian 7, 8 năm, tại đại hạ thổ địa chung quanh một vòng cấu trúc phòng ngự tường thành, còn tốt, nắm chặt một điểm có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ có 3 tháng không đến thời gian. Mà lại muốn đuổi tại trước đó hoàn thành, như vậy ngươi chỉ có 2 tháng. 2 tháng, các phương diện chi phí phải gia tăng thật lớn. Tài nguyên, nhân lực, kỹ thuật chờ một chút sẽ gấp mấy chục lần, gấp trăm lần gia tăng. Chân chính cần cử quốc chi lực có thể làm. Mấu chốt thời gian quá gấp gáp. Cái này là không thể nào hoàn thành. Cử quốc chi lực đều không nhất định có thể hoàn thành sự tình. Nếu như Diệp Quân Lâm hiện tại nói ra, có mấy người sẽ đi làm đâu? Loại này nguy hiểm ai gánh chịu nổi đâu? Không nói trước có tin hay không Diệp Quân Lâm chỗ dự đoán có tai nạn tiến đến. Chính là tin tưởng. Đến tạo dựng phòng ngự tường thành. Phải cử quốc chi lực đến xây A, ai lên cái này đầu? Nếu như cuối cùng thành công, ngươi là thơ ca tụng ngàn năm công thần. Nhưng nếu như thất bại nữa nha, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Ai cũng không nguyện ý gánh chịu cái này nguy hiểm. Chân chính rút dây động rừng. Cái này sự tình một khi khởi động, đem không cách nào quay đầu, toàn bộ đều phải đầu nhập. Không có đường quay về một sự kiện. Bắt đầu từ bỏ, sẽ thành tội nhân. Nửa đường từ bỏ vẫn là tội nhân. Tại quy định thời gian bên trong không hoàn thành, vẫn là tội nhân. Nếu như tạo dựng, kết quả không có phòng ngự được, vẫn là tội nhân. Nếu như tạo dựng, căn bản không có trong dự đoán chuyện phát sinh, lớn nhất tội nhân. Muốn nghìn người chỉ vạn phu mắng. Thậm chí liền chết đều triệt tiêu không ngừng mọi người cừu hận. Chấm. Đây là một kiện nhất định phải thành công, nhất định phải phát huy được tác dụng sự tình. Giá quá lớn quá lớn. Nói như vậy, nếu như đại hạ thật nếu là kiến tạo Diệp Quân Lâm trong dự đoán phòng ngự mô hình. Như vậy tiếp xuống, đại hạ các ngành các nghề đem đình chỉ hết thảy. Một quốc gia đừng nghĩ lấy phát triển. Tất cả lực lượng đều vùi đầu vào cái này phía trên, mới có thể trong 2 tháng kiến tạo xong. Tương đương với toàn bộ đại hạ tất cả mọi người tiếp xuống 2 tháng sự tình gì đều không làm. Bồi tiếp ngươi xây cái này. Cũng liền mang ý nghĩa vô cùng khó khăn. Đầu tiên ngươi phải nói phục bọn hắn. Thuyết phục ngàn ngàn vạn vạn người cùng ngươi cùng một chỗ. Về phần như thế nào tránh né chư thần phòng thí nghiệm ánh mắt, điểm ấy cũng là không cần suy xét. Cũng không phải trực tiếp xây dựng tường thành, rõ ràng như vậy để người phát hiện. Có thể chuyển di lực chú ý, tu kiến cái khác. Thậm chí dưới đất tu kiến tường thành, lợi dụng trang bị. Đến lúc đó tai nạn tiến đến, tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất ở trên mặt đất là đủ. Tương đối cử quốc chi lực đến cấu trúc tường thành, cái này đều không phải sự tình. Dù là chư thần phòng thí nghiệm đoán được, cũng không có khả năng không tiến hành kế hoạch. 2 tháng quá ngắn, đoán chừng bọn hắn đều phản ứng không kịp. Không có thời gian phản ứng, cái này mọi chuyện đều tốt. Hô! Diệp Quân Lâm thật dài hô thở ra một hơi. Cái này trong lúc mấu chốt phải suy xét làm sao bây giờ rồi. Làm! Dù sao hắn khẳng định là gánh phong hiểm lớn nhất một cái. Sau đó liền phải thuyết phục đại hạ những cái kia có danh vọng. Đáp ứng hắn chuyện này, bắt đầu phát động tất cả mọi người tới bắt đầu hành động. Thời gian quá ngắn. Nhất định phải lập tức tiến hành.
cho dù là cái mơ hồ tin tức. Đợi đến xác thực tin tức, đoán chừng hơn một tháng đi qua. Khi đó thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cho nên nhất định phải tăng tốc. Tiếp xuống ngươi tiếp tục cùng chư thần phòng thí nghiệm liên hệ, có bất cứ tin tức gì tìm ta. Diệp Quân Lâm rời đi chiến ưng quốc. Tiến về đại hạ. Hắc ưng đặc công nhìn xem Diệp Quân Lâm bóng lưng, lâm vào trầm tư, trên mặt thần sắc ý vị sâu xa. Hắn tuyệt không về Côn Luân học viện. Dù sao thiên sách thần soái cùng thiên sách phủ tính chất không giống. Bọn hắn phát huy được tác dụng cơ hội không lớn. Diệp Quân Lâm đi vào Viêm Long vệ. Tìm được đã từng một vị người chủ sự Hồng Thanh Thương. Viêm Long vệ bên này hiện tại cũng không biết Diệp Quân Lâm thực lực, cùng những người khác đồng dạng. Dù sao Diệp Quân Lâm tại cái này thời đại mới, cùng bọn hắn liên hệ vẫn là rất rất ít. Thậm chí không có. Chỉ có điều Diệp Quân Lâm treo biển hành nghề Nhất Tự Tịnh Kiên Vương xưng hào thôi. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngươi như thế vội vàng chạy đến. Có phải là xảy ra chuyện rồi? Hồng Thanh Thương cùng mấy cái cao tầng xông tới. Nghe ta nói, cấp tốc. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, lập tức dựa theo ta nói đi làm. Diệp Quân Lâm cuống quyết đem kế hoạch nói một lần. Cái gì, cử quốc chi lực kiến tạo hộ quốc tường thành, chí ít 300 mét cao. Làm gì? Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngươi không phải đang nói đùa chứ? Là chí ít 300 mét, nếu như điều kiện cho phép, 400, 500 mét tốt nhất. Diệp Quân Lâm vẻ mặt thành thật đạo. Căn cứ hắn từ Mã Nhã Công nghiệp tìm đến tư liệu phân tích, chư thần phòng thí nghiệm hắc ám bác sĩ trong kế hoạch, chế tạo bọn này khổng lồ độ cao là 60 mét. Chẳng qua đây là 3, 4 năm trước kế hoạch. Nếu như bây giờ, Diệp Quân Lâm dự đoán tuyệt đối có 7-80 mét. Thậm chí xung kích 100 mét đều có như vậy một chút khả năng. Hắn luôn luôn cẩn thận, để bảo đảm phòng ngự, trực tiếp đem khổng lồ cao độ định tại khoảng 150 mét. Dạng này dù là hắc ám bác sĩ kế hoạch lại vượt mức quy định, 150 mét tuyệt đối là cực hạn nhất. Tuyệt sẽ không vượt qua độ cao này. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm muốn thiết lập hai lần cao độ đến kiến trúc hộ quốc tường thành. Dạng này khả năng ngăn cản khổng lồ. Nếu như bảo đảm phòng ngừa sai sót, 400, 500 mét cao độ tốt nhất. Chẳng qua vậy liền hao phí càng nhiều. Độ khó trực tiếp tăng lớn rất nhiều lần. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngài liền đừng nói giỡn. Ta đại hạ diện tích lãnh thổ bao la, muốn ở chung quanh rèn đúc một vòng hộ quốc tường thành, kia là lớn cỡ nào công trình lượng A. Chưa từng nghe thấy, thiên cổ thứ nhất A. Mấu chốt cũng đều là kiểu mới vật liệu, còn muốn rèn đúc 300 mét cao độ. Đáng sợ nhất chính là 2 tháng, cái này sao có thể? Hồng Thanh Thương kinh hô liên tục, nói không có khả năng. Đúng vậy A, công trình lớn như vậy lượng, phải Long Quốc tất cả mọi người buông xuống trong tay hết thảy. Đều tới sửa chúc hộ quốc tường thành, mới có một tia hy vọng hoàn thành A. Cũng không phải sao, đến lúc đó Long Quốc từng cái sản nghiệp đình chỉ vận hành, tất cả bách tính buông xuống trong tay sự tình cùng sinh hoạt, đều tìm tới nhập trong đó. Toàn bộ Long Quốc lâm vào tê liệt, ghi nhớ, là chân chính Long Quốc toàn bộ. Cử động này quá lớn, cử động như vậy vạn cổ không một, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cử quốc chi lực đi làm một chuyện, chưa từng nghe thấy. Chấm. Cái khác Viêm Long vệ cao tầng cũng nhao nhao sợ hãi than nói. Chuyện này quá lớn. Bọn hắn nghe được đều kém chút hù chết. Chớ nói chi là đi chấp hành. Dù là mấy năm trước chúa tể liên minh vây công đại hạ, quốc nạn đương đầu sự tình đều không có hiện tại trọng đại như vậy. Vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chính là bởi vì ta nghĩ sâu tính kỹ qua, cho nên tới tìm các ngươi. Chỉ có các ngươi có thể hiệu triệu đại hạ tất cả lực lượng tới làm chuyện này. 3 tháng về sau, toàn thế giới đem đứng trước tai nạn. Những người khác ta khả năng không để ý tới. Nhưng đại hạ ta nhất định phải bảo đảm. Không phải 3 tháng về sau tai nạn tiến đến, đại hạ thế tất sinh linh đổ thán. Khi đó chư thần phòng thí nghiệm toàn diện tiến đến, đem không ai có thể ngăn cản. Bây giờ là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta nhất định phải sớm dự phòng. Để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều. 2 tháng nhất định phải hoàn thành. Bước hoàn thành cũng phải hoàn thành. Đây mới là cứu vớt đại hạ duy nhất hy vọng. Diệp Quân Lâm kiên trì nói. Lúc này một người khác Tiêu Liệt Quân đứng dậy. Hắn cùng Hồng Thanh Thương còn có 2 người, là Viêm Long vệ tứ đại thủ lĩnh. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ngươi trước đừng kích động. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiêu Liệt Quân nói. Tốt, hỏi. Thứ nhất. Ngươi vì sao kiên trì muốn cử quốc chi lực xây dựng hộ quốc tường thành?
bởi vì lập tức tai nạn tiến đến. Có thể nói cho chúng ta biết mọi người đến cùng cái dạng gì tai nạn, cần như vậy điều động nhiều người, cử quốc chi lực. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem. Diệp Quân Lâm chỉ có thể nói ra tình hình thực tế đến, bởi vì chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại. Ngay tại, Diệp Quân Lâm lúc đầu muốn nói ngay tại dưới chân, ngay tại Viêm Long vệ ngay dưới mắt. Chẳng qua hắn sợ hãi nói ra về sau, có người nhịn không được kiên nhẫn đi thăm dò tìm. Dạng này ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Mà lại cũng không thể nói quá nhiều. Vạn nhất tai vách mạch rừng đâu. Viêm Long vệ khẳng định không có phản đồ, chẳng qua người phía dưới đâu. Mã Nhã công nghiệp chính là bọn hắn ngụy trang, bọn hắn sắp chế tạo ra cao tới hơn 100 mét khổng lồ, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản. Đoán chừng đến lúc đó chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch là dùng những cái này khổng lồ xâm nhập mỗi cái địa phương, lúc kia lại ra tay đã tới không kịp. Không chỉ như thế, chư thần phòng thí nghiệm cũng sẽ tùy theo xuất hiện, bọn hắn càng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó tuyệt đối là chân chính tai nạn giáng lâm. Diệp Quân Lâm kích động nói. Tiêu Liệt Quân cười cười, nhất tự Tịnh Kiên Vương lời này có chút nói chuyện giật gân đi. Cao đến 100 mét khổng lồ, chúng ta cũng có a. Đúng, không sai, chúng ta nghiên cứu khoa học đoàn đội đã sớm nghiên cứu ra hơn 100 mét máy móc chiến đấu đến. Côn Luân công nghiệp còn có Văn gia bọn hắn đều nghiên cứu ra cao đến 100 mét máy móc chiến thú. Cao nhất trọn vẹn 150 mét. Những cái này khổng lồ tuy rằng cường đại, có thể thiếu điểm vẫn phải có a. Rất khủng bố, nhưng tuyệt đối đến không được tai nạn tình trạng. Còn để đại hạ cử quốc chi lực xây dựng hộ quốc tường thành, kia càng là chuyện không thể nào. Một vị khác thủ lĩnh Khương Giã cũng lên tiếng nói, mà lại căn cứ nhiều mặt tin tức, chư thần phòng thí nghiệm đã bị diệt. Bọn hắn không có khả năng tồn tại, nhất tự Tịnh Kiên Vương người đây là âm mưu luận a. Nghe nói người bây giờ đều không tu luyện, chuyên môn làm những cái này âm mưu luận sao? Đám người khẽ cười nói. Chư thần phòng thí nghiệm nào có các người nghĩ dễ dàng như vậy liền bị diệt. Mà lại bọn hắn khổng lồ cùng các ngươi trong tưởng tượng tuyệt đối không giống. Căn bản là không có cách đối phó, trực tiếp có thể thành họa khó khăn. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Nghĩ nghĩ cũng biết, chư thần phòng thí nghiệm làm sao lại biến mất. Nó ngay tại các ngươi dưới chân a. Tốt, các ngươi trước yên tĩnh, ta đến hỏi hắn vấn đề. Tiêu Liệt Quân nhìn xem Diệp Quân Lâm. Vấn đề thứ hai ngươi là làm thế nào biết chư thần phòng thí nghiệm không có biến mất? Đồng thời biết khổng lồ những cái này, có cái gì tính thực chất chứng cứ sao? Những người khác cũng đều nhìn lại. Ta gặp qua chư thần phòng thí nghiệm người, còn từ bọn hắn trong miệng nghe qua kế hoạch. Còn có tuyến nhân hiểu qua, đại khái kết luận trận này tai nạn sẽ tại sau 3 tháng tiến đến. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối không dám nhiều lời. Đã chư thần phòng thí nghiệm có thể đem căn cứ liền thiết lập tại Viêm Long vệ dưới lòng bàn chân. Không khó tại Viêm Long vệ bên trong xếp vào tiến đến một chút nhãn tuyến gian tế cái gì. Thậm chí bọn hắn có thể khống chế Viêm Long vệ một chút người, vì bọn họ sử dụng. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm chỉ có thể nói một chút đại khái. Đây là vẻn vẹn cao tầng ở đây tình huống dưới. Cho nên nói trận nhìn, người vẫn là không có tính thực chất chứng cứ, nhất là đối với chàng tai nạn này. Người càng là suy đoán, vẻn vẹn nghe được kế hoạch liền xác định rồi. Tiêu Liệt Quân có chứng có cứ chất vấn Diệp Quân Lâm. Đúng a, nếu như vẻn vẹn là như vậy, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không đi làm như vậy hoang đường sự tình. Chắc hẳn nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng biết một khi khởi động ý vị như thế nào, cũng bởi vì suy đoán của ngươi, liền cử quốc chi lực đi làm cái này sự tình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Những người khác cũng rối rít nói. Một câu. Tin ta một lần, trước kia ta lúc nào bỏ lỡ, ta làm sự tình đều là đúng a. Diệp Quân Lâm nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước kia Diệp Quân Lâm chính là đại hạ chúa cứu thế, lần lượt cứu vãn đại hạ ở trong nước lửa. Hắn cho tới bây giờ đều không bỏ qua. Thế nhưng là lần này, sự tình thật quá lớn, cử quốc chi lực a. Toàn đại hạ tất cả đều muốn dừng lại, đi làm một kiện vẻn vẹn Diệp Quân Lâm đoán sự tình. Nguy hiểm quá lớn, mà lại một khi khởi động, gặp phải vấn đề rất nhiều. Rất dễ dàng liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rất có thể đem đại hạ chôn vùi. Ai dám đi gánh chịu cái này nguy hiểm. Mà lại trước mắt xem ra, rất hoang đường. Tất cả đều là Diệp Quân Lâm ngôn từ. Tăng thêm gần đây 3 năm này Diệp Quân Lâm đủ loại cử động. Có thể ra kết luận, gần đây hắn là rất không đáng tin cậy.
không có thực lực cường đại trèo trống, cả người hắn đều biến. Hắn liền thê tử huynh đệ những cái này đều không nghe. Hiện tại bỗng nhiên chạy tới, nói cho bọn hắn muốn khởi động cả nước lực lượng trong 2 tháng xây dựng hộ quốc tường thành. Sau 3 tháng sẽ có tai nạn tiến đến. Chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại. Chấm. Hết thảy đều nghe là hoang đường như vậy. Giống là tiểu hài tử ý nghĩ hão huyền đồng dạng. Làm sao? Người có dự báo tương lai năng lực. Vẫn là từ tương lai xuyên qua sống lại trở về. Đều không phải. Diệp Quân Lâm thậm chí liền chứng cứ gì đều không có. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Quân Lâm đều trầm mặc. Tiêu Liệt Quân cuống họng nhúc nhích, mím môi nói, nhất tự Tịnh Kiên Vương ta bản nhân phi thường tin tưởng ngươi. Dù là lần này, ta vẫn tin tưởng như lời ngươi nói. Dù sao ngươi một mực có ánh mắt nhạy cảm cùng vượt mức quy định một bước trực giác. Nhưng can hệ trọng đại, muốn chấp hành, ta nhất định phải nhìn thấy tính thực chất chứng cứ, chứng minh ngươi nói hết thảy đều là thật. Muốn chuẩn xác không sai, mà không phải dựa vào suy đoán, dù là suy đoán là đúng. Nhất định phải tính thực chất chứng cứ chứng minh chuyện này là thật. Chúng ta mới có thể khởi động phương án đi làm ngươi nói chuyện này. Trừ cái đó ra, không còn khả năng. Những người khác cảm thấy Tiêu Liệt Quân nói có đạo lý, rối rít hùa theo. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi cũng biết, Viêm Long Vệ quyết sách liên quan đến đại hạ vận mệnh. Không phải không qua loa được, là một điểm vấn đề cũng không thể ra. Một chút xíu đều không thể. Khương Dã càng là liên tục đặt câu hỏi, nếu khởi động cử quốc chi lực đi sửa xây hộ quốc tường thành, vạn nhất xuất hiện sai lầm ai đến gánh chịu? Vạn nhất cùng thời đại tách rời cùng toàn thế giới quốc gia khác đoạn liên ai đến gánh chịu? Nếu như bị địch nhân hoặc là thế lực thần bí bỗng nhiên công kích như thế nào lo liệu? Vạn nhất xuất hiện trọng đại sai lầm, toàn bộ đại hạ lâm vào hủy diệt tình trạng. Ai đến gánh chịu nguy hiểm? Còn nữa nói suy đoán của ngươi là sai đây này. Tai nạn tuyệt không phát sinh, toàn bộ đại hạ lại nguyên khí đại thương, cái này ai đến gánh chịu? 2 tháng là ngắn, nhưng đối với một quốc gia đến nói, tất cả mắc cạn 2 tháng, đó chính là cùng thời đại tách rời, rất có thể sẽ bị đào thải. Những cái này nguy hiểm ngươi đều nghĩ qua sao? Liên quang ở nơi đó suy đoán. Ai dám a? Hồng Thanh Thương cũng phụ họa gật gật đầu, vâng, thật vất vả đem đại hạ kinh doanh cho tới hôm nay, cũng không thể tại chúng ta trên tay hủy a. Chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này, càng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Diệp Quân Lâm kỳ thật đều có thể lý giải bọn hắn. Chuyện này quá lớn quá lớn. Một cái quyết định khả năng ủ thành thiên cổ sai lầm lớn. Từng cái sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn cũng là đang đánh cược. Những người này không dám làm quyết định, cũng rất bình thường. Còn có một loại phương thức có thể, chính là ngươi sớm muốn đem chúng ta nói ra nguy hiểm giải quyết hoặc là bảo hộ tốt. Không phải chuyện này cũng đừng nghĩ. Còn nữa nói, dù là tai nạn thật đến rồi, những cái kia khổng lồ không thể phá vỡ, nhưng ta đại hạ trên dưới một lòng, có thể cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Chưa chắc sẽ thua. Đại hạ đoàn kết nhất trí lực lượng trên thế giới này ai không sợ. Đó chính là vô địch. Huống chi chúng ta Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc cường đại dường nào, bây giờ lại có Côn Luân Học Viện cùng Thần Bảng trước 3 tọa chấn, ai có thể địch? Tiêu Liệt Quân nói có chứng có cứ. Để Diệp Quân Lâm đều không tốt tiếp tục kiên trì. Ai? Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Đây chính là tin tức kém a. Người biết quá nhiều, thế nhưng là chuyện tương lai ngươi sao có thể để người khác tin tưởng? Dù là ngươi nói toạc trời, đều không ai tin tưởng. Nhất là Diệp Quân Lâm lần này việc cần phải làm là lớn như vậy. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vậy liền càng không khả năng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ta cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ, không thích hợp lắm tham dự đại hạ đại sự. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều đi. Tiêu Liệt Quân ngụ ý, chính là Diệp Quân Lâm chớ cùng lấy mù trộn rộn. Nhất là loại này có lẽ có sự tình. Hoàn toàn là Diệp Quân Lâm đoán. Nói khoa trương một điểm chính là Diệp Quân Lâm có bị hại chứng vọng tưởng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi có mấy phần chắc chắn. Đột nhiên một người xông ra. Chăm chú nhìn Diệp Quân Lâm hỏi. Tứ đại thủ lĩnh một trong Lục Hùng. Lục Hùng là chiến sĩ xuất thân. Đã từng cũng là trong quân một tôn vô địch sát thần. Tính tình nóng nảy, mạnh mẽ vang dội. Hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Bởi vì đã từng kiếp sống bên trong cùng Diệp Quân Lâm có tương tự trải qua. Hắn dự báo địch nhân 1 tháng sau kế hoạch, thế nhưng là phía bên mình không ai có thể nghe. Đều cảm thấy thái hoang sinh. Quá không hợp lẽ thường. Kết quả trận chiến kia tổn thất nặng nề.
Còn tốt Lục Hùng Tận chính mình có khả năng, sớm bố trí, lúc này mới giảm bớt thương vong. Không phải chính là một trận đại bại. Lục Hùng hiện tại chỉ có 8 cái ngón tay, 2 ngón tay chính là trong trận chiến ấy đoạn. Bởi vậy hắn có cái ngoại hiệu bát chỉ chiến thần. Vừa mới hắn một mực không nói chuyện, vẫn luôn tại quan sát Diệp Quân Lâm. Kỳ thật chuyện này hắn thấy cũng là hoang đường vô cùng, thật nguy hiểm quá lớn. Chẳng qua hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm trong mắt bất đắc dĩ. Cùng năm đó hắn giống nhau như đúc. Bởi vậy hắn cảm thấy như bản thân giống vậy, cảm thấy Diệp Quân Lâm có thể là đúng. Diệp Quân Lâm xoay người, nhìn xem hắn nói thật. 7 đến 8 thành. Chẳng qua đâu, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đến. Tai nạn là có thể ngăn cản. Chẳng qua các ngươi nói nguy hiểm cùng tổn thất chờ một chút toàn bộ đều là tồn tại. Nghe xong Diệp Quân Lâm nói, Lục Hùng lông mày gấp đám. Diệp Quân Lâm có ý tứ là đang nói, dựa theo kế hoạch của hắn, mặc kệ chàng tai nạn này tiến đến hoặc là không xuất hiện. Cũng là có thể ngăn cản. Nhưng trong đó đủ loại kiểu dáng nguy hiểm đều là tồn tại. Cái này tương đương với lại là đang đánh cược. Chẳng qua dứt bỏ nguy hiểm lời nói, Diệp Quân Lâm vẫn có niềm tin. Điểm này, Lục Hùng có thể nhìn ra được. Ngươi dám cược sao? Lục Hùng hỏi. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, ta dám cược. Dù là làm tội nhân thiên cổ, ta cũng dám cược. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Vậy ta Lục Hùng ủng hộ vô điều kiện ngươi. Lục Hùng nói. Lão Lục ngươi bình tĩnh một chút, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi phải hiểu được thân phận của mình, ngươi không thích hợp làm ra quyết định như vậy đến. Những người khác gấp, lập tức hô. Ta biết, ta tiền đặt cược ép ở trên người hắn. Xảy ra chuyện ta gánh chịu, ta nguyện ý phụ bất cứ trách nhiệm nào. Lục Hùng rất tỉnh táo đạo. Không, ngươi không chịu nổi trách nhiệm. Trên người ngươi gánh vác ngàn vạn người, là toàn bộ đại hạ. Ngươi lấy cái gì phụ trách, chết. Hữu dụng không? Tiêu Liệt Quân nói. Những người còn lại cũng nói, đúng. Chuyện này một khi khởi động, không có đường quay về. Không ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Lục Hùng vẫn như cũ kiên định không thay đổi duy trì Diệp Quân Lâm, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ta có trực giác, hắn năng lực kéo trời nghiêng, hắn nhất định có thể. Vậy chúng ta liền Viêm Long Vệ nội bộ bỏ phiếu biểu quyết đi. Công bằng công chính. Hồng Thanh Thương đề nghị. Tốt. Bỏ phiếu công bằng công chính. Đám người nhao nhao đáp ứng. Các ngươi. Lục Hùng mạnh mẽ chừng đám người liếc mắt. Đây không phải rõ ràng sao? Còn cần bỏ phiếu sao? Tốt, duy trì nhất tự Tịnh Kiên Vương nhấc tay. Hồng Thanh Thương hô lớn. Giữa sân chỉ có Lục Hùng một người giơ tay lên. Những người khác lẫn nhau nhìn xem. Tốt, không duy trì nhất tự Tịnh Kiên Vương nhấc tay. Soạt. Soạt. Chấm. Mọi người một cái tiếp một cái nhấc tay. Tình thế rất hiển nhiên. Đại hạ quyết sách Viêm Long Vệ nội bộ bỏ phiếu kết quả ra tới. Đương nhiên là không duy trì Diệp Quân Lâm. Ta hết sức, ta cũng không có cách nào. Lục Hùng bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, đây chính là kết quả. Tất cả mọi người không có khả năng duy trì ngươi. Mọi người nói. Không có việc gì, có một phiếu ta đã thỏa mãn. Diệp Quân Lâm cười cười. Chẳng qua nhất tự Tịnh Kiên Vương nói cũng có khả năng, tiếp xuống, chúng ta sẽ phái người đi thăm dò, đi tìm đầu mối. Tiêu Liệt Quân bọn hắn nói lời này, liền xem như an ủi. Từ Viêm Long Vệ rời đi sau. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt. Sau đó nên làm cái gì? Tùy ý tai nạn đi vào. Không quan tâm. Vậy khẳng định không được. Không có đường lui chính là hắn trực tiếp ra tay. Hắn cùng bồi dưỡng siêu cấp cường giả. Lúc đầu chuẩn bị cho chư thần phòng thí nghiệm chủ thần ti, sớm để lộ ra. Dùng tại những cái này khổng lồ trên thân. Không được. Mình vẫn là muốn phòng ngự. May mắn là mình còn nắm trong tay thánh kinh tổ chức cùng Diệp thị cổ tộc. Cứ việc không cách nào tại đại hạ chung quanh dựng lên hộ quốc tường thành. Chẳng qua tay dựa bên trong nhân lực tài nguyên những cái này, Diệp Quân Lâm xây vài tòa an toàn đảo vẫn là không có vấn đề. Tận khả năng đi cứu người đi. Không phải, hắn còn có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể dựa vào mình cố gắng lớn nhất. Chẳng qua hắn muốn hỏi vấn thiên sách thần soái bọn hắn ý nghĩ, nhìn xem có cái gì biện pháp tốt, có thể hay không tìm kiếm đến một điểm trợ giúp loại hình. Một bên khác, Hắc Ám Thượng Đế Đại Đồ Đệ khi lấy được chư thần phòng thí nghiệm tin tức về sau, đi vào đại hạ. Đồng thời tiến về đi vào Côn Luân Học Viện. Làm thiên sách thần soái nhìn thấy hắn thời điểm, cũng bị hung hăng giật nảy mình.
biết là con của mình sao? Trong đầu hắn ầm ầm một chút. Ta chỉ muốn biết bây giờ Hắc Ám Thượng Đế, cũng chính là sát hại ta người của mẫu thân là ai? Người một năm một mười nói cho ta, sát hại mẫu thân của ta hung thủ là ai? Đều lúc này, người sẽ không nói láo đúng hay không? Đương nhiên người muốn gạt ta cũng được, dù sao trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều không có đứa con trai này. Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ cắn răng chất vấn Thiên Sách Thần Soái. Hắn rất thông minh. Nói như vậy về sau, Thiên Sách Thần Soái áp lực tâm lý rất lớn. Dù sao liên lụy đến hắn ở sâu trong nội tâm. Một cái là sư muội, một cái là thân nhi tử. Dù là sư muội là sát hại vợ hắn người, nhưng trước mắt hài tử lại là mình tự mình cốt nhục. Vị này xuất hiện, hoàn toàn vượt quá Thiên Sách Thần Soái dự kiến. Quả nhiên, Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ lời này mới ra. Cho dù là Thiên Sách Thần Soái thân thể cũng đang run rẩy, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Nói cũng không được, không nói cũng không được. Ngươi rất do dự, chẳng lẽ mẫu thân của ta chết ngươi cũng có tham dự à? Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ một câu đâm trúng Thiên Sách Thần Soái. Không có, ta không biết, coi ta bế quan trở về thời điểm, nàng đã không tại. Thiên Sách Thần Soái âm thanh run rẩy. Kia nói cho ta hắn là ai? Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ đột nhiên đề cao âm điệu. Thiên Sách Thần Soái thống khổ nói, ta không thể nói a. Nói đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi cũng báo không được thù, đừng nghĩ chuyện này. Dù là chết, ta cũng phải báo thù. Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ kiên trì nói. Là ta giết, làm sao rồi? Đang lúc Thiên Sách Thần Soái xoắn suýt lúc, một bóng người xuất hiện. Chính là mới vừa rồi gấp trở về Diệp Quân Lâm. Hắn đoạn thời gian trước đã được đến tin tức trước đó Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ đã tại Thánh Kinh tổ chức phụng trộm điều tra. Hắn đã đoán được tiểu tử này cùng chư thần phòng thí nghiệm sợ là thoát không ra quan hệ. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp chạy tới tuân vấn Thiên Sách Thần Soái. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ngươi, nhìn thấy lấy Hắc Ám Thượng Đế bộ dáng xuất hiện Diệp Quân Lâm, hắn thật bị dọa sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Đến, đi theo ta. Diệp Quân Lâm trực tiếp tiến lên dẫn theo hắn rời đi. Van cầu ngài tuyệt đối đừng giết hắn. Thiên Sách Thần Soái tại sau lưng nóng nảy hô. Dù sao đây là cốt nhục của hắn a. Đem trước Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ đưa đến Côn Luân học viện chỗ hẻo lánh. Đại đồ đệ cũng bắt đầu run rẩy. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm trên thân khí thế cường đại. Báo thù, kia là tuyệt đối không có khả năng. Mà lại hắn báo thù nói là cho Thiên Sách Thần Soái nghe. Thuộc về miệng hai. Thật làm cho hắn báo thù, hắn nơi nào dám a? Nhất là tại nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Xem ở Thiên Sách Thần Soái trên mặt mũi ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua ngươi muốn báo thù, xin nhớ kỹ gương mặt này. Diệp Quân Lâm chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Đại đồ đệ mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem dưới mặt nạ khuôn mặt. Hắn cũng nhớ thật kỹ chương này khuôn mặt. Hắn báo không được thù. Chỉ có thể ký thác vào chư thần phòng thí nghiệm trên thân. Đại đồ đệ nhìn không được hỏi, đúng, ta có cái nghi vấn. Ngươi vì cái gì cùng Thiên Sách phủ hợp tác, các ngươi có quan hệ gì? Trước đó đây là chư thần phòng thí nghiệm quan tâm vấn đề. Hiện tại hắn cũng rất nghi hoặc cái này sự tình. Thiên Sách Thần Soái báo thù mình sẽ không, chẳng qua tại sao lại cùng mới Hắc Ám Thượng Đế liên quan đến nhau. Ngươi qua đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Diệp Quân Lâm vẫy tay. Đại đồ đệ nghe vậy, đem lỗ tai đưa tới. Nghe xong Diệp Quân Lâm nói về sau. Cả người hắn sắc mặt đại biến. Đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Minh bạch. Hắn nghe xong về sau, nhàn nhạt nói ba chữ. Sau đó hắn rời đi. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lộ ra một nụ cười. Xử lý xong sau chuyện này. Diệp Quân Lâm đem Thiên Sách Thần Soái bọn hắn tụ tập trung một chỗ. Nói cho bọn hắn chuyện này. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó khăn, có sao nói vậy, chuyện này quá lớn. Cử quốc chi lực a, Viêm Long vệ không đáp ứng cũng bình thường. Đúng a, ai ngồi trên vị trí kia, đều sợ hãi làm ra dạng này quyết sách a. Dù sao cũng là được ăn cả ngã về không. Chuyện này, sợ là chúng ta Thiên Sách phủ cũng bất lực. Dù sao chúng ta chỉ là tối cao cổ võ cơ cấu, không cách nào hiệu triệu toàn đại hạ lực lượng. Thật muốn triệu tập, còn phải là Viêm Long vệ.
Đúng vậy a, đoán chừng đề nghị của chúng ta, Viêm Long vệ cũng sẽ không tiếp thu. Chấm. Ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Diệp Quân Lâm nhìn xem chúng nhân nói. Tu kiến hộ quốc tường thành là không thể nào, chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ. Lợi dụng chúng ta hiện hữu lực lượng chế tạo tận khả năng nhiều an toàn đảo loại hình kiến trúc. Đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề, có thể đem nhiều người bình thường đưa đến nơi này. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm gật gật đầu, ừm, cái này tại kế hoạch của ta bên trong. Tiếp theo, ngài cùng muốn rèn đúc siêu cấp cường giả hạt giống nhóm tuyệt đối không thể đối với việc này tiến đến trước bại lộ. Nếu như ngài nói tai nạn tiến đến, khổng lồ đột kích. Chúng ta triệu tập nhân thủ đi đối phó. Lấy lực lượng của chúng ta không nói tiêu diệt, nhưng ngăn cản được hẳn là vẫn là có hy vọng a. Đúng, đến lúc đó chúng ta tới làm hộ quốc tường thành đi. Thiên sách thần soái bọn hắn nói ra kế hoạch. Chỉ có thể như thế, hy vọng các ngươi chống đỡ được. Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Chỉ hy vọng hắc ám bác sĩ chế tạo khổng lồ có thể yếu một điểm, không muốn mạnh như vậy. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy thiên sách phủ những huynh đệ này vì chống cự khổng lồ toàn bộ hy sinh. Thịt người tường thành vẫn là không thể làm. Hắn còn muốn tiếp tục thu thập tin tức, tiếp tục chuẩn bị. Tận lực giảm bớt thương vong. Hiện ở sau đó bước đầu tiên chính là thành lập an toàn đảo. Mặc dù hắn nắm trong tay thánh kinh tổ chức. Cần phải kiến tạo đủ nhiều an toàn đảo, vẫn là nhân lực tài nguyên không đủ. Dù sao các thế lực lớn đều là cường giả, bắt bọn hắn tới sửa trúc an toàn đảo, thật đại tài tiểu dụng. Còn tốt có thiên sách phủ bọn hắn duy trì. Một bên khác, trước hắc ám thượng đế đại đồ đệ đã cùng tiên sinh tụ hợp đến cùng một chỗ. Cái gì, ngươi thấy rõ ràng rồi. Tất cả mọi người chấn kinh. Đúng, không sai, hắc ám thượng đế để ta ghi nhớ gương mặt kia. Ta thấy rất cẩn thận, cùng các ngươi miêu tả cái kia tướng mạo giống nhau như đúc. Trong ánh mắt của hắn, mũi của hắn, đại đồ đệ bắt đầu cho đám người miêu tả, nhìn thấy hắc ám thượng đế dáng vẻ. Tiên sinh bọn hắn đều kinh ngạc. Quả nhiên là, lần này là thật xác định. Chính là số 76 cấm địa đám kia thần. Không sai. Diệp Quân Lâm cho đại đồ đệ nhìn khuôn mặt, nhưng thật ra là số 76 cấm địa thần khuôn mặt. Hắn nơi đó không rõ ràng đại đồ đệ mục đích. Đúng, ta đã biết số 76 cấm địa thần vì sao cùng đại hạ hợp tác rồi. Làm đại đồ đệ nói ra lời này. Tất cả mọi người vô ý thức kéo đi lên. Tiên sinh đều kém chút dán ở trên người hắn. Trải qua mấy ngày nay, kể từ khi biết là số 76 cấm địa thần gây nên. Bọn hắn một mực suy đoán vì sao bọn hắn sẽ cùng đại hạ hợp tác. Uy hiếp bọn hắn không phải số 76 cấm địa thần. Dù sao hắc ám bác sĩ chính là bọn hắn thiên địch, đối đầu số 76 cấm địa thần, đó chính là một trận không khác biệt đổ sát. Cho nên bọn hắn chưa từng lo lắng cái này. Mà là số 76 cấm địa thần vì sao cùng đại hạ hợp tác. Không làm rõ ràng được trước đó, đây là bọn hắn sợ nhất nhất chuyện kinh khủng. Giống như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không lấy rơi. Tiên sinh thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Thậm chí làm ác mộng đều nghĩ là chuyện này. Nguyên nhân gì? Bởi vậy đại đồ đệ lời này mới ra. Mọi người tất cả mọi người xông tới. Vô cùng hiếu kỳ. Số 76 cấm địa thần chi cho nên cùng đại hạ hợp tác, kia là mặt ngoài. Trên thực tế bọn hắn là nghĩ chậm rãi nuốt mất đại hạ. Trước mắt hắc ám thượng đế đại đồ đệ thốt ra lời này xong. Mọi người tại đây nhao nhao đổ rút khí lạnh. Dã tâm bừng bừng. Số 76 cấm địa đám kia thần quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Ngẫm lại thánh kinh tổ chức trưởng khống bao nhiêu thế lực, mã nhã công nghiệp chờ một chút bọn hắn đều cầm xuống. Hiện tại liền diệp thị cổ tộc cũng bị bọn hắn cầm xuống. Số 76 cấm địa thần một mực đang mở rộng thế lực của mình cùng địa bàn. Hiện tại cùng đại hạ hợp tác. Mục đích này rõ ràng, số 76 cấm địa thần tại nuôi thế lực của mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, một hơi nuốt mất đại hạ. Sau đó lại là quốc gia khác. Tiên sinh trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha, minh bạch, ta đã nói rồi, bọn hắn như thế nào cùng đại hạ hợp tác đâu. Cùng chiến ưng việc lớn quốc gia nhất hẳn là hợp tác. Cùng đại hạ là nhất không nên hợp tác. Kết quả hợp tác, hóa ra là nguyên nhân này. Bọn hắn dã tâm thật lớn a. Những người khác cũng nhao nhao minh bạch. Đều biết số 76 cấm địa tại hạ một trận lớn cờ. Ta đã nói rồi, số 76 cấm địa đám người kia, tự xưng thần linh.
làm sao cam lòng sinh tồn tại người bình thường thống trị hạ dưới thế giới. Bọn hắn nhất định phải xưng bá. Chấm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đây là Diệp Quân Lâm thuận miệng giảng một câu. Hắc ám thượng đế đại đồ đệ tin. Chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người tin. Đều cho rằng là chuyện như vậy. Tiên sinh trong lòng tảng đá lớn buông xuống, cả người càng là mừng rỡ như điên, đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt ha. Lần này uy hiếp hoàn toàn không có, ta trong dự đoán uy hiếp đều giải quyết. Vậy kế tiếp chúng ta có thể mời hắc ám bác sĩ đối số 76 cấm địa thần tiến hành từng cái đả kích rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lucifer bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Nghĩ tranh thủ thời gian xác định số 76 cấm địa thần danh sách, từ đó một mẻ hốt gọn. Tiên sinh lại lắc đầu, không không không, chỉ cần chúng ta rõ ràng bọn hắn hết thảy, bọn hắn liền không còn là uy hiếp, chúng ta lúc nào động thủ đều có thể. Cho tới nay, đối chư thần phòng thí nghiệm uy hiếp là cũng không biết thần bảng trước ba là ai, cái này có rất nhiều không gian tưởng tượng. Bởi vậy mới cấu thành uy hiếp. Nhưng hiện tại bọn hắn đối với cái này nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Như vậy những cái này cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp, lúc nào động thủ đều được, cũng không nhất thời vội vã. Huống chi chúng ta bây giờ biết mục đích của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại dã tâm bừng bừng, muốn nuốt mất đại hạ. Kỳ thật cùng mục đích của chúng ta tương tự, chúng ta tại sao phải diệt trừ bọn hắn ngươi? Nghe xong lời này, mọi người nhao nhao gật đầu, đúng a, hiện tại bọn hắn chính là ta ẩn hình minh hữu. Chúng ta đều là đối phó đại hạ. Tiên sinh một mặt âm hiểm, chẳng những không diệt trừ bọn hắn, chúng ta còn muốn trợ giúp bọn hắn. Nếu như có thể dẫn xuất đại hạ kia hai loại tồn tại liền tốt. Bọn hắn lẫn nhau đấu gần chết, chúng ta tọa sơn xem hổ đấu, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng phải là tốt hơn. Ha ha ha, diệu a. Đúng a, để đại hạ cùng số 76 cấm địa lẫn nhau đấu, thu lợi chính là chúng ta a. Đại hạ kia hai loại tồn tại nếu quả thật có thể dẫn ra, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Để số 76 cấm địa thần thám thăm dò hư thực, có thể diệt trừ hoặc là lưỡng bại câu thương tốt nhất. Dù là trừ không xong, cũng sẽ cho chúng ta lưu lại rất nhiều tin tức, chúng ta cũng sẽ đầy đủ hiểu rõ đại hạ cái này hai loại tồn tại. Nhất tiễn xong điều A. Chấm. Mọi người nhao nhao tán thưởng tiên sinh kế hoạch mỹ diệu tuyệt luân. Thằng hề đại đế mấy người nhìn xem tiên sinh, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Kế hoạch phải chăng bình thường tiến hành? Tiên sinh trước nhìn về phía trước hắc ám thượng đế đại đồ đệ nói ra, tiếp xuống người phải thường xuyên tại thiên sách thần soái bọn hắn trước mắt lắc lư. Thậm chí phải được thường đi báo thù. Cho chúng ta thu thập đến càng nhiều tin tức hơn, chúng ta chẳng những giúp người báo thù, sẽ còn để ngươi mạnh lên. Chờ trước hắc ám thượng đế đại đồ đệ rời đi sau. Tiên sinh lúc này mới tiếp tục nói, kế hoạch không thể để cho người ngoài nghe được. Kế hoạch như cũ. Tiếp xuống chúng ta muốn dùng kế hoạch làm cho cả đại hạ lâm vào trong địa ngục. Toàn bộ đại hạ một khi loạn, cơ hội cũng liền đến. Đến lúc đó tuyệt đối dẫn dụ số 76 cấm địa bọn này thần sớm ra tay, đi nuốt mất đại hạ. Chờ bọn hắn đôi bên đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay. Tiên sinh đã tưởng tượng đến hình tượng. Ha ha ha, tuyệt, hắc ám bác sĩ thí nghiệm ra tới khổng lồ. Tăng thêm số 76 cấm địa đám người kia, đại hạ không chịu đựng nổi a. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc bọn hắn tuyệt đối thủ không được. Hiện tại Côn Luân Tuyết học viện cùng với khác bồi dưỡng hạt giống nhóm, đại hạ tưởng rằng cho mình bồi dưỡng, thật tình không biết tất cả đều là người ta số 76 cấm địa. Đến lúc đó đại hạ bị móc sạch đồng dạng, hai mặt thụ địch. Tất cả mọi người cười. Cảm giác kia hai loại tồn tại ra sân không xa. Đến lúc đó phần thắng của chúng ta cơ hồ là 100%. Mọi người rất có lòng tin. Như thế, vậy ta nhất định phải thông báo chủ thần ti, thông báo hắc ám bác sĩ. Để bọn hắn lại nhanh thêm một chút tốc độ, thời gian nhất thiết phải rút ngắn đến nửa tháng. Tiên sinh lại ra lệnh, để thiên thuẫn cục hắc ưng tới gặp ta. Ta muốn thi xem xét khảo sát, nguồn năng lượng trạm phát điện phải chăng có thể giấu hạ những cái này khổng lồ. Trước dùng mấy cái tương tự cự hình sinh vật kiểm tra kiểm tra. Tốt, minh bạch. Tiên sinh mệnh lệnh một chút. Mọi người lập tức đi chấp hành. Bọn hắn nghĩ tăng thêm tốc độ. Nghĩ sớm để đại hạ loạn lên, để số 76 cấm địa thần động thủ. Làm hắc ám bác sĩ nghe được nửa tháng, hắn càng điên cuồng lên, trực tiếp đáp ứng xuống. Chư thần phòng thí nghiệm các phương tất cả mau làm. Một bên khác,
Diệp Quân Lâm cũng bí mật tại Thánh Kinh tổ chức vận dụng một cỗ lực lượng. Đến kiến thiết an toàn đảo. Tuyển ra 4 cái địa phương, dự định trước xây 4 cái an toàn đảo. Thực sự là nhân thủ không đủ,